Vô thượng sát thần, Tiêu Phàm, Nam Cung Tiêu Tiêu. Tập 174. Đám người cũng trợn mắt nhìn xem Hắc Long Vương nuốt vào Nam Vương, trong lòng hoảng hốt, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Ai cũng không ngờ tới, Hắc Long Vương vậy mà lại giúp Băng Tàm Vương. Chỉ có số ít người biết rõ, Hắc Long Vương cũng không phải là tại giúp Băng Tàm Vương, hắn là đang giúp mình. Một khi Băng Tàm Vương nuốt vào Đông Nam Tây Bắc Tứ Vương, hắn linh hồn lực lượng tuyệt đối sẽ tăng vọt một cái cấp độ, coi như sẽ không bước vào chân chính thánh tôn cảnh, vậy cũng tuyệt đối không sai biệt lắm. Đến lúc đó, Hắc Long Vương tuyệt đối không phải Băng Tàm Vương đối thủ. Hắc Long Vương nuốt vào Nam Vương, hắn linh hồn lực lượng cũng sẽ tăng trưởng rất nhiều, tự nhiên không sợ Băng Tàm Vương. Tất nhiên cân bằng đã đánh vỡ, Hắc Long Vương cũng không cố kỵ gì. Bắc Xuyên Vương thấy thế, bỗng nhiên phóng lên tận trời, đứng ở Đông Vương cùng Tây Vương một bên, lạnh lùng căm tức nhìn đối diện Băng Tàm Vương cùng Hắc Long Vương, các ngươi đánh vỡ Bát Vương ở giữa cân bằng, thần chủ sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Ngươi nói đế phi sao? Hắc Long Vương lạnh lùng cười một tiếng, nàng đều bản thân khó bảo toàn, chỗ nào còn sẽ để ý tới chúng ta. Bắc Xuyên, tới, Băng Tàm Vương cho Bắc Xuyên Vương một ánh mắt. Hắn cùng với Bắc Xuyên Vương là tri kỷ, tạm thời mà nói, hắn không muốn Bắc Xuyên Vương xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Thần chủ không có việc gì, Băng Tằm, là ta nhìn sai ngươi. Bắc Xuyên Vương lắc đầu, giờ khắc này, hắn lại là cùng Băng Tàm Vương sinh ra khác nhau. Băng Tàm Vương lộ ra bản thân cường đại dã tâm, chỉ muốn nuốt vào Đông Vương cùng Tây Vương linh hồn chi lực mạnh lên, tranh đoạt thần chủ vị trí. Nhưng Bắc Xuyên Vương lại là kiên định giữ gìn bây giờ thần chủ, đứng ở Băng Tàm Vương đối lập mặt. Phía dưới trong đám người Tiêu Phàm, ẩn ẩn cảm nhận được một loại nhàn nhạt bất an, sự tình có vẻ như vượt quá dự liệu của hắn. Bọn họ bây giờ là tranh đoạt thần điện chi vương linh hồn chi lực, chờ chút hẳn là chúng ta. Tiêu Phàm nhìn xung quanh bốn phía, trong lòng âm thầm trầm ngâm. Nơi này trừ bỏ thần điện mấy vương bên ngoài, có thể vẫn là có không ít thánh đế cảnh đỉnh phong linh hồn chi thể a. Mặc dù linh hồn năng lượng không có thần điện chi vương tinh thuần, nhưng cũng may số lượng nhiều, Băng Tàm Vương cùng Hắc Long Vương lại làm sao có thể bỏ lỡ đây. Để cho Tiêu Phàm lo lắng chính là, Hắc Long Vương cũng không có thực đối phó Băng Tàm Vương tâm tư, hai người bọn họ tựa như đột nhiên đã đạt thành một loại hiệp nghị nào đó, lại đem đầu mâu nhất trí nhắm ngay Bắc Xuyên Vương cùng đồ vật nhị vương. Một khi Bắc Xuyên Vương ba người bọn họ tử vong, tiếp xuống liền phải đến phiên bọn họ. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm sắc mặt trở nên hết sức âm trầm, hắn có thể đủ thôn phệ linh hồn người khác lực lượng trở nên mạnh hơn, hắn có thể như thế nào cũng không nghĩ đến, những người này vậy mà cũng có thủ đoạn như thế. Bọn họ có vẻ như đang sợ hãi Vô Cực Ma Vương. Tiêu Phàm trong lòng hết sức ngưng trọng, hoàn toàn không đã có lực lượng. Trầm ngâm chốc lát, Tiêu Phàm trong mắt lóe lên một vòng tinh quang, nói, bất luận làm sao, trước diệt Băng Tàm Vương cứu ra lão sư lại nói, trước đó, Bắc Xuyên Vương ba người bọn họ không thể chết. Bắc Xuyên, bổn vương kết bạn với ngươi nhiều năm, không nguyện giết ngươi, tránh ra. Băng Tàm Vương đằng đằng sát khí nói, nếu như cũng đã tới mức độ này, hắn liền không có nghĩ tới có giữ lại chút nào. Băng Tàm, ngươi không giết hắn, vậy liền để ta làm người tốt ha. Hắc Long Vương mỉm cười. Vừa rồi hắn lo lắng Đông Nam Tây Bắc Tứ Vương cùng Băng Tàm Vương liên thủ, cố ý bức tự mình động thủ, cho nên một mực nhìn lấy bọn họ chiến đấu, cũng không ý định động thủ. Thẳng đến Băng Tàm Vương trực tiếp nuốt vào Bắc Vương, Hắc Long Vương mới biết được, cơ hội của mình đến. Chỉ cần nuốt vào còn dư lại mấy cái thần điện chi vương, của hắn linh hồn lực lượng nhất định sẽ tăng vọt một mảng lớn, thậm chí vượt qua Vô Cực Ma Vương cũng khó nói. Đến lúc đó, hắn hoàn toàn có thể diệt Vô Cực Ma Vương cùng Băng Tàm Vương, bản thân trở thành thần điện chi chủ. Bắc Xuyên Vương nheo mắt, một luồng khí tức nguy hiểm bao phủ ở hắn trong lòng. Sau một khắc, nhưng hắn hết sức kinh ngạc là, Băng Tàm Vương hướng về phía Hắc Long Vương nhàn nhạt gật đầu, cũng tốt, cái kia Đông Vương cùng Tây Vương về ta. Có thể, hôm nay ngươi đại hôn, nhường ngươi một cái. Hắc Long Vương ngửa mặt lên trời cười to, liền hướng lấy Bắc Xuyên Vương đi đến. Ngược lại cũng không phải hắn thực để Băng Tàm Vương một cái bán bộ thánh tôn cảnh linh hồn, mà là Bắc Xuyên Vương chính là thần điện Bát Vương đệ tứ, hắn linh hồn lực lượng khẳng định càng thêm tinh thuần. Bắc Xuyên Vương biến sắc, trong lòng càng là một trận thê lương,
bản thân lại bị người như vậy thì bán. Bán đi bản thân người kia, vẫn là bản thân bằng hữu tốt nhất. Băng Tàm, Hắc Long, thần chủ sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Bắc Xuyên Vương nhe răng trợn mắt nhìn xem đối diện Băng Tàm Vương cùng Hắc Long Vương quát ầm lên. Thần chủ có hay không bỏ qua ta không biết, bất quá, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hắc Long Vương cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên đánh giết mà ra. Ong ong gần như đồng thời, hư không trận pháp quang mang khẽ run lên, từng đạo linh hồn trùm sáng bỗng nhiên hướng về Hắc Long Vương gào thét đi, dọa đến Hắc Long Vương vội vàng ngừng thân hình. Băng Tàm, ngươi làm gì? Hắc Long Vương căm tức nhìn Băng Tàm Vương nói. Chúng ta không phải đã nói xong sao, ngươi làm sao trả ra tay với ta, chẳng lẽ cho là ta Hắc Long Vương dễ khi dễ? Trận pháp không phải con bà nó khống, ngươi bây giờ tin. Băng Tàm Vương mặt âm trầm, nhìn xung quanh bốn phía, muốn tìm được bố trí trận pháp người. Hắc Long Vương lông mày hơi nhíu, trận pháp này mặc dù không có khả năng lấy mạng của hắn, nhưng luôn cảm giác có một thanh đao treo ở đỉnh đầu của hắn, nhưng hắn hô hấp đều có chút khó khăn. Trận pháp không phải Băng Tàm Vương bố trí, kia lại là ai bố trí đây? Bất kể như thế nào, các ngươi đều chết định. Hắc Long Vương biểu tình dữ tợn nhìn xem Bắc Xuyên Vương ba người nói. Ngươi nói chết chắc nhất định phải chết, ta nói bọn họ không chết được. Cũng đúng lúc này, một đạo thanh âm đột ngột vang lên, chỉ thấy một đạo áo bào đen thân ảnh bỗng đạp không mà lên. Đám người vẻ mặt kinh ngạc nhìn cái kia áo bào đen thân ảnh, chẳng ai ngờ rằng, vẫn còn có người dám cùng Băng Tàm Vương cùng Hắc Long Vương là địch. Phải biết, hai người bọn họ đều ẩn giấu đi thực lực, giống Đông Nam Tây Bắc Vương dạng này bán bộ thánh tôn cảnh, bọn họ có thể đối phó mấy cái a. Chủ yếu nhất là, cái kia áo bào đen thân ảnh tu vi, vẫn chỉ là thánh đế cảnh đỉnh phong mà thôi. Danh con, ngươi tính là thứ gì? Hắc Long Vương giận tím mặt, một cái thánh đế cảnh đỉnh phong, cũng dám cùng bản thân kêu gào. Hiển nhiên, xuất thủ người không phải người khác, mà là Tiêu Phàm. Đám người không biết là, làm Tiêu Phàm đạp không mà lên một sát na kia, trong đám người một đạo váy trắng bóng hình xinh đẹp vừa mới bước chân, lại rụt trở về. Hắc Long Vương khí thế mãnh liệt mà đến, nhưng mà, Tiêu Phàm liền con mắt đều không nhìn Hắc Long Vương một cái, mà là nhìn chăm chú Bắc Xuyên Vương ba người bọn họ nói, ba người các ngươi, tăng thêm trận pháp này, cuốn lấy Hắc Long Vương không có vấn đề a. Nếu là bình thường, một cái thánh đế cảnh đỉnh phong dám cùng bản thân nói như vậy, Bắc Xuyên Vương bọn họ đã sớm tức giận rồi. Nhưng là giờ phút này, ba người lại là rơi vào trong trầm tư, cuối cùng gật đầu một cái. Bắc Xuyên Vương nói, có thể. Tiểu Vương bát đản, là người bố trí trận pháp. Băng Tàm Vương lập tức mặt mũi dữ tợn, hàn khí lạnh như băng từ trên người hắn bộc phát ra. Cũng khó trách hắn tức giận, nếu như không phải Tiêu Phàm, hắn hôm nay cũng sẽ không nhanh như vậy bại lộ tất cả lá bài tẩy. Nguyên lai tất cả những thứ này, cũng là tiểu tử này dở trò quỷ. Ồn ào, nhưng mà, đáp lại Băng Tàm Vương, chỉ có Tiêu Phàm hai chữ. Ồn ào. Đám người khóe miệng giật một cái này ở đâu ra tiểu tử, vậy mà như thế phách lối, dám theo Băng Tàm Vương nói như vậy. Chẳng lẽ là chán sống sao? Bất quá nghĩ đến tiểu tử này lại có thể bố trí mạnh mẽ như vậy trận pháp, hơn nữa dám cùng Băng Tàm Vương là địch, có lẽ hắn thật đúng là phải có thực lực như vậy. Tiêu Phàm sở dĩ hiện thân, cũng chính bởi vì bây giờ là tốt nhất ứng phó Băng Tàm Vương thời cơ. Trước đó thần điện bát phương tầm đó mặc dù có rất lớn mâu thuẫn, nhưng bọn hắn vẫn như cũ sẽ nhất trí đối ngoại. Mà bây giờ, bát phương đã chết hai vương, Băng Tàm Vương cùng Hắc Long Vương trở thành hung thủ, còn dư lại Bắc Xuyên Vương, Đông Vương cùng Tây Vương đứng ở mặt đối lập. Tiêu Phàm giờ phút này hiện thân, chỉ cần ứng phó Băng Tàm Vương một người, hơn nữa mặt khác thần điện chi vương còn sẽ không xuất thủ, dạng này tuyệt hảo cơ hội, hắn lại thế nào bỏ lỡ đây? Mấu chốt nhất là, Băng Tàm Vương tuy mạnh, nhưng Đông Nam Tây Bắc Tứ Vương cũng không phải ăn chay, hắn cũng hoặc nhiều hoặc ít thụ một chút tổn thương, thực lực khẳng định không ở đỉnh phong. Mà hắn bây giờ lại là vận sức chờ phát động, hơn nữa trận pháp, chưa hẳn không thể giết chết Băng Tàm Vương. Chỉ là Tiêu Phàm vừa bắt đầu chế tạo nội chiến, cũng không có giết chết Băng Tàm Vương, nhưng hắn có chút thất vọng. Chết, Băng Tàm Vương gầm thét một tiếng, trong nháy mắt một điểm. Một đạo hủy diệt tính chỉ lực bay thẳng Tiêu Phàm mà đến. Một cái thánh đế cảnh đỉnh phong tiểu tử, hắn tiện tay có thể diệt,
vậy mà cũng dám quát lớn bản thân ồn ào. Nhấn một ngón tay, Băng Tàm Vương liền lại cũng không có nhìn nhiều, hắn thấy, Tiêu Phàm hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng để đám người kinh dị là, Tiêu Phàm vậy mà tùy tiện tránh thoát Băng Tàm Vương công kích, động tác kia, phiêu giật thoải mái, liền tựa như một cái linh điểu. Lão gia hỏa, người quá tự đại, Tiêu Phàm cười lạnh một tiếng, lấy tay vung lên, hư không lại một màn ánh sáng nở rộ, giống như sao lốm đốm đầy trời, lấp lóe lấy rực rỡ quang huy. Cùng lúc đó, trong thiên địa lực lượng linh hồn, điên cuồng hướng về nơi đây hội tụ. Theo lực lượng linh hồn gia tăng, hư không khắp trời đầy sao, nở rộ quang mang cũng càng ngày càng sáng chói, chói mắt. Ngẩng đầu nhìn tới, giống như một mảnh chân chính tinh không treo ở đỉnh đầu, cho người ta một loại 10 điểm cảm giác huyền diệu. Bất quá, người ở chỗ này đều cảm nhận được một cỗ cực kỳ uy áp cường đại, ép tới bọn họ có chút không thở nổi. Vạn tinh chu thần trận, mở ra, Tiêu Phàm hoa hơn một ngày thời gian, hàng ức nguyên thạch bố trí trận pháp, há lại sẽ đơn giản. Chỉ thấy hắn giang hai cánh tay, một cỗ lực lượng kỳ lạ hướng về trên người hắn hội tụ, Tiêu Phàm khí thế trên người vậy mà bắt đầu không ngừng kéo lên. Vẻn vẹn mấy hơi thở thời gian, khí thế của hắn liền nhảy lên tới thánh đế cảnh đỉnh phong viên mãn, khoảng cách bán bộ thánh tôn cảnh cũng chỉ có cách xa một bước. Oanh, đột nhiên, một tiếng nổ vang truyền ra, lại là Tiêu Phàm trên người cổ động khí thức mạnh mẽ, hắn linh hồn lực lượng, vậy mà bước vào bán bộ thánh tôn cảnh. Một sát na này, Tiêu Phàm cảm giác mình linh hồn chi thể có loại muốn bị tê liệt cảm giác. Vạn tinh chu thần trận, vốn là rút ra trong thiên địa lực lượng, để thực lực bản thân phóng ra một cái tiểu cảnh giới, có thể một lần này đồng dạng là nhằm vào thân thể. Linh hồn chi thể sử dụng loại này thủ đoạn, nhất định phải linh hồn chi thể cực kỳ cứng cỏi, phủ nhận căn bản không chịu nổi linh hồn chi lực tăng vọt xé rách lực lượng. Cũng may ta linh hồn chi thể bị tinh vẫn thánh liên rèn luyện qua, bằng không thật vẫn không chịu nổi. Tiêu Phàm trong lòng âm thầm cười khổ nói. Lúc này, hắn khí thế trên người từ từ hướng tới bình ổn, chí ít trên cảnh giới mà nói, hắn đã đạt đến bán bộ thánh tôn cảnh, không kém gì Băng Tàm Vương mảy may. Ngươi là ai? Băng Tàm Vương cảm nhận được Tiêu Phàm trên người khí thức mạnh mẽ, cũng là âm thầm kinh hãi không thôi. Chẳng biết tại sao, hắn từ Tiêu Phàm trên người cảm nhận được một cỗ cường đại áp lực. Ta là ai không trọng yếu là, có người muốn ngươi chết. Tiêu Phàm khóe miệng hơi hơi dương lên. Ngữ khí vô cùng băng lãnh. Nói xong, Tiêu Phàm bỗng nhiên hóa thành một trận gió, bay thẳng Băng Tàm Vương đi. Tốc độ kia, nhất định chính là một đạo chớp lóe, dù cho thánh đế cảnh đỉnh phong, cũng không thể tùy tiện bắt lấy được. Tiêu Phàm ở thánh đế cảnh đỉnh phong thời kỳ, tốc độ liền so cùng giai tu sĩ muốn nhanh rất nhiều, cơ hồ đạt đến bán bộ thánh tôn cảnh tiêu chuẩn. Bây giờ tu vi bay thẳng bán bộ thánh tôn cảnh, tốc độ của hắn tự nhiên lại muốn gấp bội tăng lên. Phải biết, nghịch long đăng thiên bộ thi triển tốc độ, nhưng là ở hắn tu vi bản thân có thể đạt tới tốc độ điều kiện tiên quyết tăng gấp đôi. Tiêu Phàm nghịch long đăng thiên bộ, đã đạt đến đệ tứ trọng, nói cách khác, tốc độ của hắn là bản thân bán bộ thánh tôn cảnh 4 lần. Gấp 4 tốc độ, đủ để cho Tiêu Phàm nghiền ép Băng Tàm Vương. Không đợi đám người lấy lại tinh thần, Băng Tàm Vương chỉ cảm thấy lồng ngực lõm xuống. Nửa người dưới trực tiếp nổ tung, hóa thành cuồn cuộn lực lượng linh hồn cuồn cuộn. Nhanh, không thể tưởng tượng nổi nhanh, Băng Tàm Vương trên mặt lộ ra thống khổ, hắn nửa người trên bay ngược mà ra, trơ mắt nhìn xem Tiêu Phàm há miệng nuốt vào hắn nổ lên lực lượng linh hồn. Ta muốn giết ngươi, Băng Tàm Vương ngửa mặt lên trời gào thét, hắn bỗng nhiên hóa thành bản thể, bị Tiêu Phàm nuốt vào lực lượng linh hồn trong nháy mắt chiếm được bổ sung, vậy mà so cảm khái còn mạnh hơn mấy phần. Trên người hắn chán phóng vô cùng vô tận hàn ý, mãnh liệt tứ phương, phương viên mấy trăm dặm, toàn bộ đông kết thành xương lạnh. Chỉ một thoáng, cả tòa Băng Tàm Vương phủ để cơ hồ đều bao phủ ở băng xương. Tu sĩ khác toàn bộ đều đã lùi đến trận pháp giáp danh, để tránh đụng phải dư uy tác động đến. Cũng may Băng Tàm Vương phủ so sánh lớn, hơn nữa Tiêu Phàm bố trí trận pháp lúc sợ kinh động đến Băng Tàm Vương, bởi vậy cố ý cách Băng Tàm Vương phủ xa một chút. Bằng không mà nói, cái này kinh khủng xương lạnh, tất nhiên sẽ đống sát không ít tu sĩ. Hắn lại còn đang ẩn giấu thực lực, Đông Vương sắc mặt hơi đổi một chút, khó coi tới cực điểm. Ngay sau đó hắn và Bắc Xuyên Vương,
Tây Vương hai người nhìn chằm chằm hướng về Hắc Long Vương, đề phòng Hắc Long Vương xuất thủ. Kỳ thật, Hắc Long Vương căn bản không có ý xuất thủ, hắn thậm chí hận không thể Tiêu Phàm giết Băng Tàm Vương, chỉ cần Băng Tàm Vương cái chết, hắn chiếm lấy thần chủ vị trí cơ hội lại phải lớn hơn thêm vài phần. Nếu như có thể, hắn đều ước gì đi lên giúp Tiêu Phàm diệt trừ Băng Tàm Vương. Không chung, Tiêu Phàm cảm nhận được Băng Tàm Vương khí thế trên người, cũng là kinh hãi không thôi, hắn vốn cho là Băng Tàm Vương tối đa cũng liền cùng Túy Ông không sai biệt lắm. Nhưng hiện tại xem ra, Băng Tàm Vương so Túy Ông mạnh mẽ hơn không ít. Nếu như nói, Túy Ông khoảng cách Thánh Tôn Cảnh chỉ có khoảng cách nửa bước, mà Băng Tàm Vương đã đến gần vô hạn Thánh Tôn Cảnh. Có mạnh hơn lại như thế nào, không phải là Thánh Đế Cảnh. Tiêu Phàm mặt không đổi sắc, quanh thân chán phóng cuồn cuộn hỏa diễm. Băng Tàm Vương tán phát cổ hàn khí kia, trong nháy mắt tan biến tại vô hình, bây giờ vô tận chi hỏa, cũng đạt tới thánh hỏa đỉnh phong, chống đối một điểm hàn khí, tự nhiên không nói chơi. Cùng lúc đó, Tiêu Phàm xòe bàn tay ra, Tu La kiếm xuất hiện ở trong tay, tím kiếm khí màu đỏ ngòm nở rộ, đám người chỉ cảm thấy linh hồn một trận đau nhói. Danh con, liền bằng ngươi cũng giết phải chết bổn vương. Chết đi, Băng Tàm Vương tùy tiện cười một tiếng, hắn chấp động lên nghiêng người hai đôi cánh, cực tốc vồ giết về phía Tiêu Phàm. Hôm nay, mệnh của ngươi ta muốn định. Tiêu Phàm tà tà cười một tiếng, lộ ra một ngụm răng trắng như tuyết, cầm kiếm chỉ Băng Tàm Vương nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ầm ầm, vô số kiếm khí tại hư không nở rộ, tràn ngập mỗi một cái góc, phát ra từng tiếng kim thạch giao kích thanh âm, đinh tai nhức óc. Khí thế kinh khủng ép tới người có chút không thở nổi, đám người chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy hai đạo tàn ảnh tại hư không va chạm. Nếu như không phải trận pháp ngăn cản, hai người đoán chừng đã sớm chiến đến vực ngoại tinh không. Ở hai người trùng kích vào, trận pháp cũng bắt đầu run rẩy dữ dội lên, tựa như tùy thời có thể phá mở một dạng. Tiêu Phàm tốc độ càng lúc càng nhanh, rõ ràng có chỗ tăng lên, có thể để hắn kinh ngạc chính là, Băng Tàm Vương tốc độ vậy mà không kém mảy may, chẳng lẽ hắn còn đang giữ lại thực lực. Hay là nói, Băng Tàm Vương tốc độ cũng đang tăng lên. Trong lúc nhất thời, Tiêu Phàm trong lòng khẽ hơi trầm xuống một cái, vạn tinh chu thần trận thế nhưng là có thời gian hạn chế, nếu như trong thời gian nhất định giải quyết không xong Băng Tàm Vương, đến lúc đó chết có thể chính là hắn. Là của hắn cánh, Tiêu Phàm ánh mắt ngưng tụ, trong nháy mắt đảo qua Băng Tàm Vương cánh. Hai đôi cánh kia đang lấy quỷ dị tần suất rung động, tốc độ càng lúc càng nhanh, cùng lúc đó, Băng Tàm Vương tốc độ cũng đang không ngừng tăng lên. Nếu như chặt đứt hắn một cái cánh, phải chăng có thể giảm bớt tốc độ của hắn? Tiêu Phàm âm thầm trầm ngâm một tiếng, đáy mắt chỗ sâu hiện lên một vòng tinh quang. Sát na thất thần, Băng Tàm Vương hai cái cánh băng giống như hai thanh thiên đao đồng dạng, nổi giận chém mà xuống, khí thế hung nhân. Tu La đại thế giới. Tiêu Phàm thấy thế, chẳng những không có e ngại, ngược lại trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên mừng rỡ, khoảng cách gần như thế, nếu như thi triển Tu La đại thế giới, Băng Tàm Vương khẳng định trúng chiêu. Quả nhiên, Tiêu Phàm trên người bộc phát ra một cái to lớn huyết sắc tuyền qua, trong nháy mắt Băng Tàm Vương thân thể chém một cái làm hai. Đồng thời, Băng Tàm Vương con ngươi lâm vào ngắn ngủi trạng thái đờ đẫn, bất quá, Tiêu Phàm cũng bị Băng Tàm Vương cánh băng chém bay ra ngoài, muốn công kích Băng Tàm Vương, cơ hồ là chuyện không thể nào. Ở nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, Tiêu Phàm thân thể một phân thành hai, bản thể của hắn thừa nhận Băng Tàm Vương đại bộ phận công kích, mà linh hồn phân thân lại là ổn định thân hình, cầm trong tay Tu La kiếm hung hăng một kiếm chém xuống. Phốc phốc, Băng Tàm Vương một cái cánh băng bỗng nhiên rời đi thân thể của nó, sau đó bị vô số kiếm khí quấy đến vỡ nát. Tiêu Phàm nơi nào sẽ buông tha cơ hội như vậy, hắn linh hồn chi thể vừa mới ổn định thân hình, tựa như cùng mũi tên đồng dạng, lần nữa xông tới. Muốn chết, Băng Tàm Vương tỉnh táo lại, cái kia một phân thành hai thân thể, vậy mà hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu, biến thành hai cỗ thân thể. Hai cỗ thân thể đồng thời chặn lại Tiêu Phàm bản tôn cùng linh hồn phân thân công kích, mà bên người của hắn, vẫn như cũ có được hai đôi cánh băng. Chạm không xong, Tiêu Phàm trợn to hai mắt, tựa như gặp quỷ sống một dạng. Cái này đôi cánh băng chẳng những chạm không xong, hơn nữa hắn thân thể bị chém ra, lại còn có thể một phân thành hai, cái này cũng thật bất khả tư nghị.
Loại này quỷ dị năng lực, chẳng phải là cùng hắn linh hồn phân liệt năng lực không phân cao thấp. Không, chuẩn xác mà nói, hắn hai cỗ thân thể, là không phân chủ thứ. Thật là mạnh linh hồn thiên phú. Tiêu Phàm thở sâu, hắn thân thể nhanh chóng lùi về phía sau. Đáng tiếc, băng tàm vương lại không có ý bỏ qua cho hắn, hai cỗ thân thể đồng thời hướng về Tiêu Phàm nộ sát mà đến. Tiêu Phàm linh hồn phân thân liền một cái hô hấp không tới thời gian đều không có kiên trì được, liền bị băng tàm vương bắn cho bạo. Mà bây giờ, Tiêu Phàm phải đối mặt, thế nhưng là hai cái băng tàm vương. Tiểu tử, có thể bức ta thi triển linh hồn thiên phú, ngươi cũng đầy đủ kiêu ngạo. Băng tàm vương thần sắc băng lãnh, vẻ mặt kiêu ngạo nói. Cho tới nay, hắn đều ẩn giấu đi thực lực, khuất cư thần điện bát vương người thứ ba, có thể trong lòng hắn, cho dù là thần điện bát vương đứng đầu vô cực ma vương, cũng chỉ đến như thế. Nguyên bản hắn vẫn chờ cùng vô cực ma vương một phân cao thấp, tranh đoạt thần điện chi chủ vị trí. Nhưng Tiêu Phàm lại làm cho hắn không thể không thi triển toàn bộ thực lực, đem tất cả át chủ bài đều bại lộ trước người, cái này khiến băng tàm vương làm sao không giận. Hắn giờ phút này, hận không thể ăn Tiêu Phàm thịt, uống Tiêu Phàm huyết. Chưa bao giờ có người từng thấy băng tàm vương linh hồn thiên phú, không nghĩ tới hắn linh hồn thiên phú dĩ nhiên là linh hồn phục chế. Bắc Xuyên vương nhìn xem trời cao băng tàm vương, con người hơi hơi co rụt lại. Hắc Long vương, Đông vương cùng Tây vương cũng tất cả đều 10 điểm không bình tĩnh, bọn họ cho tới giờ khắc này, mới chính thức ý thức được băng tàm vương đáng sợ. Trước đó hắn bị Tây vương cùng Bắc vương bức bách, hơn nữa bị thương không nhẹ, hiển nhiên cũng là hắn cố ý giả vờ. Thình thịch, Tiêu Phàm linh hồn chi thể bị băng tàm vương công kích quét trúng, giống như đạn pháo một dạng bay ngược mà ra, trọng trọng đập trên mặt đất, văng lên vô số bụi bặm. Chỉ ngươi dạng này mặt hàng, cũng muốn giết bổn vương. Cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem bản thân. Băng tàm vương mặt coi thường nhìn phía dưới phế tích. Tiêu Phàm từ phế tích đứng dậy, nhìn chăm chú trời cao băng tàm vương, âm thầm lo lắng nói, chỉ có thời gian uống cạn nửa chén trà. Tốc độ như vậy còn chưa đủ. Nghịch Long đăng thiên bộ đệ nhị trọng, vẻn vẹn có thể tăng lên gấp 4 tốc độ mà thôi, đây đã là cực hạn của hắn. Nếu là có thể đột phá Nghịch Long đăng thiên bộ đệ tam trọng, tăng lên 8 lần tốc độ, hắn thì có 10 phần tự tin chém giết băng tàm vương. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm thở sâu, lần nữa đạp không mà lên. Chỉ có thể liều mạng một cái, Tiêu Phàm nhắm mắt cảm ứng, hắn những năm này một mực lĩnh ngộ Nghịch Long đăng thiên bộ. Khoảng cách đệ tam trọng vốn liền chỉ có cách xa một bước. Nhưng cách xa một bước này, Tiêu Phàm bất kể như thế nào đều cất bước đi ra. Mà bây giờ, cả thể xác và tinh thần hắn đều đầu nhập Nghịch Long đăng thiên bộ lĩnh ngộ bên trong, không đột phá, liền chỉ có tử vong phần. Tiêu Phàm đây là đang dùng tính mạng của mình bức bách bản thân, nghiền ép bản thân tất cả tiềm năng, đi xuyên phá Nghịch Long đăng thiên bộ đệ tam trọng cách ngăn. Nhận thua. Băng Tàm Vương nhìn thấy Tiêu Phàm nhắm hai mắt lại, không khỏi cười lạnh nói, ngươi yên tâm, bổn vương sẽ không để cho ngươi dễ dàng chết như vậy, bổn vương muốn trấn linh hồn ngươi vạn vạn năm. Nói xong, băng Tàm Vương hai cỗ thân thể lần nữa xông về Tiêu Phàm, khí thế hung mãnh hết sức. Tiêu Phàm quanh thân lưu chuyển lên ánh sáng khác thường, ẩn ẩn có một đạo long hình hư ảnh hiện lên, tản ra một cỗ ngập trời long uy, hắn thân thể cũng dường như cùng cái kia long ảnh hòa làm một thể. Khốn, băng tàm vương nổi giận gầm lên một tiếng, hai cỗ thân thể bỗng há mồm phun một cái, hai đạo lưu quang bắn ra, đang bay về phía Tiêu Phàm quá trình bên trong, hóa thành hai tấm tỉ mỉ linh hồn chi võng. Đây là, băng tàm thiên võng. Đám người thấy thế, không khỏi lên tiếng kinh hô. Đây chính là băng tàm vương bản mệnh pháp bảo A, danh xưng nóng lạnh bất xâm, thủy hỏa bất xung, dù cho thánh tôn cảnh thần điện chi chủ đế phi, cũng tán thưởng rất nhiều. Hắn vậy mà dùng cái này băng tàm thiên võng tới đối phó Tiêu Phàm, đủ để có thể thấy được băng tàm vương đối Tiêu Phàm hận ý. Đám người nhìn thấy Tiêu Phàm vẫn như cũ nhắm hai mắt đứng tại chỗ, căn bản không có ý phản kháng, không khỏi âm thầm lắc đầu. Tiểu tử này, chung quy là khó thoát khỏi cái chết. Bọn họ không phát hiện là, Tiêu Phàm quanh thân nhộn nhạo một cỗ cực kỳ huyền diệu khí tức, trong miệng hắn càng là nói lẩm bẩm, như thế nào nghịch long, người nghịch, mới có thể lên trời. Nói xong, băng tàm vương băng tàm thiên võng bỗng nhiên đụng vào nhau, chán phóng kinh khủng quang hoa. Khốn trụ, đám người kinh hãi không thôi,
vẻ mặt kính sợ nhìn xem Băng Tàm Vương. Băng Tàm Vương ở trên cao nhìn xuống quan sát phía dưới trán phóng ánh sáng rực rỡ Băng Tàm Thiên Võng, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý. Băng Tàm Thiên Võng, nhưng là hắn bản mệnh pháp bảo, thiên sinh liền có, hắn tự tin có thể vây khốn thánh tôn cảnh phía dưới bất luận cái gì sinh linh, cho dù là bình thường thánh tôn cảnh, cũng khó có thể tránh thoát Băng Tàm Thiên Võng trói buộc. Bây giờ Tiêu Phàm bị Băng Tàm Thiên Võng vây khốn, lại làm sao có thể trốn được đây? Nghĩ vậy, Băng Tàm Vương lấy tay một chiêu, chuẩn bị thu hồi Băng Tàm Thiên Võng, hảo hảo đùa bỡn một lần Tiêu Phàm, cho hắn biết, có ít người không phải hắn loại này run dế có thể đắc tội. Chỉ là, làm Băng Tàm Vương thu hồi Băng Tàm Thiên Võng thời khắc, nụ cười của hắn trong nháy mắt ngưng kết tại nguyên chỗ. Đám người cũng là kinh ngạc không thôi, rất nhiều người trợn to hai mắt, thỉnh thoảng quét mắt hư không. Người đâu, có người kêu to không thôi. Bọn họ rõ ràng nhìn thấy Tiêu Phàm bị Băng Tàm Thiên Võng khốn trụ a, làm sao có thể đột nhiên không thấy đây. Nhưng sự thật chính là như thế, Tiêu Phàm căn bản cũng không có bị vây ở Băng Tàm Thiên Võng. Kinh hãi nhất không ai có thể hơn tại Băng Tàm Vương, muốn nói ai hiểu rõ nhất Băng Tàm Thiên Võng, đây tuyệt đối là trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Hắn cực kỳ tự tin, Tiêu Phàm là tuyệt đối không có khả năng trốn qua Băng Tàm Thiên Võng trói buộc, có thể Tiêu Phàm hiện tại nhưng không thấy, cái này khiến hắn khó có thể tiếp nhận. Khả năng duy nhất chính là, Băng Tàm Thiên Võng căn bản không có vây khốn hắn. Băng Tàm Vương hiện lên một cái ý niệm trong đầu, con người bên trong là tinh quang lập lòe. Hắn không tin Tiêu Phàm có thể từ Băng Tàm Thiên Võng trói buộc phía dưới đào thoát, khả năng duy nhất chính là, hắn căn bản là không có bị giam ở trong đó. Quả nhiên, sau một khắc, trong đám người đột nhiên truyền đến một trận kinh ngạc tiếng kêu gào. Hắn ở nơi đó, chỉ thấy một cái tu sĩ giơ nón tay chỉ chân trời, trên mặt lộ ra trợn mắt hốc mồm, trong miệng càng là đủ để nhét xuống một cái trứng vịt. Chân trời, khoảng cách Băng Tàm Vương bên ngoài mấy chục dặm, đứng đấy một đạo áo bào đen thân ảnh, áo bào trong gió bay phất phới, tóc dài đen nhánh phiêu động trời cao, che khuất nửa gương mặt. Tay phải rút kiếm, giống như một tôn dáng lâm phàm trần cái thế thần ma, ở phía sau hắn, lờ mờ còn hiện lên một đạo thần long hư ảnh, quả nhiên là cực kỳ quỷ dị. Là hắn còn sống. Đám người vẻ mặt liền nhận ra thân phận của người kia, trừ bỏ Tiêu Phàm, lại không người khác. Thế nhưng là, ai đều không biết Tiêu Phàm là lúc nào chạy đến chỗ đó, hắn rõ ràng đã bị Băng Tàm Thiên Võng khốn trụ a. Băng Tàm Vương chậm rãi quay đầu, khi hắn nhìn thấy Tiêu Phàm thân ảnh thời khắc, con người bỗng nhiên co rụt lại. Ngươi làm sao? Băng Tàm Vương kinh ngạc mở miệng. Phốc phốc, nhưng không đợi hắn nói hết lời, hắn cỗ thân thể này bỗng một phân thành hai, sau đó bị vô số kiếm khí rảo sát, hóa thành cuồn cuộn lực lượng linh hồn. Ngay sau đó một trận hấp khí thanh âm vang lên, lại là không biết Tiêu Phàm khi nào xuất hiện ở Băng Tàm Vương bị hủy diệt thân thể bên cạnh, đem cái kia cuồn cuộn lực lượng linh hồn nuốt chửng lấy phải không còn một mảnh. Linh hồn phục chế thiên phú, cũng cần bàng bạc linh hồn năng lượng a, ta ngược lại muốn xem, người có thể cung cấp bao nhiêu linh hồn năng lượng. Tiêu Phàm hí ngược nhìn xem Băng Tàm Vương khác một thân thể. Thật nhanh, đám người phía dưới kinh hãi nhìn xem Tiêu Phàm. Trong lòng bỗng nhiên run một cái. Tốc độ kia, thậm chí ngay cả bán bộ thánh tôn cảnh Băng Tàm Vương đều không có phản kháng lực lượng, lại phải nhanh đến mức nào. Không chỉ đám bọn hắn chấn kinh, Băng Tàm Vương lại làm sao không khiếp sợ đây. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo linh hồn phục chế thiên phú, lại bị người này dễ dàng như vậy liền phá hết. Ba, lại là một tiếng vang giòn, lại là Tiêu Phàm chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Băng Tàm Vương khác một thân thể phía trước. Một cái tay đã bóp cổ của hắn. Mặc cho Băng Tàm Vương giãy giụa như thế nào cũng căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng. Vừa mới sống chết trước mắt, Tiêu Phàm cuối cùng vẫn là thành công lĩnh ngộ được nghịch long đăng thiên bộ đệ tam trọng, tốc độ càng là đạt đến tự thân 8 lần. So với vừa rồi Tiêu Phàm cùng Băng Tàm Vương tốc độ, càng phải nhanh hơn gấp đôi, như thế nào Băng Tàm Vương có thể ngăn cản. Ngươi, Băng Tàm Vương bị kết ngụ yết hầu. Nửa ngày mới biệt xuất một câu, là ai nhường ngươi giết ta, ta cho ngươi tăng gấp bội thù lao. Thù lao, Tiêu Phàm ngược lại là không có thèm, bất quá Băng Tàm Vương lời nói lại là nhắc nhở hắn. Chỉ thấy Tiêu Phàm thân hình lóe lên, bỗng biến mất ở hư không, lúc xuất hiện lần nữa, đã là ở trong Băng Tàm Vương phủ một tòa sân nhỏ.
Băng Tàm Vương nhìn bốn phía một cái, con ngươi kịch liệt co rút lại một chút. Băng Tàm Vương ở đây, thả sư phụ ta. Tiêu Phàm lấy tay vung lên, trực tiếp mở ra phía trước tiểu viện chi môn. Hiện tại hắn dù sao cũng là bán bộ thánh tôn cảnh, lại có Băng Tàm Vương nơi tay, há lại sẽ sợ hãi trong phòng kia người đâu. Ngươi rất tốt, một đạo thanh âm sâu kín từ cái kia trong sân truyền đến, giết hắn, ta liền thả ngươi sư tôn. Phù phù, không đợi Tiêu Phàm mở miệng, Băng Tàm Vương lại là bỗng phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, một điểm cốt khí đều không có, sợ hãi cầu xin tha thứ, công chúa tha mạng, công chúa tha mạng. Tiêu Phàm thấy thế, không khỏi nhíu mày. Cái này Băng Tàm Vương cùng Băng Tàm công chúa không phải vợ chồng sao, làm sao cái này Băng Tàm Vương ánh mắt, ngược lại giống một cái hạ nhân a. Giết hắn, bằng không, đừng trách ta đối với ngươi sư tôn không khách khí. Trong phòng thanh âm vẫn như cũ cực kỳ lạnh lẽo, không có bất kỳ cái gì tình cảm. Tiêu Phàm nhìn thật sâu gian phòng một cái, nói, hy vọng ngươi nói lời giữ lời. Nói xong, Tiêu Phàm tay phải dùng sức kéo một cái, trực tiếp vặn xuống Băng Tàm Vương đầu, cùng lúc đó, Băng Tàm Vương thân thể bỗng nhiên nổ tung. Liền khi Tiêu Phàm chuẩn bị thôn phệ luyện hóa Băng Tàm Vương lực lượng linh hồn thời khắc, trong phòng kia lại là quỷ dị sinh ra một cỗ thôn phệ chi lực, đem Băng Tàm Vương lực lượng linh hồn cắn nuốt không còn một mảnh. Tiêu Phàm nhíu mày, trong lòng vô cùng khó chịu. Đây chính là Băng Tàm Vương linh hồn a, nếu như hắn cắn nuốt mà nói, coi như không thể đột phá bán bộ thánh tôn cảnh, vậy cũng tuyệt đối có thể làm cho linh hồn chi lực lấy được tăng lên rất nhiều a. Nhưng hắn không nghĩ tới, trong phòng tồn tại, lại là một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho hắn. Ngươi có thể thả, nhìn thấy đối phương không nhắc tới một lời thả túy ông ý tứ, Tiêu Phàm ngữ khí hơi hơi lạnh lẽo. Thành khẩn chỉ là không đợi Tiêu Phàm nói xong, cửa ra vào lại là đột ngột xuất hiện một bóng người, thân ảnh kia nhìn thấy Tiêu Phàm thời khắc, không khỏi lộ ra mãn ý tiếu dung. Lão sư, Tiêu Phàm vẻ mặt kinh ngạc nhìn cửa ra vào thân ảnh, không phải túy ông là ai đây? Tiêu Phàm không nghĩ tới, đối phương chẳng những thả túy ông, hơn nữa còn để túy ông tỉnh táo lại. Túy ông hướng về phía Tiêu Phàm khẽ gật đầu, sau đó quay đầu hướng về phía cửa phòng hơi hơi thi lễ nói, tạ Băng Tầm công chúa ân cứu mạng. Băng Tầm công chúa, Tiêu Phàm hơi sững sờ, mặc dù hắn đã có phỏng đoán, nhưng chân chính nghe được, vẫn là nổi lên một chút gợn sóng. Bản cung vốn không muốn cứu ngươi, nhưng người nào nhường ngươi có cái lợi hại đồ đệ đây? Trong phòng truyền đến một đạo không u thanh âm. Tiêu Phàm nghe vậy, không khỏi sờ lỗ mũi một cái. Nhưng mà tiếp xuống Băng Tầm công chúa mà nói, lại là để Tiêu Phàm thần sắc nghiêm lại. Tiêu Phàm đúng không, chỉ thấy Băng Tầm công chúa thanh âm tiếp tục vang lên, ngươi cùng Thần Vô Tận là quan hệ như thế nào? Thần Vô Tận, Tiêu Phàm con ngươi hơi hơi co rụt lại, cái tên này hắn tự nhiên là không thể quen thuộc hơn nữa. Bản thân cho nên được Tu La truyền thừa, hơn nữa có được Tu La kiếm, không phải liền là bởi vì hắn sư tôn Thần Vô Tận sao? Hắn ba cái sư tôn bên trong, không thể nghi ngờ là Thần Vô Tận truyền thừa cho hắn đồ vật nhiều nhất. Hắn là sư tôn ta, Tiêu Phàm nghĩ nghĩ, hết sức trịnh trọng nói. Hắn cùng với Thần Vô Tận mặc dù chỉ là ngắn ngủi ở chung, nhưng Tiêu Phàm lại là nhận định người sư tôn này, có thể nói, tất cả mọi thứ ở hiện tại. Cũng là Thần Vô Tận cho hắn. Hắn, còn sống, Băng Tầm công chúa nghe được lời nói của Tiêu Phàm, ngữ khí đều có chút run rẩy. Tiêu Phàm lắc đầu, hắn cũng không biết Thần Vô Tận còn sống hay không, nhưng hắn tin tưởng, một ngày nào đó Thần Vô Tận sẽ sống tới. Lúc trước Thần Vô Tận thế nhưng là nói với hắn, hắn muốn tự tay báo thù. Băng Tầm công chúa yên lặng không nói, phảng phất cả người đều lộ ra 10 điểm cô đơn. Ta không biết rõ hắn còn sống hay không, nhưng là, ta tin tưởng hắn không chết. Tiêu Phàm lại bổ sung một câu. Thực, Băng Tầm công chúa lập tức ngạc nhiên kêu lên, liền âm thanh đều trở nên kích động rất nhiều. Tiêu Phàm gật gật đầu, hắn cũng không phải lừa gạt Băng Tầm công chúa, mà là hắn trong lòng cũng là ý nghĩ này. Băng Tầm công chúa, cái này Băng Tàm Vương là chuyện gì xảy ra? Tiêu Phàm lấy tay vung lên, trong nháy mắt triệt hồi vạn tinh chu thần trận. Trên người khí tức mạnh mẽ bỗng nhiên khôi phục lại bình tĩnh. Vạn tinh chu thần trận, đã tiêu hao không sai biệt lắm, ngay sau đó, hắn lại thông chi Kim Long Quỷ Vương triệt tiêu trận pháp. Cũng may sự tình đã giải quyết không sai biệt lắm, để Tiêu Phàm cũng nhẹ nhàng thở ra.
Về phần Hắc Long Vương đám người, Tiêu Phàm mặc dù kiêng kỵ bọn họ, nhưng những người này cũng chưa chắc dám đối với mình động thủ. Huống hồ, bây giờ túy ông đã khôi phục, ngoại giới còn có Kim Long Quỷ Vương cùng Hắc Hổ Quỷ Vương, Tiêu Phàm thật đúng là không e ngại Hắc Long Vương bọn họ Thần Điện Tứ Vương. Cái gì Băng Tàm Vương, chỉ là bản cung nuôi một đầu băng tằm mà thôi. Nói đến Băng Tàm Vương, Băng Tàm công chúa ngữ khí lạnh lùng, nói, hơn nữa, bản cung cũng không phải là cái gì Băng Tàm công chúa, mà là Băng Thiền cung chủ. Băng Thiền cung chủ, Tiêu Phàm lộ ra nghi hoặc, cau mày nói, người cung chủ kia vì sao sẽ nhận biết sư tôn ta đây? Tiêu Phàm trong lòng vẫn còn có chút khó chịu, người tất nhiên nhận biết sư tôn ta, vậy tại sao còn phải ta đi chịu chết, giết chết Băng Tàm Vương? Ta chỉ là thánh đế cảnh đỉnh phong a, người để ta đi giết chết một cái bán bộ thánh tôn cảnh, nếu như đổi lại người bình thường, hoàn toàn chính là chịu chết hành vi. Nhưng mà, Băng Thiền cung chủ nhưng lời nói lại không kinh chết người không thôi nói, người cũng đến từ Chiến Hồn Đại Lục a. Chiến Hồn Đại Lục, cỡ nào quen thuộc danh tự, Tiêu Phàm vốn cho là sẽ không có người nhắc lại cùng Chiến Hồn Đại Lục, dù sao Chiến Hồn Đại Lục đều đã sáp nhập vào trong cơ thể của hắn thế giới. Nhưng hắn không nghĩ tới, ở cái thế giới xa lạ này, hắn vậy mà lại nghe được cái danh tự này. Cung chủ là, Tiêu Phàm nghi ngờ nhìn qua trong phòng kia, không cần nghĩ cũng biết, cái này Băng Thiền cung chủ, khẳng định cũng là đến từ Chiến Hồn Đại Lục. Nói xong, thấy lạnh cả người từ cái kia đen nhánh trong phòng đập vào mặt, ở Tiêu Phàm ánh mắt kinh ngạc bên trong, một người mặc quần dài trắng, dáng người dáng vẻ thướt tha mềm mại nữ tử đi ra. Nữ tử che lại bạch sắc mạng che mặt, chỉ có thể mông lung nhìn thấy dưới khăn che mặt gương mặt kia, nhưng cái khó che đậy hắn dung nhan tuyệt mỹ, giống như tiên tử lâm trần, không nhiễm mảy may bụi bặm. Nàng bước liên tục nhẹ nhàng, chậm rãi đi tới trong sân, đạp ở tuyết trắng phía trên, lại là không có lưu lại bất luận cái gì dấu chân. Là ngươi, Tiêu Phàm cau mày nhìn cô gái trước mắt, lúc trước hắn vội vàng cứu Vô Cửu Quỷ Vương tôn nữ Như Hi, ở một đầu trong ngõ nhỏ đụng phải một cái bị người khi nhục nữ tử, Tiêu Phàm thuận tiện cứu lại. Nữ tử kia còn chất vấn hắn vì sao không giết hai người kia, Tiêu Phàm đối với hắn ấn tượng coi như hiểu sâu, dù sao sự tình vừa mới phát sinh không lâu. Chỉ là hắn không nghĩ tới, bản thân cứu nữ tử kia, lại chính là trước mắt Băng Thiền cung chủ. Người gặp qua ta, nhưng mà, một lần này lại đến phiên Băng Thiền cung chủ ngoài ý muốn. Ách, Tiêu Phàm biểu tình vẻ cổ quái, trong lúc nhất thời không biết nói gì. Ca tốt xấu cũng vừa mới cứu ngươi một lần a, ngươi nói thế nào không nhận người liền không nhận người đây. Tốt a, coi như ngươi làm bộ không biết, nhưng ta cũng không nhường ngươi báo ân a. Ngược lại là ngươi, ta cứu ngươi một mạng, hơn nữa ngươi còn cảm nhận được trên người của ta đặc thù tu la khí tức, còn để cho ta đi giết Băng Tàm Vương, liền có chút quá đáng. Không đúng. Ta cứu người kia, khí tức cùng nàng mặc dù rất tương tự, nhưng lại có chút khác biệt, hơn nữa, lấy Băng Thiền cung chủ thực lực, hai người kia cũng không khả năng khi nhục nàng. Tiêu Phàm đột nhiên trong lòng khẽ hơi trầm xuống một cái. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm 10 điểm vững tin, bản thân cứu nữ tử kia, cùng trước mắt Băng Thiền cung chủ, hẳn là không là cùng một người. Đây cũng là Băng Thiền cung chủ nghi ngờ nguyên nhân, nàng không phải làm bộ không biết, mà là thực không biết Tiêu Phàm. Không có, ngươi cùng một người bằng hữu của ta rất giống. Tiêu Phàm lắc đầu nói, trong lòng của hắn cũng 10 điểm nghi hoặc, Băng Thiền cung chủ cùng hắn cứu nữ tử kia, phải chăng có liên quan gì đây? Băng Thiền cung chủ có chút cáu giận nói, ngươi sư tôn nhưng không có ngươi như vậy miệng lưỡi trơn tru. Tiêu Phàm nghe vậy, hắn biết rõ Băng Thiền cung chủ hiểu lầm mình, hắn nhưng không có cố ý kéo vào Băng Thiền cung chủ quan hệ ý tứ. Coi như Băng Thiền cung chủ cùng hắn sư tôn Thần Vô Tận có quan hệ gì, Tiêu Phàm cũng không phải đặc biệt quan tâm. Băng Thiền cung chủ tất nhiên cũng đến từ Chiến Hồn Đại Lục, nghĩ đến là ta sư tôn bản cũ a. Tiêu Phàm đổi chủ đề, hắn chỉ là đối Băng Thiền cung chủ hơi có chút hiếu kỳ mà thôi. Ngươi cũng đã biết Nguyệt Thần cung, Băng Thiền cung chủ thản nhiên nói. Nguyệt Thần cung, Tiêu Phàm trong lòng hơi hơi kinh ngạc. Bất quá mặt ngoài còn tính là bình tĩnh, người cùng Nguyệt Thần Cung là quan hệ như thế nào? Nguyệt Thần Cung, Tiêu Phàm tự nhiên nghe nói qua, đây chính là cùng Tu La Điện cùng một thời đại thế lực, hơn nữa còn là hồn thú đệ nhất thế lực, dù cho Tu La Điện đều không thể coi thường được. Hơn nữa, Tiểu Kim đã từng chiếm được Nguyệt Thần Cung truyền thừa, bây giờ xem ra,
Tiểu Kim lúc trước lấy được truyền thừa, chính là cái này băng thiền cung chủ a. Hắn còn nhớ rõ, tháng này thần chuyện nhận, còn đã cứu tính mạng của bọn hắn đây. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm trong lòng đối băng thiền công chúa oán niệm cũng tiêu tán không ít. Bản cung chính là Nguyệt Thần Cung cung chủ. Băng thiền cung chủ gật gật đầu, nói, không biết bây giờ Nguyệt Thần Cung như thế nào. Chiến hồn đại lục đã qua vài vạn năm, liền Tu La Điện đều không tồn tại, người cảm thấy Nguyệt Thần Cung còn có thể tồn tại sao? Tiêu Phàm hỏi ngược lại. Băng thiền cung chủ thở sâu, hiển nhiên nàng đã sớm đoán được kết quả như vậy. Tất nhiên tiền bối đã thoát khốn, giữa chúng ta ân oán thanh toán xong, vậy vãn bối liền xin cáo từ trước. Tiêu Phàm chắp tay một cái, cho Túy Ông một ánh mắt, hai người liền đạp không mà lên, hướng về băng Tàm Vương phủ bên ngoài bay đi. Hắn không quá nguyện ý cùng băng thiền cung chủ có quá nhiều liên quan, cho nên rời đi trước đó, còn cố ý nhấn mạnh ân oán thanh toán xong. Băng thiền cung chủ nơi nào sẽ nghĩ đến Tiêu Phàm như thế quyết đoán, không khỏi âm thầm trầm ngâm nói, chẳng lẽ là ta nhìn lầm hắn. Chỉ chốc lát sau, băng thiền cung chủ lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn về phía băng Tàm Vương phủ bốn phía tu sĩ. Lại nói Tiêu Phàm cùng Túy Ông hai người cực tốc rời đi băng Tàm Vương phủ, rất nhanh liền biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Bất quá hai người lại không có chân chính rời đi, mà là nửa đường lại quấn trở về. Phàm Nhi, chúng ta lại trở về để làm gì, thần điện này nước cũng không phải bình thường sâu. Túy Ông cau mày nói, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Cái này nước xác thực rất sâu, nhưng bây giờ còn chưa phải là rời đi thời điểm. Tiêu Phàm cũng không khỏi gật gật đầu, nói, sư tôn có từng gặp qua hai cái giống nhau như đúc người sao? Giống nhau như đúc người. Túy Ông lộ ra như nghĩ tới cái gì, ngay sau đó lắc đầu, trên đời không tồn tại giống nhau như đúc người, thật giống như trên đời này không tồn tại hoàn toàn giống nhau hai mảnh lá cây. Nói đến đây, Túy Ông đột nhiên ánh mắt sáng lên, nói, Phàm Nhi, trước ngươi nói, ngươi gặp qua băng thiền cung chủ. Không sai, một cái cùng nàng giống nhau như đúc người, nhất là linh hồn khí tức đều giống như đúc, chỉ là trong các nàng một cái cố ý qua một chút cải biến, cho nên mới có chút khác biệt. Tiêu Phàm giải thích nói, không tự chủ được híp hai mắt. Dừng một chút, hắn lại nói, bất quá có một chút ta tương đối hiếu kỳ, chính là nàng tựa như thực không biết đối phương tồn tại, điểm này cùng ta linh hồn phân thân khác biệt. Cũng khó trách Tiêu Phàm kinh ngạc, hắn linh hồn phân thân đều phụ thuộc vào linh hồn bản thể, chỉ có một cái ý thức tồn tại. Mà băng thiền cung chủ cùng hắn cứu nữ tử kia, lại có được riêng phần mình đặc biệt ý thức, nếu như là một người mà nói. Cái này cũng quá kỳ quái, nhất định chính là linh hồn phân liệt a. Chờ chút, Tiêu Phàm đột nhiên ánh mắt lóe lên, thầm nghĩ trong lòng, năm đó ta không cũng là lo lắng tình huống như vậy, cho nên mới cố ý ngưng tụ ra linh hồn bản thể sao. Nếu thật là dạng này, cái kia băng thiền cung chủ cùng nữ tử kia, 8-9 phần 10 cũng là cùng một người, chỉ là không có cùng ý thức mà thôi. Túy Ông rơi vào trong trầm tư, loại tình huống này, hắn hiển nhiên cũng không đụng phải. Lão sư, người nói, băng thiền cung chủ vì sao muốn ta đi giết băng Tàm Vương, tất nhiên nàng là băng Tàm Vương chủ nhân, nàng kia giết băng Tàm Vương chẳng phải là dễ như trở bàn tay sao? Tiêu Phàm lại nghi ngờ hỏi. Cái này ta ngược lại thật ra biết một chút, Túy Ông ngưng tiếng nói, cái này băng thiền cung chủ, hẳn là bởi vì nguyên nhân nào đó bị băng Tàm Vương làm hại, tạm thời đã mất đi tất cả thực lực. Bởi vì loại kia chớ chú lực lượng. Băng Tàm Vương cũng không dám đẩy nàng vào chỗ chết, cho nên nàng mới có thể sống đến hôm nay, chỉ có băng Tàm Vương chết, nàng mới có thể giải phong mà ra. Tiêu Phàm nghe vậy, sáng tỏ thông suốt, khó trách băng thiền cung chủ chỉ muốn hắn lập tức giết chết băng Tàm Vương, liền tra tấn băng Tàm Vương tâm tư đều không có, bởi vì nàng quá muốn khôi phục thực lực bản thân. Cái kia băng thiền cung chủ là thực lực gì? Tiêu Phàm lại hỏi. Không biết, bất quá hẳn là không kém gì băng Tàm Vương. Túy Ông trầm giọng nói, băng Tàm Vương thực lực nhường hắn đều cực kỳ kiêng kỵ, lại càng không cần phải nói băng thiền cung chủ. Bất chi bất giác, hai người đã đến gần băng Tàm Vương phủ. Để Tiêu Phàm bọn họ ngoài ý muốn là, băng Tàm Vương phủ tu sĩ cũng không có bởi vì băng Tàm Vương tử vong mà rời đi, ngược lại đứng thành mấy cái đội ngũ. Một cái là Hắc Long Vương một phương, một cái là Bắc Xuyên Vương một phương, còn có một cái là Đông Vương cùng Tây Vương một phương. Bất quá quỷ dị chính là, cái này ba phương thế lực cũng không có tranh phong tương đối,
ngược lại lạnh lùng hướng về đối diện băng thiền cung chủ. Đây là có chuyện gì? Túy ông vẻ mặt không hiểu. Tiêu Phàm sao lại không phải như thế đây? Cái này Hắc Long Vương không phải thần điện bát vương đệ nhị sao? Làm sao còn phải liên thủ mặt khác mấy vương, nhìn chằm chằm đối diện băng thiền cung chủ đây? Đại nhân, cũng đúng lúc này, Kim Long Quỷ Vương cùng Hắc Hổ Quỷ Vương lặng yên không tiếng động nhích lại gần. Đây là tình huống gì? Tiêu Phàm nhìn về phía hai người nói, hai người bọn họ một mực băng tàm vương phủ bên ngoài, chú ý đến động tĩnh nơi xa, nghĩ đến hẳn là nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Kim Long Quỷ Vương cùng Hắc Hổ Quỷ Vương nhìn nhau, cuối cùng Hắc Hổ Quỷ Vương sắp xếp lời nói một chút, nói, là như vậy, đại nhân, nữ tử kia, có thể là thần điện bát vương bên trong thần bí nhất vô cực ma vương. Vô cực ma vương, Tiêu Phàm yên lặng, kinh ngạc hết sức, thật đúng là một đợt không yên tĩnh, một đợt lại nổi lên. Vừa mới diệt cái băng tàm vương, hiện tại lại xuất hiện cái vô cực ma vương. Chỉ là băng thiền cung chủ không phải vừa mới giải phong đi ra sao, tại sao có thể là vô cực ma vương? Chẳng lẽ, Tiêu Phàm trong đầu trong nháy mắt nghĩ tới một bóng người, đúng là hắn trước đó cứu nữ tử váy trắng. Nếu thật là dạng này, cái kia lúc trước căn bản không cần hắn xuất thủ cứu giúp, hai người kia cũng căn bản không làm gì được nàng a. Hắn giờ mới hiểu được, vì sao bản thân cứu nữ tử kia, nữ tử lại không chút nào cảm kích hắn ý tứ. Bởi vì đối phương căn bản không cần thiết cảm kích hắn, thậm chí không trách hắn xen vào việc của người khác liền đã không tệ. Vô cực ma vương có cường đại như vậy sao, cần tứ vương nhất trí đối ngoại. Tiêu Phàm lại nói, nếu thật là vô cực ma vương, cái kia cho dù bốn người bọn họ, cũng chưa hẳn là đối thủ. Lúc này, Túy ông cười khổ lắc lắc đầu nói, thân làm Thanh Huyền Tử lâu lâu chủ hắn, tự nhiên hiểu không ít bí mật. Vô cực ma vương. Thân làm thần điện bát vương đứng đầu, thế nhưng là cực kỳ thần bí tồn tại, gặp qua hắn mặt mũi thực người, chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Cho dù là mặt khác thần điện chi vương, cũng chưa chắc gặp qua mặt mũi của nàng. Thanh Huyền lâu chủ nói đúng, Bắc Xuyên vương bọn họ cũng không nhận ra cái gì vô cực ma vương, nếu như không phải Hắc Long vương đã từng nhìn thoáng qua đoán được nàng thân phận, bọn họ căn bản cũng không nhận ra. Hắc Hổ Quỷ vương chen lời nói. Sắc mặt cũng cực kỳ không bình tĩnh. Bất quá Tiêu Phàm lại biết, chân chính vô cực ma vương, căn bản cũng không phải là trước mắt băng thiền cung chủ, mà là nàng cứu nữ tử kia. Thần điện thần bí nhất, phải kể tới cái kia thần điện chi chủ đế phi, truyền văn, cho tới bây giờ liền không ai thấy qua chân chính khuôn mặt. Túy ông lại bổ sung một câu. Hắn đã từng điều động Thanh Huyền Tử lâu tất cả lực lượng, đều không có tìm được bất luận cái gì liên quan tới đế phi chân dung. Cuối cùng không thể không từ bỏ. Vừa rồi ta nghe Hắc Long Vương bọn họ nói, thần điện thần chủ đế phi đã tràn ngập nguy hiểm, không biết thật giả. Kim Long Quỷ Vương lại nói, cái kia đế phi đến cùng là nhân vật nào? Tiêu Phàm đối cái kia đế phi thân phận lại là vô cùng háo kỳ, một nữ tử, lại có thể chúa tể mạnh mẽ như vậy thế lực, xác thực cực kỳ bất phàm. Không có người biết rõ đế phi thân phận, nghe nói hắn vài ngàn năm trước nắm trong tay thần điện. Cùng ngay lúc đó thần điện chi chủ đại chiến một trận, lưu lại di chứng, mấy ngàn năm xuống tới, thương thế chẳng những không có phục hồi như cũ, ngược lại càng ngày càng nặng. Túy ông thở sâu. Nói về thần điện thần chủ đế phi, Túy ông cũng nhìn không được một trận bội phục. Oanh, đột nhiên, nơi xa một tiếng nổ vang truyền ra, lại là tốt mấy bóng người tại hư không va chạm kịch liệt cùng một chỗ. Tiêu Phàm bọn họ ngẩng đầu nhìn tới, lại là nhìn thấy Hắc Long Vương. Bắc Xuyên Vương, Đông Vương cùng Tây Vương bốn người, vậy mà đồng thời đang vây công băng thiền cung chủ. Mà băng thiền cung chủ, lấy lực lượng một người, độc chiến bốn người, mảy may không rơi vào thế hạ phong, ngược lại thành thạo. Không hổ là chiến hồn đại lục người đi ra ngoài vật, đều không đơn giản a. Tiêu Phàm thật sâu thở dài nói. Phàm Nhi, người có không có cảm thấy, từ chiến hồn đại lục đi ra người, linh hồn thiên phú đều cực kỳ đột xuất. Túy ông nghe được lời nói của Tiêu Phàm, cũng nhịn không được cảm khái nói. Hắn bản thân là chiến hồn đại lục người, ngắn ngủi mấy ngàn năm, linh hồn chi lực liền đột phá đến bán bộ thánh tôn cảnh, cái này ở cửu u địa ngục, đã có thể được xem là tuyệt đỉnh thiên tài. Mà cái này băng thiền cung chủ lại càng thêm biến thái, lấy lực lượng một người độc chiến thần điện tứ vương, đoán chừng không phải thánh tôn cảnh, cũng đã chỉ có một chân bước vào cửa. Tiêu Phàm thở sâu gật gật đầu.
ngay sau đó đem mình làm sơ phỏng đoán cùng Túy Ông nói một lần. Chiến hồn đại lục tu sĩ có được chiến hồn, vốn là một loại linh hồn thiên phú thể hiện, đây là mặt khác tiểu thế giới, thậm chí thái cổ thần giới không cụ bị. Mà đầy đủ linh hồn thiên phú người nếu là xuất hiện ở cửu u địa ngục, liền có thể mức độ lớn nhất phát huy loại này linh hồn thiên phú. Thì ra là thế, Túy Ông trong mắt lóe lên một vòng tinh quang, chiếu ngươi nói như vậy, nếu như hồn tộc người xuất hiện ở cửu u địa ngục, chẳng phải là tu vi tăng vụt lên. Tiêu Phàm tay phải nâng cầm lên, điểm này lúc trước hắn đã từng nghĩ tới, về phần cụ thể làm sao, Tiêu Phàm lại là không rõ ràng, cần cái này tìm người đi nghiệm chứng. Lúc này, Tiêu Phàm tập trung ý chí, lần nữa nhìn về phía chân trời chiến đấu. Băng Thiền Cung chủ thực lực xác thực rất mạnh, đối diện Tứ Vương bị nàng một lần lại một lần đánh bay ra ngoài, một chút cũng không biết mỏi mệt. Bản cung nói, bản cung không phải Vô Cực Ma Vương, các ngươi nếu như lại hung hăng càn quấy, đừng trách bản cung hạ thủ vô tình. Băng Thiền Cung chủ thần sắc lạnh lùng nhìn xem đối diện Hắc Long Vương mấy người. Nàng vô ý cùng mấy người kia chiến đấu. Có thể Hắc Long Vương mấy người hùng hổ dọa người, nàng cũng đánh ra chân nộ. Hắc Long Vương mấy người mí mắt cuồng loạn, chẳng lẽ mình mấy người thực nhận lầm người? Hay là nói, Vô Cực Ma Vương miệng cọp gan thỏ, không dám cùng bản thân bốn người chiến đấu. Đang lúc mấy người do dự thời khắc, một cỗ hàn khí lạnh như băng từ mấy người hậu phương đánh tới, bốn người sắc mặt đại biến, không chút do dự hướng về nơi xa nhanh chóng thối lui đi. Nhưng mà... Trong đó Đông Vương cùng Tây Vương chậm một nhịp, trong nháy mắt bị cổ hàn khí kia đông kết thành băng điêu, sau đó phịch một tiếng nổ tung, hóa thành vô số băng tinh mảnh vụn bay vụt tứ phương. Hắc Long Vương cùng Bắc Xuyên Vương phản ứng nhanh một chút, nhưng thân thể bọn họ một bộ phận cũng đông kết thành hàn băng, cũng may hai người 10 điểm quyết đoán, trực tiếp đoạn hủy diệt bị đông lại thân thể, lúc này mới hiểm hiểm trốn qua một kiếp. Nhưng Đông Vương cùng Tây Vương lại là không có vận tốt như vậy. Hai người chết không thể chết lại. Tê đám người xa xa nhìn thấy một màn này, tất cả đều hít một hơi lạnh. Đây chính là Đông Vương cùng Tây Vương A, bán bộ thánh tôn cảnh cường giả, lại bị miểu sát. Thánh tôn cảnh, đám người trong đầu trong nháy mắt nghĩ tới cái từ này, cũng chỉ có thánh tôn cảnh, mới có miểu sát bán bộ thánh tôn cảnh thực lực. Ngay sau đó, ánh mắt của mọi người bỗng nhiên hướng về Đông Vương cùng Tây Vương bị giết địa phương nhìn tới. Nơi đó, chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái nữ tử váy trắng. Nữ tử tư thái dáng vẻ thướt tha mềm mại, lờ mờ váy trắng như tiên nữ lâm trần, trên mặt che lại lụa trắng, thấy không rõ chân dung. Này khí tức, không phải liền là băng thiền cung chủ sao? Chỉ là, làm ánh mắt của mọi người quét vào chân chính băng thiền cung chủ trên người lúc, bọn họ mới ý thức tới, cái này không phải một người, mà là hai người. Là nàng. Tiêu Phàm nhìn thấy nữ tử váy trắng xuất hiện, con người hơi hơi co rụt lại. Hắn biết rõ, nữ tử này, mới thật sự là Vô Cực Ma Vương. Hơn nữa, nàng này vừa rồi triển lộ thần lực, để Tiêu Phàm tiếng lòng không khỏi băng chăm chú mà. Mạnh, đáng sợ mạnh, coi như nàng không phải chân chính thánh tôn cảnh, cũng tuyệt đối chênh lệch không xa. Giống nhau như đúc người, Túy Ông. Kim Long Quỷ Vương cùng Hắc Hổ Quỷ Vương cũng bị một màn trước mắt cho khiếp sợ đến, chủ yếu nhất là, hai người cũng là cường đại như thế. Đám người chung quanh sao lại không phải như thế kinh ngạc đây? Băng Thiền Cung chủ nhìn qua đối diện nữ tử váy trắng, cũng không khỏi lông mi liền nhíu lại. Tiếp xuống một câu, lại là để tất cả mọi người ở đây tập thể choáng váng. Ngươi là ai? Băng Thiền Cung chủ nhìn qua đối diện nữ tử trầm giọng nói. Mặc dù không nhìn thấy mặt mũi của nàng, nhưng là ai cũng có thể cảm nhận được trên mặt nàng ngưng trọng. Ta là ngươi, nữ tử váy trắng nhàn nhạt mở miệng, ngươi cũng là ta, ngươi ta vốn là một thể. Đám người nghe vậy, tập thể im lặng, hai người này nói, đều quá không giải thích được. Băng Thiền Cung chủ không biết đối diện nữ tử váy trắng, có thể nữ tử váy trắng lại nhận biết Băng Thiền Cung chủ, hơn nữa còn nói các nàng là nhất thể, này làm sao nghe đều cảm thấy cổ quái. Không đúng, nếu như bọn họ là linh hồn phân liệt sinh ra hai cái ý thức, cũng đều hẳn là nhận biết hai bên mới đúng, làm sao Băng Thiền Cung chủ không biết nàng. Tiêu Phàm cau mày, nghi ngờ trong lòng không thôi. Loại tình huống này, hắn cũng làm không hiểu. Bất quá, Tiêu Phàm có thể khẳng định là, hai người này khẳng định có một chút liên hệ. Ta không nhận biết ngươi. Băng Thiền Cung chủ ngữ khí biến phải băng lạnh,
nàng không muốn cùng nữ tử trước mắt có bất kỳ dây dưa dễ má nào. Hiện tại không biết không quan hệ, chờ người ta hòa làm một thể, tự nhiên là quen biết. Nữ tử váy trắng thản nhiên nói, tựa như không có bất kỳ cái gì tình cảm. Nói xong, nàng cất bước, từng bước một hướng về băng thiền cung chủ đi đến. Đám người tất cả đều quỷ dị nhìn xem một màn này, đây là bản thân cùng bản thân muốn đánh nhau sao? Phàm Nhi, ta cảm giác cái kia băng thiền cung chủ không phải là đối thủ, chúng ta có phải hay không cứu nàng một chút? Túy ông nhìn về phía Tiêu Phàm nói. Tiêu Phàm mặc dù rất không tình nguyện cứu băng thiền cung chủ, nhưng nói trở lại, đối phương cũng cứu Túy ông, hơn nữa cùng thần vô tận cũng coi là quen biết cũ. Túy ông tất nhiên nói như vậy, Tiêu Phàm tự nhiên cũng không tiện cự tuyệt. Hắc hổ, chờ chút ta nhường ngươi khởi động phong cấm trận pháp thời điểm, ngươi liền lập tức khởi động. Tiêu Phàm nhìn về phía Hắc hổ nói. Trước đó hắn bố trí hai cái trận pháp, một cái giao cho Hắc hổ, một cái giao cho Kim Long, vốn là muốn thí nghiệm một lần hai người độ trung thành. Cho đến bây giờ, hai người biểu hiện coi như hài lòng. Kim Long quỷ vương thao túng trận pháp đã tiêu hao qua. Bây giờ chỉ có Hắc hổ quỷ vương thao túng trận pháp còn có thể sử dụng. Mặt khác, Kim Long, người đi tìm đầu trâu mặt ngựa, chính là hai người kia, bọn họ đều là thánh đế cảnh hậu kỳ tu vi, người mang theo bọn họ rời đi. Tiêu Phàm lại bổ sung một câu, ngay sau đó lại đứng ở hư không miêu tả một lần nghiêu đầu mã diện khuôn mặt. Là, đại nhân, Hắc hổ quỷ vương cùng Kim Long quỷ vương gật gật đầu, không khỏi nhìn thật sâu Tiêu Phàm một cái. Đầu trâu mặt ngựa chẳng qua là thánh đế cảnh hậu kỳ, Tiêu Phàm cũng sẽ không bỏ qua, bọn họ thế nhưng là bán bộ thánh tôn cảnh, Tiêu Phàm khẳng định cũng sẽ không vứt bỏ bọn họ. Nghĩ vậy, Hắc hổ cùng Kim Long trong lòng có chút ấm áp. Ngay sau đó, Kim Long quỷ vương bỗng nhiên biến mất, Hắc hổ quỷ vương cũng chuẩn bị rời đi, bất quá khi hắn phóng ra mấy bước về sau, hắn lại ngừng thân hình, muốn nói lại thôi nhìn xem Tiêu Phàm. Có chuyện gì, cứ việc nói. Tiêu Phàm không thích người khác do dự dự, làm việc nên quyết đoán giả dặn. Đại nhân, người không phải mới vừa đang nghĩ, bọn họ rõ ràng nhìn qua một dạng, lại không là cùng một người sao? Hắc hổ thở sâu, nói, kỳ thật, có một loại khả năng, bọn họ xác thực không là cùng một người. Cái gì khả năng? Tiêu Phàm không chút nghĩ ngợi hỏi, trong mắt lóe lên một vòng tinh quang. Túy ông cũng vểnh tai, sợ bỏ qua cái gì? Cẩn thận nghe Hắc hổ quỷ vương giải đáp. Hắc hổ quỷ vương thở sâu, cơ hồ từng chữ nói ra phun ra mấy chữ, linh hồn phân liệt cùng chân linh đoạt xá. Linh hồn phân liệt, chân linh đoạt xá, Tiêu Phàm vẻ mặt không hiểu. Linh hồn phân liệt, hắn tự nhiên biết rõ, nhưng bây giờ loại tình huống này, căn bản không thuộc về linh hồn phân liệt a. Nếu là thật sự linh đoạt xá, vậy liền cùng lần trước Thiên Uyên quỷ chủ đoạt xá vẫn tinh quỷ vương bản thể tinh vẫn thánh liên đồng dạng, là sẽ triệt để chiếm cứ thân thể của hắn. Chờ chút, đột nhiên, Tiêu Phàm trong đầu linh quang lóe lên, nói, ngươi là nói, hai loại tình huống, đồng thời phát sinh ở một người trên thân. Không sai, Hắc hổ quỷ vương gật gật đầu, nhìn phía xa băng thiền cung chủ nói, Thanh Huyền lâu chủ trong miệng băng thiền cung chủ, hẳn là ở linh hồn phân liệt thời khắc. Vừa lúc bị một cái khác linh hồn đoạt xá. Kể từ đó, băng thiền cung chủ linh hồn chi thể một phân thành hai, cũng liền có bây giờ hai cỗ thân thể, hai cỗ này thân thể bị một cái khác linh hồn cùng chính nàng chân linh chiếm cứ, cái kia băng thiền cung chủ cũng cần phải nhớ kỹ một bộ khác linh hồn chi thể a. Tiêu Phàm vẫn còn có chút nghi hoặc. Nếu như băng thiền cung chủ đem tự thân ký ức, đều phong ấn tại trong đó một bộ linh hồn chi thể bên trong, sau đó cỗ kia linh hồn chi thể vừa lúc bị vô cực ma vương chiếm cứ đây. Hắc hổ vừa tiếp tục nói. Tiêu Phàm nghe vậy, lập tức vỗ đùi, ngay sau đó vỗ vỗ Hắc hổ bả vai, nói, không sai, hẳn là loại khả năng này, cho nên vô cực ma vương nhận biết băng thiền cung chủ, mà băng thiền cung chủ lại không biết vô cực ma vương. Cũng chỉ có loại khả năng này, có thể hoàn mỹ giải thích tình huống hiện tại, đây cũng là vô cực ma vương muốn so băng thiền cung chủ cường đại nguyên nhân. Bởi vì vô cực ma vương chiếm cứ linh hồn chi thể, có được băng thiền cung chủ linh hồn phân liệt trước lớn bộ phận ký ức. Lấy được Tiêu Phàm khen ngợi, Hắc hổ quỷ vương chỉ là cười ngây ngô, mấy tức về sau, hắn lúc này mới cáo lui. Mà lúc này, vô cực ma vương cùng băng thiền cung chủ hai người đã đánh nhau, chiến đấu cực kỳ hung mãnh, so Hắc Long vương bốn người bọn họ vây công băng thiền cung chủ còn muốn kịch liệt rất nhiều.
Nhìn thấy bậc này tình hình chiến đấu, Hắc Long Vương cùng Bắc Xuyên Vương bốn người bọn họ, nơi nào còn có nửa điểm tranh đoạt thần chủ vị trí tâm tư. Một cái vô cực ma vương liền đầy đủ bọn họ chịu được, huống chi bây giờ còn là hai cái. Bọn họ hy vọng duy nhất chính là, trước mắt hai cái vô cực ma vương đồng quy vu tận, bởi như vậy, bọn họ thì có hy vọng tranh đoạt thần chủ vị trí. Chỉ chốc lát sau, mọi người đã hoàn toàn không phân rõ ai là vô cực ma vương, ai mới là băng thiền cung chủ. Dù cho túy ông cũng là như thế, vẻ mặt cổ quái nhìn xem không chung chiến đấu hai người, nói, Phạm Nhi, ngươi còn biết ai là băng thiền cung chủ sao? Tiêu Phàm híp hai mắt, đôi mắt của hắn chỗ sâu ẩn ẩn có một đầu huyết u minh xoay quanh. Biết rõ, Tiêu Phàm gật gật đầu, trên mặt đều là lo lắng, bất quá không bao lâu, băng thiền cung chủ liền muốn thua trận. Tiêu Phàm mặc dù không có nhục thân, không cách nào hoàn toàn sử dụng nghịch loạn chi đồng lực lượng, nhưng đơn giản phán đoán thân phận của hai người, còn có thể làm được. Oanh, quả nhiên, vừa dứt lời, một tiếng vang thật lớn truyền ra, băng thiền cung chủ bị vô cực ma vương vỗ xuống một chưởng mà xuống, thân thể nổ tung không ít, lực lượng linh hồn bắn ra bốn phía. Chỉ thiếu một chút xíu, nàng linh hồn chi thể liền triệt để nổ lên. Trong lúc hô hấp, băng thiền cung chủ thân thể lần nữa khôi phục hoàn toàn, chỉ là sắc mặt muốn tái nhợt rất nhiều. Người tất cả, ta đều biết được, mà ta tất cả, người lại biết được bao nhiêu. Vô cực ma vương thần sắc lạnh như băng nhìn xem băng thiền công chúa nói, cam chịu số phận đi, người không phải là đối thủ của ta. Băng tầm công chúa trên mặt lộ ra không phục, còn người kiên nghị hết sức, nói, vậy thì như thế nào? Ta mà tử vong, cũng nhất định có thể muốn ngươi nửa cái mạng. Xem ra, ngươi là không nguyện ý hợp tác rồi. Vô cực ma vương sắc mặt càng ngày càng âm trầm, hai tay kết ấn, chỉ thấy một tòa minh mông băng sơn tại hư không ngưng tụ thành hình, sau đó hung hăng hướng về băng thiền cung chủ trấn áp tới. Hồng hộc, cũng ngay tại giây phút này, một đạo lợi mang từ phía dưới phóng lên tận trời, chẳng biết lúc nào, băng thiền cung chủ cách đó không xa, vậy mà xuất hiện hai đạo bóng người. Là ngươi, vô cực ma vương nhìn thấy trong đó một bóng người, trong nháy mắt nhận ra được. Không phải Tiêu Phàm còn có thể là ai. Chỉ một thoáng, nàng thân hình có chút dừng lại, khiến cho băng sơn hơi hơi dừng lại một chút. Vô cực ma vương rất nhanh lại khôi phục vẻ băng lãnh, hư không đều kết thành xương lạnh, lạnh lùng nói, ngươi phải cứu nàng. Nàng cho ngươi một bộ linh hồn chi thể, ngươi không nên cảm kích nàng sao, cần gì phải đuổi tận giết tuyệt đây. Tiêu Phàm khe khẽ thở dài. Mặc dù nói như vậy, nhưng động tác trên tay của hắn lại là không có đình chỉ thấy trong tay hắn nắm một mai truyền tống ngọc bàn, tùy thời đều chuẩn bị khởi động. Cảm kích, vô cực ma vương cười lạnh, khinh thường nói, lúc trước nếu không phải vận khí ta tốt, cũng sớm đã chết trên tay nàng, ta dựa vào cái gì cảm kích nàng. Ngươi muốn đoạt xá nàng linh hồn chi thể, nàng đối phó ngươi không phải rất bình thường nha. Tiêu Phàm cau mày nói, cái này vô cực ma vương có vẻ như không phải bình thường bá đạo. À, ta có thể chưa bao giờ đoạt xá qua nàng linh hồn chi thể, tất cả những thứ này cũng là nàng bức ta, nếu không phải cái kia chớ chú chi lực, người thật sự cho rằng nàng có thể sống đến hôm nay. Vô cực ma vương cười nhạo một tiếng. Nhìn thấy Tiêu Phàm vẫn như cũ còn ngăn tại băng thiền cung chủ trước người, trên người nàng hàn khí càng ngày càng lạnh, đừng cho là ta thật không dám giết ngươi. Tiêu Phàm nghe vậy, không khỏi nhíu mày. Vô cực ma vương không có đoạt xá băng thiền cung chủ linh hồn chi thể, vậy vì sao lại chiếm cứ linh hồn của nàng phân thân đây? Chẳng lẽ là vô tình? Trong lúc nhất thời, Tiêu Phàm không biết nói gì, nếu như vô tình, vậy chuyện này xác thực không thể trách cứ vô cực ma vương. Chẳng lẽ liền không thể đến đây thì thôi? Tiêu Phàm vô ý cùng vô cực ma vương là địch, hắn cũng không phải vô cực ma vương đối thủ. Hừ, ta băng thải vân làm việc. Còn chưa tới phiên người khác đến khoa tay múa chân. Vô cực ma vương lạnh rên một tiếng, cuồn cuộn sát khí từ trên người nàng bộc phát ra. Băng thải vân, Tiêu Phàm nghe được cái này danh tự trong lòng hơi sững sờ, Hắc Long Vương bọn họ cũng là kinh ngạc không thôi, bọn họ ai cũng không biết vô cực ma vương tên thật vậy mà như thế nữ tính hóa. Đây quả thật là cái kia hung danh hiển hách vô cực ma vương. Nhưng mà, Tiêu Phàm có thể không có tâm tư gì tiếp tục cùng nàng đàm luận. Cái kia đáng sợ sát khí, dọa đến hắn không chút do dự thúc dục trong tay truyền tống ngọc bài. Một đạo truyền tống quang môn tại hư không nở rộ,
Tiêu Phàm cùng Túy Ông mang theo Băng Thiền Cung chủ một bước vượt qua tiến vào. Gần như đồng thời, Băng Tàm Vương phủ để hào quang nở rộ, Tiêu Phàm bố trí cái cuối cùng trận pháp khởi động, khốn trụ vùng hư không này, dù cho Vô Cực Ma Vương muốn đuổi giết bọn hắn, trong thời gian ngắn cũng làm không được. Trốn, đám người vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem hư không, đây chính là Vô Cực Ma Vương a, Tiêu Phàm bọn họ lại có thể từ Vô Cực Ma Vương trong tay đào tẩu. Nhưng mà một khắc sau, tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ lăng lệ quang mang, lại là Vô Cực Ma Vương sắc bén ánh mắt lạnh lùng quét tới. Dám ngấp nghé thần chủ vị trí người, chết! Vô Cực Ma Vương lạnh lùng phun ra một câu. Hắc Long Vương đám người nghe vậy, lá gan đều kém chút dọa phá, toàn thân cũng bắt đầu run rẩy lên. Tiêu Phàm thôi động truyền tống ngọc bàn, mang theo Túy Ông cùng Băng Thiền Cung chủ rời đi vọng cổ băng đô, lúc xuất hiện lần nữa, đã là ở mấy vạn dặm có hơn. Nơi đó, Tiêu Phàm linh hồn phân thân cùng Như Hy sớm đã chờ đợi lâu ngày. Tạ, Băng Thiền Cung chủ thở sâu, từ trong thâm tâm nói cảm tạ. Ngươi không cần cảm ơn ta, ta chỉ là xem ở sư tôn phân thượng mà thôi. Tiêu Phàm khoát khoát tay, hắn đối Băng Thiền Cung chủ cảm nhận nhưng không thế nào tốt. Vừa bắt đầu vì để cho bản thân ứng phó Băng Tàm Vương, vậy mà dùng Túy Ông đến uy hiếp hắn, nếu như không phải xem ở thần vô tận mặt mũi. Tiêu Phàm đã sớm rời đi, lại làm sao có thể đi cứu hắn. Phàm Nhi, ngươi lại đắc tội Vô Cực Ma Vương, thần điện đoán chừng cũng không tiếp tục chờ được nữa. Túy Ông đắng chát cười nói. Tiêu Phàm cũng là vẻ mặt phiền muộn, bản thân mới vừa từ Thiên Uyên Quỷ Chủ Ma Chảo phía dưới trốn tới, nhưng bây giờ lại đắc tội thần điện đại nhân vật. Cửu U Địa Ngục năm đại thế lực, hắn ngắn ngủi thời gian mấy tháng, mà đắc tội với hai cái. Không phải còn có Thiên Thượng Linh Phong, Minh Tuyệt Cốc cùng Nhân Vương Thành sao, chúng ta có thể tiến về ba cái kia địa phương. Tiêu Phàm tự an ủi mình. Bản thân mặc dù đắc tội hai cái kia thế lực, cũng không thể còn dư lại ba đại thế lực cũng sẽ ứng phó bản thân a. Nơi này ở vào Cửu U Địa Ngục Bắc Phương, cùng còn dư lại ba đại thế lực bên trong Minh Tuyệt Cốc cùng Thiên Thượng Linh Phong liền nhau, người muốn đi đâu một cái. Túy Ông gật đầu nói. Đối với hắn mà nói. Tiến về cái nào thế lực cũng không đáng kể, dù sao Thanh Huyền Tử Lâu đều có phân lâu, chỉ là Quỷ Khốc Uyên cùng thần điện tốt nhất là chớ đi. Chỗ nào có thể mau hơn tăng thực lực lên, Tiêu Phàm không chút nghĩ ngợi hỏi. Đối với hắn mà nói, thực lực gì hắn không quan tâm, trọng yếu là có thể nhường hắn cố gắng đột phá bán bộ thánh tôn cảnh. Trước đó hắn chém giết Băng Tàm Vương, trong nháy mắt nuốt vào Băng Tàm Vương lực lượng linh hồn, bây giờ hắn đã thánh đế cảnh đỉnh phong viên mãn. Ẩn ẩn có loại muốn đột phá bán bộ thánh tôn cảnh xu thế. Một khi đột phá bán bộ thánh tôn cảnh, Tiêu Phàm tự tin, chỉ cần không phải thánh tôn cảnh, hắn đều không sợ hãi. Nếu như ngươi muốn cố gắng đột phá bán bộ thánh tôn cảnh mà nói, ta đề nghị ngươi tiến về Thiên Thượng Linh Phong, gần nhất Thiên Thượng Linh Phong sẽ tổ chức từng cái trận linh hội, có cơ hội tiến về Thiên Thượng Linh Phong chủ phong Thiên Nguyên Linh Phong. Túy Ông suy nghĩ một chút nói. Cái kia linh hội là chuyện gì xảy ra? Tiêu Phàm lập tức hứng thú. Mọi người đều biết, Thiên Thượng Linh Phong phong chủ Vân Linh lão nhân là nổi danh trận pháp đại sư, hắn thích nhất cất giữ thần điêu, mỗi quá ngàn năm, hắn liền sẽ tổ chức một trận linh hội, thu thập thiên hạ thần điêu, Phàm là bị Vân Linh lão nhân chọn chúng người thứ nhất, có thể tiến về Thiên Nguyên Linh Phong tu luyện 3 tháng. Thiên Nguyên Linh Phong phía trên lực lượng linh hồn 10 điểm hùng hậu, hơn nữa ẩn chứa thuần chính nguyên khí lực lượng. Có thể cho ngươi tu vi càng tiến một bước, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể được Vân Linh lão nhân chọn chúng. Túy Ông kiên nhẫn giải thích nói. Thần điêu sao, Tiêu Phàm khóe miệng hơi hơi dương lên. Nếu như chỉ là tỉ thí mặt khác, Tiêu Phàm có lẽ chưa chắc là đối thủ, nhưng nếu là so điêu khác thần điêu, không phải hắn khoác lác, có được vô trần bí điển hắn, thật vẫn không sợ hãi. Vậy liền tiến về Thiên Thượng Linh Phong. Tiêu Phàm 10 điểm quả quyết nói. Ta cũng muốn đi, Như Hy không chút do dự hét lớn, nàng cũng không muốn lần nữa rơi vào Băng Tàm Vương dạng người này trong tay. Tiêu Phàm nghe vậy, lập tức hứng thú tẻ nhạt, có thể nghĩ đến Vô Cửu Quỷ Vương nhắc nhở, hắn lại không cách nào cự tuyệt. Phàm Nhi, người có lẽ có thể cân nhắc thu nàng làm đồ, cũng coi là hoàn thành Vô Cửu Quỷ Vương nhắc nhở. Túy Ông cười cho Tiêu Phàm truyền âm nói. Thu đồ đệ. Tiêu Phàm sững sờ, trong đầu không khỏi nhớ tới Hồ Đạo Duyên cùng Hỏa Ngân Nhi, hai người này tốt xấu cũng coi là đồ đệ của hắn,
nhưng thân làm sư phó hắn, nhưng lại chưa bao giờ tận qua làm sư phó trách nhiệm. Xem như bằng hữu cùng huynh đệ, hắn Tiêu Phàm là hợp cách. Nhưng xem như trưởng phu, phụ thân và sư phụ, hắn Tiêu Phàm lại là cực kỳ thất bại. Vẫn là thôi đi, Tiêu Phàm bác bỏ nói. Ngươi chẳng lẽ không hiếu kỳ Băng Tàm Vương tại sao phải bắt sống nàng? Túy ông ngược lại không gấp, chậm rãi dẫn đạo Tiêu Phàm. Vì sao? Tiêu Phàm cũng không hiểu, nhưng hắn xác thực không nghĩ tới tiếp tục thu đồ đệ. Túy ông không khỏi nhìn Như Hi một cái, nói, nàng là hoang cổ chín đại cổ thể một trong luân hồi tiên thể. Luân hồi tiên thể, Tiêu Phàm trong lòng kinh hô mà ra, không khỏi kinh ngạc nhìn xem Như Hi. Cũng khó trách hắn khiếp sợ như vậy, luân hồi tiên thể, đây chính là chín đại cổ thể bên trong xếp hạng thứ ba tồn tại, so với kia cái gì tinh thần thiên thể, chí tôn hoàng thể muốn cường hãn không ít. Hoặc có lẽ là, tinh thần thiên thể cùng chí tôn hoàng thể, cùng luân hồi tiên thể hoàn toàn không ở cùng một cái cấp độ. Đột nhiên, Tiêu Phàm trong đầu trong nháy mắt nghĩ tới điều gì, hắn nhìn thấy qua Như Hi chảy nước mắt. Cửu U địa ngục dòng người nước mắt. Chắc là sẽ không có nước mắt, nhưng Như Hi lại khác, nàng chảy nước mắt lại là có chân chính nước mắt. Nguyên lai, đây chính là luân hồi tiên thể nguyên nhân. Nếu như đem thái cổ thần giới so sánh kiếp trước, cửu u địa ngục thì là luân hồi, mà luân hồi tiên thể lại không nhìn luân hồi lực lượng. Chuẩn xác mà nói, là luân hồi tiên thể có được một loại đặc tính, kia liền là không bị quy tắc trói buộc. Hiện tại ngươi còn không có hứng thú sao? Túy ông cười hỏi. Tiêu Phàm vẫn còn có chút chần chờ, bất quá hắn rốt cuộc biết Băng Tàm Vương bắt sống Như Hi nguyên nhân, bởi vì hắn là muốn đem Như Hi xem như lô đỉnh tới tu luyện, đột phá tầng thứ cao hơn. Ngươi không thu, vậy ta có thể thu nàng làm đồ. Nhìn thấy Tiêu Phàm không nói, Túy ông lập tức cười nói đùa. Đừng, Tiêu Phàm vội vàng ngăn cản, cười khổ nói, ta thu nàng làm đồ còn không được sao. Nói đùa cái gì, Túy ông nếu như thu nàng làm đồ. Cái kia Như Hi chẳng phải là trở thành sư muội hắn, đến lúc đó Như Hi còn không phải cưỡi tại trên đầu của hắn đi tiểu. Đây cũng không phải là Tiêu Phàm mong muốn, ngươi khẳng định muốn đi theo chúng ta. Tiêu Phàm vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem Như Hi nói. Như Hi nghe vậy, lập tức hết sức ủy khuất, khóc nói, Diêm La, ngươi thế nhưng là đáp ứng ra ra. Tốt rồi, Tiêu Phàm không nhìn được nhất nữ nhân thút thít, vội vàng ngắt lời nói, ngươi có thể đi theo ta. Nhưng ngươi nhất định phải đáp ứng ta một sự kiện, cái gì sự tình? Như Hi không chút nghĩ ngợi hỏi. Bái ta làm thầy, Tiêu Phàm nói xong, không khỏi vội ho một tiếng, cái này khiến hắn có loại lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn ý tứ. Lấy Như Hi cái kia không sợ trời không sợ đất tính tình, nếu là bình thường, nàng sẽ bái bản thân vi sư mới là lạ chứ. Nhưng mà, để Tiêu Phàm không nghĩ tới chính là, Như Hi không hề nghĩ ngợi, đột nhiên hai đầu gối quỳ xuống. Cung kính bái nói, đồ nhi bái kiến sư tôn, lần này ngươi hài lòng chưa? Khục, hài lòng, đứng lên đi. Tiêu Phàm mặt mo đỏ ửng, không khỏi trách cứ nhìn Túy ông một cái, Túy ông lại là mỉm cười, một bộ không có quan hệ gì với hắn bộ dáng. Đi thôi, đầu trâu mặt ngựa bọn họ cũng mau đến. Tiêu Phàm đành phải đổi chủ đề. Diêm La, ta có thể hay không đi theo các ngươi cùng một chỗ? Lúc này... Băng Thiền cung chủ đột nhiên yếu ớt nói ra, lộ ra một bộ dáng vẻ đáng yêu. Nếu như Tiêu Phàm không phải biết rõ nàng là một sống vô số tuế nguyệt lão quái vật, có lẽ thật vẫn bị hắn trương này dung nhan tuyệt mỹ cho lừa gạt đến. Băng Thiền tỷ tỷ đi theo chúng ta vừa vặn có cái cùng. Không đợi Tiêu Phàm mở miệng, Như Hi đã hai tay nắm ở Băng Thiền cung chủ cánh tay, một bộ nhiệt tình dáng vẻ. Tiêu Phàm vỗ trán một cái, không nhìn thẳng bọn họ. Một thân một mình đạp không mà lên. Vọng cổ băng đô, một tòa băng tinh cung điện bên trong. Băng cung trung ương, có một tấm to lớn giường hàn ngọc, bốn phía bốc ti ti hàn khí, giống như bốc hơi mờ mịt, lượn lờ ở cả tòa đại điện bên trong. Trên hàn ngọc sàng, nằm một bóng người xinh đẹp, đó là một cái cô gái tuyệt mỹ, cho dù là băng thiền cung chủ cùng vô cực thiên ma khuynh thành dung nhan, cùng so sánh, vẫn như cũ kém một cái cấp độ. Này nhan chỉ ứng trên trời có, nhân gian khó được mấy lần gặp. Nàng an tĩnh nằm ở đó, tựa như ngủ thiếp đi, chỉ có thể lờ mờ nghe được nhẹ nhàng tiếng hít thở, có lồi có lõm đường cong lả lướt, có loại hấp dẫn người phạm tội xúc động. Nếu như Tiêu Phàm nhìn thấy trương này khuôn mặt, nhất định sẽ cực kỳ không bình tĩnh,
thậm chí sẽ không thể tin được. Bang lúc này, băng tinh cung điện đại môn mở ra, một người mặc quần dài trắng nữ tử nện bước bước liên tục đi đến. Đại môn chậm rãi đóng lại, quần dài trắng nữ tử cũng tới đến giường Hàn Ngọc cách đó không xa, nếu như Tiêu Phàm nhìn thấy, khẳng định có thể nhận ra, nữ tử không phải người khác, chính là Vô Cực Ma Vương. Sau một khắc, chỉ thấy Vô Cực Ma Vương bỗng một gối quỳ xuống, nếu là người của thần điện nhìn thấy Vô Cực Ma Vương vậy mà quỳ xuống, nhất định sẽ làm bao người ngoác mồm đến mang tai. Đương nhiên, nếu là bọn họ biết rõ Vô Cực Ma Vương quỳ xuống người là chính là thần điện thần chủ, đoán chừng liền sẽ không khiếp sợ như vậy. Người đã đến, một đạo như nước như ca, thanh tịnh động người đồng dạng thanh âm vang lên. Lại là Hàn Ngọc cô gái trên giường chậm rãi mở hai mắt ra, chậm rãi ngồi dậy, dù cho sắc mặt cực kỳ trắng bệch, cũng khó che đậy nàng dung nhan tuyệt thế kia. Thuộc hạ bái kiến công chúa, Vô Cực Ma Vương băng Thải Vân cúi đầu, vô cùng cung kính bái nói. Thải Vân tỷ, ta nói, ta không phải là cái gì công chúa. Tuyệt mỹ nữ tử mỉm cười, nói tốt rồi, không nói chuyện này, vừa rồi ta nghe phía bên ngoài rất ồn ào, đã xảy ra chuyện gì sao? Thần điện thất vương, muốn đối công chúa bất lợi, thuộc hạ đem bọn hắn giết hết tất cả. Băng Thải Vân như thật nói ra. Nếu như Tiêu Phàm bọn họ biết rõ, Vô Cực Ma Vương Băng Thải Vân, dưới cơn nóng giận đem Hắc Long Vương, Bắc Xuyên Vương, Đông Vương cùng Tây Vương đều giết chết, đoán chừng cũng sẽ chấn động vô cùng. Đây chính là bán bộ thánh tôn cảnh cường giả A, vậy mà nói giết liền giết. Bọn họ cũng là một đám người đáng thương, người cần gì phải đây? Tuyệt mỹ nữ tử thở dài, trên mặt hiện lên nồng nặc không đành lòng. Bọn họ muốn hại công chúa, đáng chết. Băng Thải Vân lạnh như băng nói. Thải Vân tỷ, ta biết ngươi vì tốt cho ta. Tuyệt mỹ nữ tử cũng không trách tội Băng Thải Vân, ngay sau đó đỡ dậy Băng Thải Vân, đi đến cửa sổ, nhìn qua mịt mờ chân trời nói, chúng ta lại tới đây, cũng có rất nhiều năm a. Gần 3.000 năm, Băng Thải Vân hít sâu một cái nói, đáy mắt chỗ sâu lại là hiện lên nồng nặc cừu hận. Đúng vậy a, 3.000 năm, chúng ta cũng đạt tới đã từng nghĩ cũng không dám nghĩ cảnh giới, đáng tiếc. Chúng ta không trở về được nữa rồi. Tuyệt mỹ nữ tử đôi mắt đẹp lấp lóe, đôi mắt ẩn giấu đi tưởng niệm. Công chúa hối hận sao? Băng Thải Vân không hiểu nhìn xem tuyệt mỹ nữ tử. Hối hận, tuyệt mỹ nữ tử lắc đầu, nói ta không hối hận, ta nếu như băng tộc người, bọn họ coi ta là làm đồ vật đưa cho người khác, vì băng tộc, ta sẽ đáp ứng. Nói đến đây, tuyệt mỹ nữ tử trong đôi mắt đẹp hiện lên một vẻ kiên định, nói, đáng tiếc. Ta cũng không phải là băng tộc người, bọn họ không có quyền quyết định tương lai của ta, dù cho tự sát, cũng sẽ không tiếc. Ngược lại là Thải Vân tỷ, tuyệt mỹ nữ tử vừa nhìn về phía Băng Thải Vân, nói, là ta liên lụy ngươi. Thải Vân vốn là một cái bình thường nô bộc, là công chúa cứu ta ở tại Thủy Hỏa, coi ta là làm tỉ muội, Thải Vân chết cũng không tiếc. Băng Thải Vân lắc đầu trịnh trọng nói, làm nói nhìn về phía tuyệt mỹ nữ tử thời khắc. Băng Thải Vân hai mắt đỏ bừng nói, chỉ là, công chúa linh hồn hỏa độc, thuộc hạ bất lực. Yên tâm đi, tuyệt mỹ nữ tử nhẹ nhàng cười một tiếng, nói ta tình huống của mình, bản thân rất rõ ràng, ta còn có thể kiên trì một đoạn thời gian. Đúng rồi công chúa, thiên thượng linh phong ngàn năm nhất giới linh hội sắp bắt đầu, trước kia hai lần chúng ta bỏ qua, lần này công chúa sẽ không bỏ qua. Băng Thải Vân thần thái sáng láng nói. Tuyệt mỹ nữ tử trầm mặc chốc lát. Cuối cùng gật đầu một cái, cũng tốt, ta đã đợi ở chỗ này hơn ngàn năm, cũng nên đi ra ngoài một chút, thuộc hạ liền thay công chúa chuẩn bị. Băng Thải Vân nhìn thấy tuyệt mỹ nữ tử đáp ứng đề nghị của mình, lập tức mặt mày hớn hở nói. Cũng khó trách nàng kích động như thế, nàng đã đều nói hết mấy trăm năm, có thể tuyệt mỹ nữ tử cho tới bây giờ đều chưa từng đồng ý, mà lần này, tuyệt mỹ nữ tử lại đáp ứng, cái này khiến trong nội tâm nàng thập phần vui vẻ. Cũng không cái gì phải chuẩn bị, lúc này đi thôi. Tuyệt mỹ nữ tử khoát khoát tay, dẫn đầu đi ra băng tinh cung điện bên trong. Sau 3 tháng, Tiêu Phàm một chuyến rốt cuộc đã tới thiên thượng linh phong cương thổ, đầu trâu mặt ngựa, kim long quỷ vương cùng hắc hổ quỷ vương, trong bọn họ đường cùng Tiêu Phàm một chuyến tụ hợp. Tiêu Phàm một chuyến từ phía trước 4 người, đạt cho tới bây giờ 8 người. Hơn nữa trong đó còn có 4 cái quỷ vương cấp bậc nhân vật. Hơn nữa Tiêu Phàm cái này chiến lực không kém gì bán bộ thánh tôn cảnh người, bọn họ khoảng chừng 5 cái quỷ vương cấp bậc lực lượng.
Vừa bắt đầu đầu trâu mặt ngựa rất cảm thấy áp lực, liền nói chuyện đều cẩn thận. Nhưng một đường đi xuống, hai người lá gan cũng lớn rất nhiều, nghĩ đến mình có thể cùng mấy cái quỷ vương cấp bậc nhân vật ngang nhau nói chuyện với nhau, bọn họ bước đi cũng là mũi vểnh lên trời, ngạo không còn giới hạn. Hơn nữa, hai người tu vi vậy mà cũng bay thẳng thánh đế cảnh đỉnh phong. Điểm này để Tiêu Phàm 10 điểm không hiểu, nhiều đầu mã diện thiên phú rõ ràng chỉ là bình thường, nhưng quỷ dị chính là, bọn họ đều có một loại dung hợp năng lực. Loại năng lực này cực kỳ kỳ lạ, cùng thôn phệ linh hồn người khác năng lượng khác biệt, bọn họ là trực tiếp dung hợp linh hồn người khác năng lượng. Thôn phệ năng lực sẽ lãng phí lớn bộ phân linh hồn năng lượng, hơn nữa cửu u địa ngục rất nhiều tu sĩ đều có thể thôn phệ, có thể dung hợp linh hồn năng lượng, lại không lãng phí một tí, toàn bộ hóa thành của mình. Chủ yếu nhất là, đầu trâu mặt ngựa bọn họ vừa bắt đầu cũng không có loại năng lực này, liền tựa như loại năng lực này là đột nhiên thức tỉnh, cái này khiến hắn 10 điểm không hiểu. Đại nhân, phía trước chính là thiên thượng linh phong tứ đại chủ thành một trong Bắc Linh Thành, chiếm diện tích cực kỳ cuồn cuộn, chí ít cũng có phạm vi trăm ngàn dặm. Hắc hổ quỷ vương giải thích nói. Tiêu Phàm xa nhìn về phía chân trời cổ lão tường thành, không khỏi âm thầm gật đầu. Phạm vi trăm ngàn dặm thành trì, cho dù là ở thái cổ thần giới, cũng tương đương với cổ cương chủ thành, liền tựa như man hoang cổ thành, cũng lớn như vậy mà thôi. Bắc Linh Thành cùng mặt khác ba tòa linh thành, đem thiên thượng linh phong thủ hộ ở trung ương, mỗi một tòa thành trì, đều có một cái phong chủ cùng hai cái hộ pháp tọa chấn, đúng rồi, cái này phong chủ cùng hộ pháp cũng là bán bộ thánh tôn cảnh. Hắc hổ quỷ vương lại bổ sung một câu. Tiêu Phàm nghe vậy, không khỏi nhíu mày, cái này bốn tòa thành trì, mỗi tòa thành trì đều có ba cái bán bộ thánh tôn cảnh, cái kia cộng lại chẳng phải là nhiều đến 12 cái. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Lúc này, Túy Ông đột nhiên ý vị thâm trường nhìn Tiêu Phàm một cái, ngay sau đó ngắm nhìn nơi xa nói, thiên thượng linh phong có thể xa xa không chỉ 10 cái bán bộ thánh tôn cảnh, mà là nhiều đến gần 100 cái, hoặc có lẽ là, bọn họ chiếm cứ lấy cửu u địa ngục nửa giang sơn. Chiếm cứ lấy cửu u địa ngục nửa giang sơn, Tiêu Phàm thở sâu, hắn đã đem hắn thiên thượng linh phong tưởng tượng rất mạnh mẽ, nhưng bây giờ mới phát hiện, bản thân vẫn là xem thường thiên thượng linh phong. Khó trách lúc trước bác lão nói cho hắn, cửu u địa ngục thánh đế cảnh đều không phải chân chính cường giả, hiện tại xem ra, bác lão xác thực không có lừa hắn. Cũng may hắn ở đại đế cảnh thời điểm không có tiến vào cửu u địa ngục, bằng không mà nói, đoán chừng hắn rất khó ở trong này sinh tồn. Dù sao, cửu u địa ngục sinh tồn, có thể so sánh thái cổ thần giới càng tàn khốc hơn. Lão sư, Thanh Huyền Tử Lâu không phải đang nơi này có phân lâu sao? Tiêu Phàm tập trung ý chí, hắn quyết định vẫn là trước tiên tìm một nơi ở lại nói. Về phần cái kia linh hội, trong lòng của hắn đã âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải dũng đoạt đệ nhất. Yên tâm, ta đã sớm để cho người ta sắp xếp xong xuôi. Túy Ông mỉm cười, không phải sao, bọn họ đã tới. Nói xong, nơi xa một chiếc thần chu đột nhiên bay vụt mà tới, chỉ chốc lát sau, thần chu ở Tiêu Phàm bọn họ cách đó không xa ngừng lại. Tiêu Phàm mấy người nhao nhao đạp vào thần chu, chỉ thấy một cái trung niên nam tử trước mặt đi tới, sắc mặt cực kỳ nho nhã, rất có dáng vẻ thư sinh chất. Ở Túy Ông giới thiệu, Tiêu Phàm bọn họ mới biết được, người này dĩ nhiên là Thanh Huyền Tử Lâu Bắc Linh Thành phân lâu lâu chủ, tên là Vệ Lân, thánh đế cảnh đỉnh phong tu vi. Có Túy Ông an bài, Vệ Lân cũng không có mang những người khác tới đây. Tiêu Phàm một chuyến ngồi thần chu, ở Vệ Lân hướng dẫn dưới, hướng Bắc Linh Thành bay đi. Lâu chủ, ba kiếm công tử đã tới Bắc Linh Thành, ta còn không có nói cho hắn ngài muốn tới. Vệ Lân đi tới bong thuyền, cung kính nhìn xem Túy Ông nói. Vệ Lân, vất vả ngươi. Túy Ông gật gật đầu, nói tạm thời không nên đem hành tung của ta nói cho hắn. Đúng, Vệ Lân gật gật đầu, cũng không có hỏi thăm Tiêu Phàm bọn hắn thân phận, liền quay người rời đi. Lão sư, cái kia Túy Tam kiếm là thân phận gì? Tiêu Phàm đột nhiên nghĩ đến một người, lúc trước hướng nhất phẩm phản bội Túy Ông, mà cái kia gọi là Túy Tam kiếm thanh niên lại liều chết cũng phải cứu Túy Ông, để Tiêu Phàm sinh lòng hảo cảm. Ngươi làm sao đột nhiên đối với hắn cảm thấy hứng thú? Túy Ông cười nói, ngay sau đó tựa như lâm vào hồi ức, hồi lâu mới nói, kẻ này, cũng coi là một cái số khổ người, khi còn sống thiên phú thường thường, liên đột phá chiến thánh cảnh đều làm không được.
có thể tu luyện của hắn chi tâm kiên định lạ thường. Một lần vì báo phụ mẫu mối thù, cùng địch nhân đồng quy vu tận, bởi vì hắn linh hồn cường đại, cho nên mới đến cửu u địa ngục, hơn nữa rất nhanh thức tỉnh tiền thế ký ức, hơn nữa đột phá đến thánh đế cảnh tiền kỳ. Dừng một chút, Túy ông vừa cười một tiếng, nói bổ sung, kẻ này cùng ta đồng dạng, cũng tốt rượu, hơn nữa hắn chỉ tu luyện ba chiêu kiếm pháp, liền đưa cho chính mình lấy một cái tên Túy Tam Kiếm, ta cảm thấy cùng hắn hữu duyên, liền nhường hắn lưu lại Thanh Huyền Tử Lâu. Tiêu Phàm nghe vậy, không khỏi lộ ra vẻ cổ quái, đối Túy Tam Kiếm cách nhìn cũng lần nữa đã xảy ra cải biến. Thức tỉnh tiền thế ký ức, chỉ cần ý chí cường đại là được rồi sao? Tiêu Phàm đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Túy ông gật gật đầu, lại lắc đầu nói, đây chẳng qua là tương đối mà nói, ý chí cường đại tương đối dễ dàng thức tỉnh, nhưng cũng có một chút là mình không nguyện ý thức tỉnh. Cũng tỉ như lão sư, Tiêu Phàm cười cười. Túy ông ngược lại là có chút ngượng ngùng, nói, ban đầu ở chiến hồn đại lục, ta đã không chỗ nào lo lắng, phải chăng thức tỉnh tiền thế ký ức căn bản không trọng yếu. Tiêu Phàm bất đắc dĩ nhún nhún vai, bất quá hắn cũng biết cũng không phải là Túy ông không lo lắng hắn và Huyết Vô Tuyệt, mà là Túy ông tin tưởng bọn họ hai người, cho nên trong lòng mới không chỗ nào lo lắng. Bắc Linh Thành đến, đột nhiên, Hắc Hổ Quỷ Vương thanh âm cắt đứt Tiêu Phàm suy nghĩ. Tiêu Phàm cúi đầu hướng về phía dưới nhìn tới, chỉ thấy phía dưới mờ mịt lượn lờ, sương mù phiêu đãng, từng đạo hào quang chiếu xạ ở trên đám mây, lộ ra trong suốt hết sức, sáng chói chói mắt. Trong không khí lưu động linh khí nồng nặc, cùng thần điện băng thiên tuyết địa cùng quỷ khốc uyên hắc ám ô quang so sánh, nơi này hiển thị rõ tường hòa cảnh. Từng tòa cung điện san sát, đường phố răng khắp nơi, vô số tu sĩ hành tẩu ở trong đó, tiếng người huyên náo, phi thường náo nhiệt. Đủ loại tiếng giao hàng, tiếng la vang lên, 10 điểm ồn ào, lại làm cho Tiêu Phàm cảm thấy hết sức thoải mái. Hắn đi tới cửu u địa ngục thời gian dài như vậy, đây là hắn lần thứ nhất có loại trở lại thái cổ thần giới cảm giác. Lúc này mới giống là chân chính chỗ của người ở. Tiêu Phàm đột nhiên đạp không mà lên, quay đầu về Tiêu Phàm nói, lão sư, ta trước đi dạo một chút, quay đầu tìm ngươi. Cũng tốt, Túy ông gật đầu cười một tiếng, linh hội còn có một số thời gian, muốn thời gian mấy tháng, ngươi nhớ kỹ kịp thời trở về là được. Được, Tiêu Phàm vỗ tay phát ra tiếng, nói, đầu trâu mặt ngựa, đi. Ta cũng muốn đi, băng thiền tỷ tỷ, chúng ta đi. Lúc này, Như Hy lập tức kêu lên, ngăn đón băng thiền cung chủ cánh tay liền đạp không mà lên. Những ngày qua, nàng đối Tiêu Phàm lại không bất luận cái gì ý sợ hãi, thậm chí nhiều lần lấy đồ đệ thân phận uy hiếp Tiêu Phàm. Tiêu Phàm nghe vậy, lập tức ngừng thân hình, vừa định cự tuyệt Như Hy đề nghị, mà nếu Hy lại dắt băng thiền cung chủ trực tiếp hướng về phía dưới bay đi. Kim Long, Hắc Hổ, các ngươi cũng cùng một chỗ. Rơi vào đường cùng, Tiêu Phàm đành phải đem Hắc Hổ Quỷ Vương cùng Kim Long Quỷ Vương cũng mang lên. Cái này thiên thượng linh phong ngọa hổ tàng long, thánh đế cảnh nhiều như chó, ai biết có thể hay không vạn nhất đắc tội một ít người đây, mang nhiều hai người ở bên người nhưng là muốn rất an toàn nhiều. Lúc này, Tiêu Phàm một chuyến liền đến trên đường phố, khi nhìn thấy Như Hy cùng băng thiền cung chủ hai người đông nhìn một cái tây nhìn nhìn lúc, trong lòng của hắn không còn gì để nói. Hóa ra mình và đầu trâu mặt ngựa bọn họ trở thành hai người bọn họ bảo tiêu. Nữ nhân A, ai Tiêu Phàm bất đắc dĩ thở dài, dạo phố quả nhiên là bản tính của phụ nữ, thế giới nào đều như thế. Đại nhân, nếu không ta mang theo đầu trâu mặt ngựa bảo hộ Như Hy tiểu thư, người bốn phía dạo chơi. Hắc Hổ nhìn thấy Tiêu Phàm im lặng, chủ động đưa ra một cái ý nghĩ. Có băng thiền công chúa ở, Như Hy tiểu thư còn muốn chúng ta bảo hộ sao? Đầu trâu bĩu môi, mặt coi thường nói. Hắc Hổ nghe vậy, hơi hơi kinh ngạc, đúng vậy a, có băng thiền cung chủ tên biến thái này mạnh người ở, chỗ nào còn cần hắn Hắc Hổ Quỷ Vương a. Bất quá nghĩ đến đầu trâu bác hắn mặt mũi, Hắc Hổ trong lòng khó chịu, không khỏi hung hăng chừng đầu trâu một cái. Coi như hết, chúng ta có nhiều thời gian, Tiêu Phàm khoát khoát tay, lờ đễnh nói, tất nhiên đi ra, cảm thụ một chút thiên thượng linh phong phong tục khí tức cũng tốt. Người này tại sao như vậy, thứ này rõ ràng là ta nhìn thấy trước. Tiêu Phàm bọn họ ánh mắt ngắn ngủi từ Như Hy trên người các nàng rời đi, phía trước liền truyền đến Như Hy tức giận thanh âm, tựa như là cùng kẻ khác đã xảy ra phân tranh. Tiêu Phàm hơi hơi nhíu mày, Như Hy mặc dù điêu ngoa tùy hứng một chút,
nhưng bản tính không xấu, tuyệt đối là sẽ không chủ động chuyện thêu dệt. Còn chưa chờ bọn họ tới gần, một đạo âm dương quái khí tiếng giễu cợt vang lên, cái gì gọi là ngươi nhìn thấy trước. Vậy theo ngươi ý tứ, miễn là ngươi coi trọng đồ vật, đó đều là ngươi hay sao? Ai dám tìm Như Hi tiểu thư gốc dạ, muốn chết sao? Mặt ngựa quát chói tai một tiếng, vẻ mặt nộ ý xông tới. Đầu trâu mặt ngựa hai người nhanh chóng hướng về tiến lên, thánh đế cảnh đỉnh phong khí thế bộc phát ra, trong nháy mắt đem người phía trước nhóm đẩy lui, nhường ra một con đường. Tiêu Phàm thừa cơ đi vào, lại là nhìn thấy Như Hi cùng băng thiền cung chủ hai người bị một đám người vây ở trung ương. Đối diện một cửa tiệm cửa ra vào, cầm đầu là cả người khoác chiến bào màu trắng thanh niên lớn lên ngược lại là anh Tuấn phi phàm, rất có dáng vẻ thư sinh chất, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt. Trong tay hắn cầm một cây quạt xếp, nhẹ nhàng chấp động lên, con người lại là rơi vào Như Hi trên người. Ở tại bên người, đứng đấy một cái cao gầy nữ tử, ăn mặc màu lửa đỏ váy dài, vóc người bốc lửa hiển thị rõ trước người, lộ ra một loại nóng bỏng khí chất. Nữ tử ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Như Hi, giống như một bộ nhìn nhà quê ánh mắt, tràn đầy xem thường. Ở nữ tử áp bách dưới, Như Hi có vẻ hơi sốt ruột, bình thường bị vô cửu quỷ vương nuông chiều quen nàng, ở ngôn ngữ phía trên ở đâu là cô gái kia đối thủ. Nhìn thấy chung quanh tu sĩ chỉ trỏ, Như Hi sắc mặt đỏ bừng, khí thẳng dậm chân, nói các ngươi làm sao không nói lý lẽ như vậy. Rõ ràng là chúng ta nhìn thấy trước, cũng là chúng ta trả trước tiền. Là ngươi nhìn thấy trước, có thể chưa chắc đã là ngươi. Cao gầy nữ tử khinh thường nhìn xem Như Hi, nói thứ này, ta ra 30 vạn nguyên thạch, lão bản đã chuẩn bị bán cho ta. Nói đến đây, ánh mắt của mọi người không khỏi nhìn về phía điếm chủ lại là cúi đầu khom lưng, lộ ra nụ cười xu nịnh, tựa như vô cùng kiêng kỵ cao gầy nữ tử thân phận một dạng. Cô nương, thứ này ta đã bán cho Yên Nhiên tiểu thư, ngươi cũng đừng hung hăng càn quấy. Nhìn thấy Như Hi còn chuẩn bị dựa vào lý lẽ biện luận, điếm chủ lập tức trực tiếp đem Như Hi đẩy xuống bậc thang. Ngươi, các ngươi không thể dạng này. Như Hi trên mặt lộ ra vẻ ủy khuất. Mặc dù nàng ở Tiêu Phàm biểu hiện coi như kiên cường, có thể từ vô cửu quỷ vương bị giết, nha hoàn tiểu vũ bị hại về sau, Như Hi nội tâm là cực kỳ yếu ớt. Bây giờ đối mặt cái kia cay cú nữ tử cùng hung thần ác sát điếm chủ, Như Hi trong lúc nhất thời cảm giác không tìm được dựa vào, lập tức ủy khuất khóc lên. Tiểu muội muội, đừng khóc, ta đem thứ này tặng cho ngươi được không? Cũng đúng lúc này, cao gầy mạnh mẽ nữ tử bên cạnh bạch bào thanh niên, lại là từ điếm chủ trong tay tiếp nhận một sợi dây chuyền, đi đến Như Hi trước mặt, tay của hắn càng là kém chút ngã vào Như Hi trên mặt. Cao gầy nữ tử thấy thế, chẳng những không có ghen ghét, ngược lại lộ ra một bộ âm mưu được như ý bộ dáng. Như Hi dọa đến vội vàng lùi sau một bước, khác một cánh tay ngọc nhẹ nhàng hất lên, đem đến gần bạch bào thanh niên hất bay ra ngoài. Bạch bào thanh niên trượt ra đến mấy mét mới đứng vững thân hình, nơi nào còn có vừa rồi phong khinh vân đạm bộ dáng, nét mặt đầy vẻ giận dữ hướng về Như Hi một bên. Bất quá trong hô hấp, trên mặt hắn sắc mặt giận dữ biến mất, ánh mắt bên trong hiện lên một vòng vẻ dâm tà, như có một đám lửa đang thiêu đốt, hận không thể lập tức nhào tới. Đứng ở Như Hi bên cạnh không phải người khác, chính là băng thiền cung chủ. Bạch bào thanh niên nhìn thấy băng thiền cung chủ bộ dáng, con mắt đều kém chút trợn lồi ra, nơi nào còn có nửa điểm quan tâm Như Hi dáng vẻ. Vị cô nương này, tại hạ minh vô tình, có thể hãnh diện ăn một bữa cơm. Bạch bào thanh niên mắt không chớp hướng về băng thiền cung chủ. Nếu như nói Như Hi còn có mấy phần ngây ngô, cái kia băng thiền cung chủ thì là thành thục vũ mị, nhiều hơn một loại không nói ra được phong vận, đối với bạch bào thanh niên mà nói, hắn càng ưa thích tự nhiên là băng thiền cung chủ một cái này loại hình. Lan, nhưng mà, bạch bào thanh niên lấy được lại là băng thiền cung chủ một chữ, nàng đường đường bán bộ thánh tôn cảnh, quản ngươi cái gì tên gọi là gì, há lại sẽ đem một cái thánh đế cảnh đỉnh phong để ở trong mắt. Bản công tử liền thích như ngươi loại này cay. Bạch bào thanh niên minh vô tình không những không giận mà còn cười nói, ánh mắt không chút kiêng kỵ đánh giá băng thiền cung chủ. Hắn biết rõ, bản thân hảo tâm mời băng thiền cung chủ, là tuyệt đối không có khả năng cùng hắn đi, hắn cũng liền dứt khoát không còn ngụy trang bản thân. Vô tình công tử, chẳng lẽ nô gia còn không thể thỏa mãn ngươi sao? Cao gầy mạnh mẽ nữ tử nhẹ nhàng tựa ở minh vô tình ngực,
tay phải nhẹ nhàng hoạt động lên, đánh lấy vòng vòng. Thanh âm của nàng cực kỳ vũ mị, nghe được người lỗ tai đều có chút tê dại, bốn phía không ít nam tính tu sĩ trong mắt kém chút phun ra mãnh liệt tà hỏa. Thêm một cái tỉ muội không tốt sao? Minh vô tình nâng nữ tử cái cằm, bờ môi trực tiếp in lên. Vô sỉ, Như Hi thấy thế, sắc mặt lập tức tái nhợt hết sức, nhịn không được giận mắng lên. Nàng mới vừa rồi còn cho rằng Minh vô tình là một cái nho nhã thư sinh đây, có thể nơi nào sẽ nghĩ đến, hắn vậy mà trước công chúng phía dưới như thế vô sỉ. Băng thiền cung chủ cũng là chán ghét nhìn lướt qua, liền dắt Như Hi tay nhỏ chuẩn bị rời đi. Ai bảo các ngươi rời đi, Minh vô tình lại là một chút cũng không cảm thấy xấu hổ, vẻ mặt ngoạn vị nhìn xem băng thiền cung chủ hai người. Nói xong, chung quanh không ít người trong nháy mắt vây quanh, chặn lại băng thiền cung chủ cùng Như Hi đường đi. Các ngươi muốn làm cái gì? Đầu trâu mặt ngựa trước tiên đứng ra, đem băng thiền công chúa cùng Như Hi bảo hộ ở sau lưng. Đầu trâu càng là khinh thường nhìn xem Minh vô tình nói, ai cho ngươi lá gan? Liền Như Hi tiểu thư cũng dám đắc tội, người chán sống hay sao? Đầu trâu trong giọng nói khí mười phần, tràn đầy lực lượng, nói năng có khí phách, trong lúc vô hình tản mát ra một loại vương bá chi khí. Bốn phía tu sĩ thấy thế, không khỏi dọa đến lui lại mấy bước, Minh vô tình cấp dưới vội vàng ngừng thân hình, không khỏi nhìn về phía Minh vô tình. Ngay cả Minh vô tình cũng bị đầu trâu khí thế cho khiếp sợ đến, mình không phải là nói cho bọn hắn tên sao? Làm sao chả dám không nhìn bản thân. Phóng nhãn cửu u địa ngục thiên địa nhân quỷ thần năm đại thế lực, trừ bỏ năm đại thế lực chi chủ bên ngoài, hẳn là không người dám không nhìn bản thân a. Các ngươi là ai? Minh vô tình trong lòng có chút không chắc, hỏi dò. Ta là ai? Nhưng mà, ai ngờ đầu trâu cười nhạo một tiếng, một bộ ở trên cao nhìn xuống dáng vẻ, vênh váo hung hăng nhìn xem Minh vô tình nói, ngươi còn không có tư cách biết rõ. Bất quá ta có thể nói cho ngươi là, ngươi đắc tội Như Hi tiểu thư, sợ là không biết chữ chết viết như thế nào. Minh vô tình mí mắt cuồng loạn, thân phận của mình, vậy mà không có tư cách biết rõ bọn hắn thân phận. Chẳng lẽ mấy người kia địa vị thực như thế dọa người? Bên cạnh cao gầy nữ tử nghe vậy, càng là dọa đến sắc mặt trắng bệch, thân thể đều khẽ run lên, nghĩ đến bản thân vừa mới cố ý nhằm vào Như Hi, trong nội tâm nàng liền cực kỳ bất an. Chỉ có Tiêu Phàm bên người Kim Long Quỷ Vương cùng Hắc Hổ Quỷ Vương hai người trên mặt lộ ra vẻ cổ quái. Các ngươi biết hắn, Tiêu Phàm cho hai người truyền âm nói, từ ánh mắt của hai người bên trong Tiêu Phàm có thể nhìn ra, hai người bọn họ có chút kiêng kỵ cái này Minh vô tình thân phận. Minh Tuyệt Cốc Cốc chủ nhi tử, cũng gọi là Minh vô tình, không biết là không phải cái kia. Hắc Hổ Quỷ Vương thở sâu cho Tiêu Phàm truyền âm nói. A, Tiêu Phàm nghe vậy. Khóe miệng có chút co lại. Gần nhất khoảng thời gian này, đầu trâu đi theo đám bọn hắn những cái này bán bộ thánh tôn cảnh cùng một chỗ, tăng thêm bọn họ đều đột phá đến thánh đế cảnh đỉnh phong, mỗi lần nhìn thấy mặt khác cấp thấp tu sĩ, luôn luôn có một loại cảm giác ưu việt. Không nghĩ tới một lần này, lại đem Minh vô tình dọa sợ. Không biết Minh vô tình lấy lại tinh thần, sẽ lộ ra dạng gì biểu lộ. Còn chưa cút, lúc này... Nhìn thấy Minh vô tình bọn họ không có ý rời đi, mặt ngựa cũng không nhịn được phẫn nộ quát. Minh vô tình sắc mặt hết sức âm trầm, nhưng tại không biết rõ ràng đầu trâu mặt ngựa bọn hắn thân phận phía trước, hắn cũng không dám vào chỗ chết đắc tội. Dù sao, nơi này chính là thiên thượng linh phong địa bàn, không phải Minh Tuyệt Cốc. Trong mắt của hắn hiện lên một vòng nồng nặc không cam lòng, đem đầu trâu mặt ngựa, Như Hi cùng băng thiền công chúa khuôn mặt tất cả đều rõ ràng ký trong đầu. Đi, Minh vô tình khẽ cắn môi, cuối cùng vẫn mang theo cao gầy nữ tử cùng một đám hạ nhân rời đi. Bốn phía không ít tu sĩ tự nhiên đã sớm nhận ra Minh vô tình thân phận, giờ phút này không khỏi nhìn nhiều đầu trâu mặt ngựa một cái. Đây chính là Minh Tuyệt Cốc công tử a, lại bị hai cái này hạ nhân quát lui, cái kia lai lịch của bọn hắn, chẳng phải là lớn đến đáng sợ. Nhất là điếm chủ kia, giờ phút này toàn thân đều run rẩy kịch liệt lấy. Hắn chỉ hy vọng Như Hi có thể được hắn xem như một cái giám thả. Nhưng mà, Như Hi lại là nhìn cũng chưa từng nhìn cái chủ cửa hàng này một cái này khiến điếm chủ như được đại xá. Cũng coi như điếm chủ vừa mới nhẹ nhàng thở ra bản thân, đầu trâu đột nhiên một cước hung hăng đá vào điếm chủ ngực, đem điếm chủ chấn động bay ra ngoài. Thứ đồ chơi gì, liền Như Hi tiểu thư cũng dám khi dễ. Đầu trâu phun một bãi đờm,
hắn một cước không thể muốn rơi điếm chủ tính mệnh, đã coi như là cước hạ lưu tình. Đám người nhìn thấy một màn này, lại chỉ có thể âm thầm thay điếm chủ đáng tiếc. Nếu như hắn vừa bắt đầu đứng ở Như Hy bọn họ một phương, có lẽ liền sẽ không rơi cho tới bây giờ trình độ. Lúc này, đám người chung quanh tán đi, Tiêu Phàm một chuyến cũng mất đi dạo nữa tâm tư, tùy ý tìm một gian tử lâu ngồi xuống. Đại nhân, chúng tiểu nhân biểu hiện có hài lòng không? Đầu trâu rốt cục bắt được cơ hội biểu hiện, vẻ mặt nịnh hót cười nói. Coi như hài lòng, Tiêu Phàm khẽ nhấp một miếng trà, vẻ mặt ngoạn vị nhìn xem đầu trâu mặt ngựa. Lần sau nếu như còn có người dám khi dễ Như Hy tiểu thư, tiểu nhân nhất định đánh bọn họ không đứng dậy được. Mặt ngựa cũng hợp thời biểu trung tâm. Một bên Kim Long Quỷ Vương cùng Hắc Hổ Quỷ Vương nghe vậy, thiếu chút nữa thì nhìn không được bật cười. Cái này đầu trâu mặt ngựa, gần nhất càng ngày càng cuồng, tựa như chính bọn hắn mới thật sự là bán bộ thánh tôn cảnh đồng dạng, mà bọn họ hai cái này chân chính bán bộ thánh tôn cảnh ngược lại đều không có loại tâm lý này. Nếu là bọn họ một mực như thế vênh váo tự đắc, khó tránh khỏi sẽ xông ra cái gì tai họa. Dù sao, nơi này chính là thiên thượng linh phong địa bàn, không nói thánh đế cảnh đỉnh phong khắp nơi đi, có thể cũng đạt tới nhiều không kể xiết cấp độ A. Có ít người, ngay cả bọn họ quỷ vương cấp bậc nhân vật đều không thể không cẩn thận ứng phó, dạng người này cũng không phải đầu trâu mặt ngựa có thể đắc tội. Đầu trâu mặt ngựa, các ngươi thực không biết vừa rồi người kia. Tiêu Phàm cũng cảm thấy đầu trâu mặt ngựa dạng này khinh thường, cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Bất kể hắn là cái gì ngoạn ý, một cái thánh đế cảnh tu sĩ mà thôi, bọn họ dám lại đến khi phụ Như Hy tiểu thư, nhất định đánh chính bọn họ cha đều nhận không ra. Đầu trâu vỗ ngực bảo đảm nói. Có đúng không, ta nghe nói, vừa rồi người kia cha tựa như là Minh Tuyệt Cốc cốc chủ. Tiêu Phàm cười nhìn lấy hai người nói. Không phải liền là Minh Tuyệt Cốc. Đầu trâu vẫn như cũ khinh thường nói. Chỉ là nói còn chưa dứt lời, hắn thanh âm đột nhiên ngừng lại, thật giống như bị một cái đại thủ cho bóp cổ một dạng. Ầm ầm, hai đạo tiếng va chạm vang lên, lại là đầu trâu mặt ngựa hai người thân thể trong nháy mắt mềm nhũn, tựa như lực khí toàn thân đều bị dành thời gian đồng dạng, một đầu mới ngã xuống đất. Thân thể của bọn hắn đều khẽ run, sắc mặt càng là trắng bệch hết sức. Đại nhân! Đầu trâu bờ môi run lên, mồm miệng đều có chút không rõ, nói, ngài nói cái kia Minh Vô Tình là Minh Tuyệt Cốc cốc chủ nhi tử. Minh Vô Tình, Minh Tuyệt Cốc cốc chủ không phải cũng họ Minh sao? Không đợi Tiêu Phàm nói chuyện, một bên mặt ngựa cũng run rẩy nói ra, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Nghĩ đến bản thân vừa mới nhu thể quát lui Minh Tuyệt Cốc cốc chủ nhi tử, trong lòng của hắn cũng có chút phát lạnh. Các ngươi hai cái rất không tệ. Liên Minh Tuyệt Cốc cốc chủ nhi tử đều bị các ngươi dọa lui. Tiêu Phàm cười híp mắt nhìn xem hai người, không biết là thực khích lệ hay là giả châm chọc. Nhưng đầu trâu mặt ngựa lại tựa như không nghe được Tiêu Phàm lời nói đồng dạng, quỳ đi tới Tiêu Phàm trước người, chăm miệng một lời, đại nhân, ngài nhất định muốn cứu chúng ta a. Nói đùa cái gì, đây chính là Minh Tuyệt Cốc cốc chủ nhi tử a, coi như chính hắn thực lực không bằng gì, cha hắn thực lực và địa vị bày ở đây. Ở đâu là hai người bọn họ hạng người vô danh có thể địch. Các ngươi bảo hộ Như Hy không có sai. Tiêu Phàm để chén trà trong tay xuống, nhìn về phía hai người nói, bất quá, các ngươi gần nhất tâm tính có chút táo bạo. Vâng vâng vâng, hai đầu người giống như gà con mổ thóc một dạng điểm cái khác biệt, nơi nào còn có nửa điểm ý phản bác. Sư tôn, ngươi nhất định muốn cứu bọn hắn, bọn họ đều là vì bảo hộ ta. Như Hy vẻ mặt khẩn thiết nhìn xem Tiêu Phàm nói. Tiêu Phàm trầm ngâm một tiếng, nói yên tâm đi, hắn chỉ là Minh Tuyệt Cốc cốc chủ nhi tử mà thôi, lại không phải thật Minh Tuyệt Cốc cốc chủ. Lúc này, một tòa xa hoa sân nhỏ. Một tiếng vang giòn truyền ra, theo sát một cỗ lạnh như băng sát phạt chi khí quét sạch mà ra, sao chỉ thấy trong sân bàn đá bị Minh Vô Tình một bàn tay đánh thành bột mịn. Hắn trên mặt lộ ra nhe răng trợn mắt, dường như muốn ăn thịt người một dạng. Nho nhỏ thánh đế cảnh đỉnh phong. Dám hù dọa bản công tử. Minh Vô Tình giận tím mặt, sát khí nặng nề nói, ngươi xác định, nữ tử kia là Vô Cửu Quỷ Vương tôn nữ Như Hy, còn có cái kia hai người là Quỷ Khốc Uyên hai cái phổ thông tu sĩ. Thuộc hạ xác định, Hoàng Tuyền Bích Lạc tin tức là chưa làm gì sai. Trong sân quỳ một cái tu sĩ 10 điểm khẳng định gật đầu. Nếu như Tiêu Phàm nghe được Hoàng Tuyền Bích Lạc mấy chữ,
nhất định sẽ kinh ngạc hết sức. Hoàng Tuyền Bích Lạc, không phải Thái Cổ Thần Giới ba đại tổ chức sát thủ sao, bọn họ làm sao có thể đem bàn tay đến Cửu U địa ngục đến đây? Đồ chán sống, Minh Vô Tình càng nghĩ càng tức giận, trong lòng kìm nén một cỗ vô tận lửa giận không chỗ phát tiết. Thuộc hạ còn nhiều hoa 10 vạn nguyên thạch, dò thăm một đầu cực kỳ tin tức hữu dụng. Cái kia hạ nhân lại nói, ở Như Hy bên người, trừ bỏ cái kia đầu trâu mặt ngựa bên ngoài, còn có Quỷ Khốc Huyên Kim Long Quỷ Vương cùng Hắc Hổ Quỷ Vương, bọn họ đều là bán bộ thánh tôn cảnh, không kém gì của ta Minh Tuyệt Cốc 7 đại minh vương. Hừ, Quỷ Khốc Huyên Quỷ Vương, lại có thể cùng ta Minh Tuyệt Cốc 7 đại minh vương đánh đồng với nhau. Minh Vô Tình mặt coi thường, nói, đi đem Phá Quân Minh Vương cùng Khai Dương Minh Vương gọi tới, bản công tử nhưng cho tới bây giờ không bị thua thiệt lớn như vậy. Là, công tử, cái kia hạ nhân thở sâu, trong lòng lại là thay đầu trâu mặt ngựa bọn họ mặc niệm. Đợi đến cái kia hạ nhân rời đi, một bên cao gầy nữ tử lại nhẹ nhàng tựa tại Minh Vô Tình ngực, Vô Tình công tử, những người kia dám hổ lộng công tử, hù dọa nô gia, nhất định không nên để cho bọn họ chết quá đơn giản. Đắc tội ta Minh Vô Tình người, người gặp qua chết rất đơn giản sao? Minh Vô Tình âm lãnh cười một tiếng, hung hăng ở nữ tử trên người bấm một cái, tựa như đang phát tiết trong lòng vô tận lửa giận. Tiêu Phàm một đám cơm nước no nê, chuẩn bị rời đi tử lâu. Lúc này, tử lâu phía dưới đột nhiên truyền đến một trận tiếng huyên náo, chỉ một lát sau, nguyên bản phi thường náo nhiệt tử lâu, đột nhiên người đi nhà trống, lặng ngắt như tờ. Người đâu? Đi ra tử lâu, đầu trâu mặt ngựa bọn họ lại là phát hiện, không chỉ có tử lâu người không thấy, ngay cả người trên đường phố đều không thấy. Sự tình ra khác thường so có yêu, Kim Long Quỷ Vương cùng Hắc Hổ Quỷ Vương bọn họ không khỏi nhíu mày. Không phải ở đó sao? Đột nhiên, Tiêu Phàm vẻ mặt cười nhạt nhìn xem không trung, 10 điểm bình tĩnh nói. Quả nhiên, đám người theo Tiêu Phàm ánh mắt nhìn tới. Lại là nhìn thấy mấy chục đạo thân ảnh từ phía chân trời bay vụt mà xuống, trong nháy mắt đem bọn hắn vây ở trung ương. Cùng lúc đó, cuối con đường, lại có tốt mấy bóng người đi ra, người cầm đầu mặt lộ hung quang, hận không thể đem đầu trâu mặt ngựa cho ăn sống nuốt tươi. Hiển nhiên, người này không phải người khác, chính là Minh Vô Tình. Ở sau lưng hắn, có hai cái người khoác chiến bào, quanh thân lưu chuyển lên ánh sáng khác thường tu sĩ, tản ra một cỗ khí tức cực kỳ nguy hiểm. Đầu trâu mặt ngựa nhìn thấy điệu bộ này, kém chút liền đứng cũng không vững, nếu như không phải lẫn nhau đỡ lấy, bọn họ đã sớm ngã xuống. Khai Dương Minh Vương, Phá Quân Minh Vương, Kim Long Quỷ Vương con ngươi nhìn chằm chằm Minh Vô Tình sau lưng hai người, thần sắc cũng biến thành hết sức ngưng trọng lên. Cái gì Minh Vương? Tiêu Phàm vẻ mặt không hiểu, nghi hoặc nhìn Kim Long Quỷ Vương nói. Quỷ Khốc Huyên có 10 đại quỷ vương, thần điện có thần điện bát vương. Minh Tuyệt Cốc cũng giống vậy có 7 đại minh vương, thực lực cao thâm mà chắc. Kim Long Quỷ Vương giải thích nói. Cái gì quỷ vương, minh vương, không phải là bán bộ thánh tôn cảnh sao? Tiêu Phàm lại là mặt coi thường nói, trong mắt hắn, những cái kia xưng hào căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì, tối đa cũng liền có thể nói cho hắn có bao nhiêu người mà thôi. Chỉ cần bọn họ không phải thánh tôn cảnh, Tiêu Phàm liền không sợ hãi. Kim Long Quỷ Vương trong lòng hơi rút, có thể lại vô lực phản bác, bất quá hắn vẫn cẩn thận nhắc nhở, đại nhân, đất này Minh Tuyệt Cốc 7 đại minh vương, thực lực rất mạnh. So với kia cái gì thập hung quỷ sát làm sao? Tiêu Phàm hỏi. Kim Long Quỷ Vương không khỏi lau mồ hôi lạnh, đúng vậy a, Tiêu Phàm vừa mới đột phá thánh đế cảnh đỉnh phong, liền dám cùng thập hung quỷ sát chiến đấu, bây giờ tu vi đã thẳng bước bán bộ thánh tôn cảnh, há lại sẽ sợ cái gì 7 đại minh vương? Bọn họ hẳn là cùng thập hung quỷ sát không phân cao thấp. Nghĩ nghĩ, Kim Long Quỷ Vương vẫn là nói. Vậy không phải, Tiêu Phàm bĩu môi, lờ đễnh nói, những ngày qua, các ngươi ở lão sư dưới sự chỉ đạo dù sao cũng hơi tiến bộ a, chờ chút các ngươi một người ngăn lại một cái. Kim Long Quỷ Vương cùng Hắc Hổ Quỷ Vương mặt sạm lại, bọn họ là có chỗ tiến bộ, nhưng tiến bộ cũng không phải như thế rõ rệt a, chỗ nào là đối thủ của đối phương. Vẫn là ta tới đi. Băng Thiền cung chủ trầm ngâm chốc lát, đột nhiên chủ động tiến lên. Kim Long Quỷ Vương cùng Hắc Hổ Quỷ Vương ánh mắt sáng lên, không cần bọn họ xuất thủ, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn nữa. Nhưng mà Tiêu Phàm lại là cho hai người tưới một chậu nước lạnh, chỉ thấy hắn nói, nhường ngươi ứng phó hai cái minh vương,
đây chẳng phải là đại tài tiểu dụng. Kim Long cùng Hắc Hổ hai người đủ để, đầu trâu mặt ngựa, cho bản công tử cút ra đây nhận lấy cái chết. Minh Vô Tình còn chưa tới gần, liền giống như một đầu tóc giận hùng sư, ngửa mặt lên trời gào thét, có thể nghĩ hắn thời khắc này sát ý. Cho tới nay, đều chỉ có hắn có thể hù người khác, chưa bao giờ có người có thể hù hắn. Hôm nay, hắn bị đầu trâu mặt ngựa trước mặt nhiều người như vậy dọa đến hốt hoảng mà chạy, nếu như không đem mặt mũi tìm trở về sau còn thế nào ở cửu u địa ngục lăn lộn. Hắn dù sao cũng là Minh Tuyệt Cốc cốc chủ nhi tử, cái này ném không chỉ có riêng là một mình hắn mặt, còn có Minh Tuyệt Cốc vinh dự. Đầu trâu mặt ngựa nào dám đứng ra, bọn họ không có bị dọa đến tê liệt trên mặt đất đã không tệ. Đồ vô dụng, nhìn thấy Ngưu Đầu Mã diện bộ dáng, Tiêu Phàm không khỏi hung hăng lườm hai người một cái, hai người này quả thực quá mất mặt. Các ngươi nhà tốt xấu cũng thánh đế cảnh đỉnh phong a, chẳng lẽ liền ngẩng đầu ưỡn ngực làm người đều không biết sao? Thật không biết bọn họ tâm tính như vậy, là như thế nào đột phá thánh đế cảnh đỉnh phong. Mấy tức về sau, Minh Vô Tình mấy người đang Tiêu Phàm bọn họ cách đó không xa ngừng lại, cái kia cao gầy nữ tử lại khôi phục ngạo mạn cùng vẻ băng lãnh, nói, Vô Tình công tử để cho các ngươi cút ra đây, chẳng lẽ không nghe thấy sao? Đám người chung quanh thấy thế, không khỏi âm thầm lắc đầu. Những người này cũng là suối quẩy, vậy mà đụng phải Vô Tình công tử, hơn nữa còn dám hù dọa Vô Tình công tử, hôm nay đoán chừng tai kiếp khó thoát. Ai nói không phải đây, Minh Vô Tình có thể là có tiếng Vô Tình, chết ở trên tay hắn tu sĩ đếm không hết, cũng không kém bọn họ mấy cái kia. Các ngươi nhìn Minh Vô Tình sau lưng hai người kia, bậc này khí thế, đoán chừng là bảy đại minh vương bên trong hai cái, những người kia lần này phiền toái. Đám người khe khẽ bàn luận lấy, vẻ mặt đồng tình nhìn xem Tiêu Phàm bọn họ, đáng tiếc, bọn họ lại bất lực. Ở cái này nhược nhục cường thực thế giới, không có ai sẽ đi cứu một kẻ không quen biết, nhất là từ Minh Vô Tình bậc này cường quyền trong tay. Cho rằng không nói lời nào liền có thể tránh thoát một kiếp sao. Cao gầy nữ tử cười lạnh không thôi, tựa như đã thấy Tiêu Phàm bọn họ tử vong một màn. Tiêu Phàm nghe vậy, lông mày hơi nhíu, trên đời này tại sao có thể có chán ghét như vậy nữ tử đây? Lãnh đạm quét Minh Vô Tình bọn họ một cái, Tiêu Phàm liền không tiếp tục để ý, quay người hướng một phương hướng khác đi, hoàn toàn là Minh Vô Tình bọn họ không tồn tại. Một màn này, để đám người trợn tròn mắt. Bọn họ nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, tỉ như Tiêu Phàm bọn họ nhấc chân chạy, tỉ như bọn họ quỳ xuống dập đầu cầu xin tha thứ, các loại. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, Tiêu Phàm bọn họ vậy mà lại triệt để không nhìn Minh Vô Tình bọn họ. Ngay cả Minh Vô Tình bọn họ cũng ngây tại chỗ, bọn họ đã làm xong đổ sát một trận chuẩn bị, nhưng ai biết, đối phương căn bản không để ở trong lòng. Như vậy cũng tốt so có người giơ một cây đao khung ở cổ của đối phương bên trên, nhưng đối phương lại như không có chuyện gì xảy ra rời đi. Bọn họ liền tựa như một đám hề, đang tự mình biểu diễn. Đại ca, người như thế nào đi nữa cũng cần phải sợ hãi một cái đi. Bọn họ làm sao biết? Cái gì sợ hãi, ở Tiêu Phàm trong từ điển, là không tồn tại. Chí ít đối mặt cùng giai tu sĩ, hắn cho tới bây giờ không biết cái gì gọi là sợ hãi. Đầu trâu mặt ngựa tự nhiên là ước gì đi theo Tiêu Phàm rời đi, bọn họ cũng không muốn chết ở chỗ này. Muốn chết, cao gầy nữ tử tức giận, dẫn đầu lao đến, thánh đế cảnh đỉnh phong khí thế còn giống như là thủy triều vọt tới. Ồn ào. Mắt thấy cao gầy nữ tử sắp tới gần Tiêu Phàm bọn họ thời khắc, Tiêu Phàm đột nhiên quay người, hai mắt quét ngang, đưa tay nhẹ nhàng vung lên. Ba, một tiếng vang giòn truyền ra, lại là hư không đột ngột xuất hiện một đạo linh hồn trưởng cương, hung hăng quất vào cao gầy nữ tử trên người, nữ tử chỗ nào chịu được một trưởng này, thân thể giống như diều bị đứt dây một dạng bay ngược mà ra. Sau đó trọng trọng đập trên mặt đất, trên người linh hồn chi lực bắt đầu sao động bất an. Tựa như tùy thời có thể nổ tung một dạng. Ta không ưa thích đánh nữ nhân. Tiêu Phàm chậm rãi mở miệng, đột nhiên lời nói xoay chuyển nói, nhưng là, người thực rất thiếu ăn đòn. Nói xong, Tiêu Phàm ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén rất nhiều, ánh mắt bên trong trán phóng sát mang. Người ở ngoài xa nhìn thấy Tiêu Phàm ánh mắt, không khỏi dùng mình một cái. Kim Long Quỷ Vương bọn họ những thứ này biết Tiêu Phàm người đều biết rõ, Tiêu Phàm đã tức giận. Một khi Tiêu Phàm tức giận, tất nhiên có người phải xui xẻo. Bọn họ thế nhưng là biết rõ,
Tiêu Phàm dựa vào sức một mình, chém giết bán bộ thánh tôn cảnh bên trong cường giả băng tàm vương. Mặc dù có trận pháp phụ trợ, nhưng điều này nói rõ Tiêu Phàm quả thật có đơn giết bán bộ thánh tôn cảnh thực lực. Hơn nữa, mấy tháng này, Tiêu Phàm lại có chỗ tiến bộ, cho dù là Kim Long Quỷ Vương cùng Hắc Hổ Quỷ Vương đều nhìn không thấu Tiêu Phàm mảy may. Đồ chán sống, liền bản công tử người đều dám đánh. Minh Vô Tình kinh ngạc chỉ chốc lát sau lấy lại tinh thần, lập tức sát khí nặng nề nhìn xem Tiêu Phàm nói. Người động một cái thử xem. Tiêu Phàm con người phát lạnh, sắc bén con người giống như bén nhọn thần kiếm một dạng đâm về phía Minh Vô Tình. Minh Vô Tình chỉ cảm thấy ngực run lên, trong nháy mắt khắp cả người phát lạnh, đến miệng bên cạnh ngoan thoại, không khỏi nén trở về. Công tử, loại này run rế cũng không nhọc đến phiền ngài động thủ, giao cho chúng ta a. Lúc này, Minh Vô Tình bên người một cái huyết bào nam tử mở miệng. Hắn toàn thân chán phóng huyết sắc vũ khí, đó là thực chất hóa sát khí. Không muốn biết giết bao nhiêu người, mới có thể ngưng tụ nhiều như vậy sát khí. Chỉ thấy hắn một bước tiến lên, đại địa đều mãnh liệt run bỗng nhúc nhích, liều lĩnh khí thế bay thẳng Tiêu Phàm bọn họ mà đến. Đại nhân, phá quân Minh Vương, để ta đến đối phó. Hắc Hổ Quỷ Vương mặt âm trầm tiến lên, mặc dù hắn không có quá nhiều nắm chắc ứng phó huyết bào nam tử, cũng chính là phá quân Minh Vương. Nhưng hắn vẫn là dứt khoát tiến lên. Hắn đứng ở bán bộ thánh tôn cảnh đã không biết bao nhiêu vạn năm, một mực không có quá nhiều tiến bộ, cũng là bởi vì thiếu khuyết khiêu chiến. Những ngày qua, cùng Tiêu Phàm cùng một chỗ, tâm tính của hắn cũng có biến hóa. Chí ít, nếu như bình thường, hắn là tuyệt đối không có khả năng đứng ra, nhưng bây giờ, hắn lại không chút do dự. Hắc Hổ Quỷ Vương, phá quân Minh Vương hơi sững sờ, trên mặt lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Hiển nhiên. Từ xuất hiện đến bây giờ, hắn đều không có nhìn Tiêu Phàm người bên cạnh một cái, hắn không nghĩ tới, Tiêu Phàm bên người vậy mà lại có quỷ vương cấp bậc tồn tại. Liền bằng ngươi cũng ngăn được bổn vương, phá quân Minh Vương khẽ cười một tiếng, mặc dù cùng là bán bộ thánh tôn cảnh, nhưng hắn vẫn đối với mình tràn đầy tự tin, hoặc có lẽ là, hoàn toàn khinh thường phá quân Minh Vương. Không thử một chút làm sao biết đây, Hắc Hổ Quỷ Vương trầm giọng nói. Ngay sau đó đạp không mà lên, hướng về không trung bay đi. Kim Long, nói như vậy, Bắc Linh Thành là có thể đánh nhau đúng không? Tiêu Phàm đột nhiên không giải thích được hỏi. Kim Long Quỷ Vương khóe miệng hơi rút, tình cảm ngươi vừa rồi một bàn tay quất bay nữ tử kia, không tính là đánh nhau sao? Có thể, thiên thượng linh phong người sẽ không ngăn cản, bất quá, hủy diệt tất cả, nhất định phải tăng gấp đôi bồi thường cho thiên thượng linh phong. Kim Long Quỷ Vương vẫn là như thật nói ra. Do ai bồi, Tiêu Phàm sửng sốt một chút, nhìn thấy Kim Long Quỷ Vương nghi hoặc, hắn lại bổ sung một câu, thắng phương, vẫn là phe thua. Người nào thua, liền từ ai tới bồi. Kim Long Quỷ Vương thở sâu. Cho dù là hắn, kỳ thật cũng không coi trọng bọn họ một phương có thể thắng, có thể Tiêu Phàm ngữ khí, lại là tràn đầy vô địch tự tin, cái này khiến hắn 10 điểm hoài nghi. Vậy ta an tâm. Tiêu Phàm thở phào một hơi, tựa như trong lòng tảng đá lớn buông xuống một dạng. Đám người nghe vậy, không khỏi lộ ra vẻ cổ quái. Ngươi nha, chẳng lẽ ngươi còn tưởng rằng ngươi có thể thắng được Minh Vô Tình một phương hay sao? Phải biết, bọn họ một phương thế nhưng là có hai đại Minh Vương a. Nhưng mà, tiếp xuống một câu, lại là làm cho tất cả mọi người hít vào ngụm khí lạnh. Nếu là có thể giết người, vậy thì càng tốt hơn. Tiêu Phàm lại bình tĩnh bổ sung một câu, sau đó phóng ra bước chân, hướng về Minh Vô Tình đi đến. Giết người, chẳng lẽ hắn còn muốn giết chết Minh Vô Tình sao? Đám người nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt cũng hoàn toàn khác biệt, người trẻ tuổi kia nhìn qua phong khinh vân đạm, hoàn toàn không giống như là khẩu xuất cuồng ngôn người. Nhưng đám người vẫn như cũ không tin, nếu như Minh Vô Tình là người bình thường, giết cũng liền giết. Phổ thông linh hồn chi thể ở cửu u địa ngục khắp nơi đều là, không có ai sẽ quan tâm một cái bình thường linh hồn chi thể chết đi, nói câu khó nghe, cửu u địa ngục mỗi ngày tử vong linh hồn cũng không biết có bao nhiêu ức. Tiểu tử, cẩn thận họa từ miệng mà ra, lúc này, Minh Vô Tình bên người một cái khác người khoác chiến bào màu vàng óng lão giả híp hai mắt đi ra. Nói xong, tốc độ của hắn bỗng nhiên tăng lên, tại nguyên chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh, hướng về Tiêu Phàm đánh tới. Oanh, gần như đồng thời,
Tiêu Phàm sau lưng Kim Long Quỷ Vương liền xông ra ngoài, chặn lại cái kia Kim Bảo lão giả công kích, hét giận dữ nói, Khai Dương Minh Vương, đối thủ của ngươi là ta. Ngay sau đó, Kim Long Quỷ Vương gắt gao cuốn lấy Khai Dương Minh Vương, không cho hắn ứng phó Tiêu Phàm cơ hội. Tiêu Phàm thấy thế, chỉ là nhàn nhạt liếc qua, tựa như đã sớm đoán được kết quả như vậy. Ngươi còn có người sao? Tiêu Phàm coi thường lấy Minh Vô Tình, dưới chân căn bản không hề dừng lại một chút nào. Hắn tựa như ở dạo bước, có thể mỗi phóng ra một bước, hắn khí thế trên người liền cường đại mấy phần, 10 điểm có cảm giác tiết tấu, chung quanh hư không cũng bắt đầu lay động. Làm cỗ khí thế kia tới gần Chớ Vô Tình thời khắc, Chớ Vô Tình thân thể không tự chủ được hướng phía sau thối lui, trên mặt lộ ra một tia vẻ sợ hãi. Đám người thấy thế, trong lòng bỗng nhiên rung rung, vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, nhao nhao suy đoán lên Tiêu Phàm thân phận. Bằng vào khí thế, liền có thể đánh bay Thánh Đế cảnh đỉnh phong, như thế nào bình thường thế hệ. Minh Vô Tình rất nhanh tỉnh táo lại, nghĩ đến bản thân vừa rồi sợ hãi của nội tâm, không khỏi lộ ra vẻ áo não. Giết hắn cho ta, chỉ một thoáng, Minh Vô Tình vung lên tay phải, dày đặc khí lạnh phẫn nộ quát. Giết, hắn một đám thuộc hạ nghe vậy, nơi nào còn dám chần chờ, bình thường bọn họ đi theo Minh Vô Tình cũng là làm mưa làm gió, bọn họ cũng rất hiểu Minh Vô Tình tính cách. Nếu như làm trái tính cách của hắn, tuyệt đối sẽ để bọn họ sống không bằng chết. Đáng tiếc, bọn họ đánh giá quá thấp Tiêu Phàm thực lực, cho rằng quần công Tiêu Phàm liền có thể giết chết hắn. Rất lâu không giết người, Tiêu Phàm bẻ bẻ cổ, liếm môi một cái. Phối hợp cái kia tà tà nụ cười, để cho người ta dễ dàng đem hắn cảm nghĩ trong đầu thành sát nhân cuồng ma. Rất lâu không giết người, Băng Thiền Cung chủ nghe được lời nói của Tiêu Phàm, trong lòng âm thầm nói thầm, hóa ra ngươi giết Băng Tảm Vương, không tính là người. Trong lúc hô hấp, cái kia hơn 10 người liền đã tới Tiêu Phàm cách đó không xa, tất cả đều bộc phát ra toàn bộ lực lượng, điên cuồng mà hướng về Tiêu Phàm nổi giận chém đến. Tu La Đại Thế Giới. Gần như đồng thời, Tiêu Phàm trong lòng khẽ nói một tiếng, một cái huyết sắc tuyển qua lấy hắn làm trung tâm bỗng nhiên quét sạch mà ra, sao phương viên hơn 10 dặm phương vị bên trong, tất cả đều bao phủ ở bên trong. Vây công hắn hơn 10 người, trong nháy mắt bị huyết sắc tuyển qua bao phủ, tất cả mọi người bọn họ đều không hẹn mà cùng đình chỉ động tác trong tay, con của bọn hắn kịch liệt run rẩy, tựa như gặp được cái gì đồ sợ hãi. Một sát na này, thời không dường như đứng im một dạng. Sau một khắc, theo một mảnh hít vào khí lạnh thanh âm vang lên, bốn phía vây xem tu sĩ tất cả đều trợn to hai mắt, trợn mắt hốc mồm nhìn xem không trung. Phốc phốc, từng tiếng giòn vang truyền ra, mấy chục cái Thánh Đế cảnh cường giả, đồng thời nổ tung, hóa thành cuồn cuộn linh hồn năng lượng mãnh liệt tứ phương. Ngay sau đó, Tiêu Phàm sau lưng ẩn ẩn hiện ra một đạo hắc ảnh, mở ra miệng to như chậu máu, đem tất cả linh hồn năng lượng tất cả đều nuốt xuống. Mấy tức về sau, huyết sắc tuyền qua biến mất, hư không khôi phục lại bình tĩnh, tựa như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Chỉ là, Minh Vô Tình cái kia mấy chục cái thuộc hạ, lại đều biến mất hết, một người sống đều không có. Minh Vô Tình toàn thân run rẩy kịch liệt lấy, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Nhưng Tiêu Phàm cũng không có buông tha hắn dự định, từng bước một hướng về hắn đi tới. Ngươi muốn làm gì? Minh Vô Tình hoảng sợ nhìn xem Tiêu Phàm, không ngừng hướng phía sau thối lui. Bên người hắn cao gầy nữ tử cũng rốt cục ổn định linh hồn chi thể, cùng Minh Vô Tình đứng chung một chỗ, ánh mắt bên trong đều là vẻ sợ hãi. Tiêu Phàm không nói, chỉ là đi từng bước một lấy, nhưng cũng chính là hắn trầm mặc, mang cho Minh Vô Tình áp lực thực lớn. Thân là Minh Tuyệt Cốc cốc chủ nhi tử hắn, cho tới bây giờ đều không có sợ hãi như vậy qua. Vô Tình công tử thế nhưng là Minh Tuyệt Cốc cốc chủ con trai trưởng, người nếu dám tổn thương hắn, người cũng không sống nổi. Cao gầy nữ tử chỉ có thể vững vàng ôm Minh Vô Tình đùi. Ba, lời còn chưa dứt, Minh Vô Tình đột nhiên đưa tay, hung hăng một tát ở cao gầy nữ tử trên mặt, cao gầy nữ tử vừa mới ổn định linh hồn chi thể, lại suýt chút nữa nổ tung. Đều tại ngươi tiện nhân này, nếu như không phải ngươi khuyến khích ta, ta như thế nào lại đắc tội bọn họ? Minh Vô Tình biểu tình dữ tợn, tức giận hướng về cao gầy nữ tử. Hiện tại, hắn chỉ có ở cao gầy nữ tử trên người mới có thể phóng thích nội tâm sự sợ hãi ấy. Đồng thời hắn cũng muốn ma diệt Tiêu Phàm lửa giận, nhưng hắn buông tha mình.
nhưng Tiêu Phàm căn bản không có để ý tới hắn, sát ý cũng không giảm mảy may. Minh Vô Tình, người tham sống sợ chết làm cái gì, hắn không dám giết ngươi, ngươi thế nhưng là Minh Tuyệt Cốc chủ nhi tử. Cao gầy nữ tử bưng bít lấy nóng hừng hực khuôn mặt, vẻ mặt oán độc nhìn xem Tiêu Phàm. Bình thường Minh Vô Tình biết bao sủng hạnh nàng, nhưng bây giờ, vậy mà trước mặt nhiều người như vậy phiến nàng một bàn tay, cái này khiến nội tâm nàng lửa giận triệt để đốt. Nhưng nàng làm sao biết, giống Minh Vô Tình dạng người này, lại làm sao có thể sẽ trọng cảm tình đây? Nàng câu nói này, cũng triệt để đốt lên Minh Vô Tình lửa giận. Tiện nhân, đi chết! Minh Vô Tình nổi giận gầm lên một tiếng, lại một cái tát phiến ra. Cao gầy nữ tử linh hồn chi thể vốn liền bắt đầu tan rã, chỗ nào chịu được hắn công kích. Chỉ nghe thấy oanh một tiếng nổ vang, cao gầy nữ tử linh hồn chi thể triệt để nổ tung, cái gì đều không lưu lại. Nàng nằm mơ đều không nghĩ đến, bình thường như thế cưng chiều bản thân Minh Vô Tình, vậy mà dễ dàng như vậy liền giết nàng, không thể không nói đây là một loại rất lớn châm chọc. Nàng không biết là, Minh Vô Tình giết người vô số, hắn biết rõ kẻ giết người cái kia vô tình ánh mắt kia, cùng Tiêu Phàm ánh mắt cơ hồ giống như đúc. Giờ khắc này, hắn nơi nào còn dám lấy Minh Tuyệt Cốc chủ nhi tử tự cho mình là. Nếu như chọc giận Tiêu Phàm, hắn càng thêm sẽ giết rơi bản thân. Một người chân chính lúc giết người, bình thường đều sẽ đánh mất lý trí, điểm này, Minh Vô Tình so với ai khác đều biết. Ngươi như vậy sợ chết sao? Tiêu Phàm cuối cùng mở miệng, lạnh lùng nhìn xem Minh Vô Tình. Đối loại này vô tình vô nghĩa, tham sống sợ chết người, Tiêu Phàm đánh trong đáy lòng xem thường, dù cho giết hắn, đều cảm thấy bẩn tay của mình. Là, ta sợ chết, Minh Vô Tình đầu giống như gà con mổ thóc một dạng điểm cái khác biệt, cũng không có cảm thấy cái này đến cỡ nào xấu hổ. Ngươi lúc giết người, có suy nghĩ hay không người khác cũng sẽ sợ chết. Tiêu Phàm lại hỏi, Minh Vô Tình con người hơi hơi co rụt lại, sau đó nhấc chân chạy. Thân làm thường xuyên kẻ giết người, hắn tự nhiên biết rõ Tiêu Phàm lời nói bên trong ý tứ, người giết người, là sẽ không cân nhắc người khác sẽ hay không sợ chết. Cũng tỉ như hiện tại, cho dù hắn Minh Vô Tình sợ chết, Tiêu Phàm cũng sẽ không chút do dự giết hắn. Giờ phút này nếu như không trốn, hắn liền trốn không thoát. Nhìn thấy Minh Vô Tình chạy trốn. Tiêu Phàm đôi mắt hiện lên vẻ ác liệt chi quang, Tu La kiếm chẳng biết lúc nào xuất hiện trong tay hắn. Hỗn độn trảm thiên kiếm, một tiếng khẽ nói, Tiêu Phàm huy động trong tay Tu La kiếm, chỉ thấy một đạo giải lụa màu xám hét giận dữ mà ra, hư không đều bị một kiếm này chia làm hai nửa. Đám người nhìn thấy một màn này, cũng là kinh hãi không thôi. Chẳng lẽ hắn thật muốn giết Minh Vô Tình hay sao? Có người lên tiếng kinh hô. Minh Vô Tình, đây chính là Minh Tuyệt Cốc cốc chủ nhi tử a, ngươi nếu giết hắn, cửu u địa ngục liền lại không ngươi nơi sống yên ổn. Cứu ta, Minh Vô Tình dọa đến giống to không thôi, giờ phút này, hắn hy vọng nhường nào bản thân mang nhiều mấy người tới đây, cái kia liền sẽ không chết ở chỗ này. Dừng tay, không trung, Khai Dương Minh Vương cùng Phá Quân Minh Vương đồng thời gầm thét, bọn họ đem hết toàn lực đáp xuống, vừa vặn hình gắt gao bị Kim Long Quỷ Vương cùng Hắc Hổ Quỷ Vương quấn lấy. Nếu như Minh Vô Tình chết ở bọn họ không coi vào đâu, bọn họ cũng tất nhiên sống không được, Minh Tuyệt Cốc chủ là không thể nào buông tha bọn họ. Nhưng bọn họ muốn ngăn cản, cũng căn bản không còn kịp rồi. Hai người chỉ có thể hung tợn nhìn xem Tiêu Phàm, bọn họ âm thầm thề, nhất định phải diệt tiểu tử này. Cũng mọi người ở đây kinh hãi thời khắc, hư không đột nhiên lại tách ra một đạo kiếm mang, cùng Tiêu Phàm kiếm khí đụng vào nhau. Hai đạo kiếm mang tại hư không đồng thời nở rộ, hóa thành vô số lợi kiếm bay vụt tứ phương, giống như ngàn vạn pháo hoa nở rộ đồng dạng, chói lọi, sáng chói, đoạt người nhãn cầu. Ai, đám người kinh ngạc, là ai ở thời điểm then chốt này, cứu Minh Vô Tình? Chỉ thiếu một chút xíu, Minh Vô Tình liền thật đã chết rồi a. Minh Vô Tình dọa đến toàn thân không ngừng run rẩy, thân thể có chút như nhũn ra, nếu như là thân thể máu thịt. Đoán chừng đã sớm dọa đến tè ra quần. Ở bên cạnh hắn, xuất hiện một cái hắc bào nhân toàn thân bao phủ ở áo bào đen bên trong, quanh thân lượn lờ từng đạo sương mù màu đen, thấy không rõ mảy may. Bất quá, Minh Vô Tình nhìn thấy hắc bào nhân thời khắc, lại là biểu tình sợ hãi lẫn vui mừng, giống như một đầu tóc cuồng dã thú,
lạnh lùng hướng về Tiêu Phàm giận dữ hét, Thần Phong Minh Vương, giết hắn cho ta, giết hắn. Thần Phong Minh Vương, Tiêu Phàm lông mày hơi nhíu, Minh Vương thực lực cấp bậc, hắn cũng không dám khinh thị, nhất định phải toàn lực ứng phó. Nhưng mà nhường hắn ngoài ý muốn là, cái kia Thần Phong Minh Vương vậy mà không có nghe Tử Minh Vô Tình lời nói, ngược lại khuyên nhủ đi thôi, người không giết được hắn. Nói xong, Thần Phong Minh Vương quay người liền hướng lấy nơi xa đi đến. Đám người hơi sững sờ, ngay sau đó nhìn thật sâu Tiêu Phàm một cái, bọn họ không biết vì sao Thần Phong Minh Vương sẽ nói ra lời như vậy, nhưng bọn hắn tất cả đều trước tiên tin tưởng. Thần Phong Minh Vương, người thế nhưng là đệ nhất Minh Vương, làm sao có thể giết không chết hắn? Minh Vô Tình tràn ngập sự không cam lòng, nhìn qua Thần Phong Minh Vương bóng lưng giận dữ hét. Thần Phong Minh Vương chưa từng ngừng bước, cũng không quay đầu lại nói, ta đáp ứng phụ thân ngươi trông nom ngươi một hai, vừa rồi cứu ngươi một lần, cũng không đại biểu, ta sẽ cứu ngươi lần thứ hai, tự giải quyết cho tốt. Dứt lời, Thần Phong Minh Vương trong nháy mắt tại chỗ biến mất, không thấy bóng dáng. Tiêu Phàm nhìn qua Thần Phong Minh Vương bóng lưng rời đi, không khỏi nhíu mày, rất quen thuộc bóng lưng, làm sao cảm giác ở nơi nào nhìn thấy qua đây. Nhìn qua Thần Phong Minh Vương bóng lưng, Tiêu Phàm thật lâu thất thần. Hắn luôn cảm giác, tấm lưng kia phảng phất tại trong mộng nhìn thấy qua, nhưng hắn rất cảm thấy quen thuộc, nhưng lại cực kỳ lạ lẫm. Loại này cảm giác phức tạp, Tiêu Phàm còn là lần đầu tiên gặp được. Chỉ chốc lát sau, Tiêu Phàm mới tập trung ý chí, đáng tiếc, Minh Vô Tình đã trốn không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cho dù Minh Vô Tình không trốn, Tiêu Phàm cũng sẽ không tiếp tục xuất thủ, cái kia Thần Phong Minh Vương nếu như cũng đã xuất thủ, vậy hắn tuyệt đối là sẽ không trơ mắt nhìn xem Minh Vô Tình chết ở chỗ này. Không chung, Phá Quân Minh Vương cùng Khai Dương Minh Vương cũng lấy lại tinh thần đến, vội vàng đi theo Minh Vô Tình rời đi. Đến đây, sự tình tạm thời có một kết thúc, đám người chung quanh lại là thật sâu nhớ kỹ Tiêu Phàm khuôn mặt. Một cái dám trước mặt nhiều người như vậy giết Minh Vô Tình, trong thiên hạ, thật đúng là không có mấy cái. Đám người trong lòng âm thầm thề, về sau tốt nhất vẫn là không nên đắc tội tên sát tinh này, miễn cho gây nên họa sát thân. Sư tôn uy vũ, Như Hi cái thứ nhất nhảy cẫng hoan hô, nhìn thấy Minh Vô Tình chiếm được quả báo trừng phạt, nàng bực bội trong lòng lập tức tiêu tán không ít. Kim Long Quỷ Vương cùng Hắc Hổ Quỷ Vương hai người nhìn thật sâu Tiêu Phàm một cái, Tiêu Phàm vừa rồi một kích kia miểu sát mấy chục cái thánh đế cảnh cường giả một màn, vẫn như cũ rõ ràng in vào trong đầu của bọn hắn. Lúc này, đám người tán đi, Tiêu Phàm một chuyến lách qua đám người, tùy ý tìm một cái địa phương ở lại. Bất quá, Tiêu Phàm nhưng vẫn mất hồn mất vía, trong đầu một mực hồi tưởng lại Thần Phong Minh Vương bóng lưng, có thể cho dù hắn suy nghĩ nát óc, cũng không biết người này là ai. Một cái quen thuộc mà xa lạ người, Tiêu Phàm cho cái kia Thần Phong Minh Vương định thân phần, đáng tiếc, hắn không nhìn thấy Thần Phong Minh Vương khuôn mặt, bằng không mà nói, hắn tin tưởng mình nhất định có thể đủ nhận ra. Được rồi, nghĩ không ra liền đừng nghĩ, Tiêu Phàm âm thầm lắc đầu. Hắn tới nơi này, thế nhưng là tham gia Thiên Thượng Linh Phong Linh Hội, muốn ở Linh Hội bên trong chiếm lấy hơi tốt thứ tự, bản thân còn phải tỉ mỉ chuẩn bị một phen mới được. Tiêu Phàm để đầu trâu mặt ngựa đi tìm hiểu Linh Hội cụ thể tin tức, về phần hắn bản thân, lại tiến nhập trạng thái nhập định, luyện hóa hôm nay cắn nuốt cái kia mấy chục cái thánh đế cảnh đỉnh phong lực lượng linh hồn. Mấy canh giờ xuống tới, cỗ lực lượng kia liền toàn bộ bị Tiêu Phàm luyện hóa hầu như không còn. Còn kém một chút xíu, liền có thể đột phá bán bộ thánh tôn cảnh, chẳng lẽ nhất định phải tham gia Thiên Thượng Linh Phong sao? Tiêu Phàm mở hai mắt ra, trên mặt lộ ra nụ cười khổ sở. Hắn hiện tại chỉ muốn tăng cao tu vi, về phần tu luyện cổ pháp, hắn căn bản không có quá nhiều hứng thú. Hiện tại hắn tu luyện 3000 thế giới, hỗn độn trảm thiên kiếm, cùng trảm hồn thất ma đao đã hoàn toàn đủ. Chủ yếu nhất là, hắn cổ pháp cơ hồ tất cả đều đến từ tu la truyền thừa, có thể hắn hiện tại linh hồn cấp độ, ở tu la truyền thừa bên trong căn bản tìm không thấy tốt hơn cổ pháp. Chỉ có đột phá bán bộ thánh tôn cảnh, có lẽ có cơ hội thức tỉnh càng nhiều tu la truyền thừa, đến lúc đó, hắn liền có lựa chọn tốt hơn. Thôi, tất nhiên nhất định phải tham gia linh hội, vậy là tốt rồi, xin chuẩn bị một phen a. Tiêu Phàm ánh mắt lập lòe. Nhưng làm trong đầu hắn hiện lên nguyên một đám thần điêu bộ dáng lúc, hắn lại có chút mờ mịt, thật sự là có thể điêu khắc thần điêu nhiều lắm,
hắn căn bản không biết điều cái gì tốt nhất. Không biết đầu trâu mặt ngựa bọn họ tìm hiểu tin tức như thế nào. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm đẩy cửa phòng ra đi ra ngoài. Bọn họ chỗ ở tiểu viện là một tòa sân độc lập, đầu trâu mặt ngựa bọn họ liền ở tại một bên, thời gian dài như vậy, bọn họ cũng cần phải trở về. Đại nhân, Tiêu Phàm vừa mới đẩy cửa đi ra ngoài, một đạo thanh âm dồn dập đột nhiên từ ở ngoài viện truyền đến, lại là đầu trâu mặt ngựa hai người thở hổn hển chạy vào. Lúc này, Như Hy cùng Băng Thiền cung chủ bọn họ cũng đẩy cửa phòng ra đi ra. Chuyện gì vội vã như vậy? Tiêu Phàm khẽ cau mày nói, để cho các ngươi tìm hiểu tin tức, vậy mà đến bây giờ mới trở về, cái này hiệu suất làm việc cũng quá thấp. Đại nhân, đầu trâu miệng đắng lưỡi khô, vẫn như trước thập phần hưng phấn nói, vừa mới chúng ta nhìn thấy Vân Linh lão nhân hình chiếu, cho nên muộn như vậy mới trở về. Vân Linh lão nhân, Tiêu Phàm mắt lộ vẻ kinh ngạc. Vân Linh lão nhân là ai? Đây chính là thiên thượng linh phong phong chủ A, cơ hồ có thể được xưng là cửu u địa ngục người thứ nhất. Nhân vật như vậy, hắn hình chiếu làm sao sẽ tùy tiện xuất hiện ở Bắc Linh Thành đây? Chẳng lẽ đầu trâu nói láo, đó là càng thêm không thể nào? Đúng vậy, Vân Linh lão nhân bố trí một cái trận pháp, tên là Chư Thiên Tinh Đấu Trận, ở bốn đại linh thành đều lưu lại một cái vào trận quang môn, bất luận kẻ nào đều có thể xông trận. Phàm là có thể kiên trì thời gian 10 hơi thở, liền có thể xem lễ 2 tháng sau linh hội. Mặt ngựa lại đoạt đầu trâu lời nói. A, Tiêu Phàm hơi nhíu mày. Chỉ cần kiên trì thời gian 10 hơi thở, liền có thể xem lễ linh hội, yêu cầu này cũng quá thấp rồi a hát. Bất quá Tiêu Phàm lại không cho rằng như vậy, lấy Vân Linh lão nhân địa vị và thực lực, bố trí trận pháp, nghĩ đến sẽ không quá đơn giản. Có thể kiên trì thời gian 10 hơi thở. Không thể nói trước ít nhất cũng phải thánh đế cảnh. Chúng ta hai người đi xông trận pháp, đều giữ vững được 20 cái hô hấp trở lên, đã có xem lễ linh hội tư cách. Đầu trâu cũng thập phần hưng phấn nói, đung đưa trong tay một mai bạch sắc ngọc bài, đây là xem lễ linh hội tư cách. Tiêu Phàm lại là khinh bỉ nhìn hai người một cái, các người dù sao cũng là thánh đế cảnh đỉnh phong tốt ha, kiên trì 20 cái hô hấp trở lên thời gian, tất yếu như thế kiêu ngạo cùng hưng phấn sao. Đại nhân, nghe nói cái kia trận pháp 10 điểm gian nan, chí ít cũng phải thánh đế cảnh hậu kỳ, mới có thể kiên trì 10 cái hô hấp. Mặt ngựa cũng 10 điểm kiêu ngạo nói ra. Đại nhân không phải muốn tham gia linh hội sao? Lần này linh hội, lại định một cái quy củ mới. Đầu trâu vừa tiếp tục nói, chỉ có thể kiên trì thời gian uống cạn nửa chén trà người, mới có thể có được tham gia linh hội tư cách. Tiêu Phàm nghe vậy, trong lòng ngược lại hơi nghi hoặc một chút. Đầu trâu mặt ngựa bọn họ đường đường thánh đế cảnh đỉnh phong, đều chỉ có thể kiên trì 20 cái hô hấp. Muốn kiên trì thời gian uống cạn nửa chén trà, làm sao cũng phải bán bộ thánh tôn cảnh rồi a hát. Chẳng lẽ tất cả tham gia linh hội người, đều phải là bán bộ thánh tôn cảnh. Nhưng nếu như đột phá bán bộ thánh tôn cảnh, lại tiến vào thiên nguyên linh phong tu luyện, cũng không có hiệu quả gì a, cũng không thể nghĩ đến mượn dùng thiên nguyên linh phong đột phá thánh tôn cảnh a. Linh hội tất nhiên cùng thần điêu có quan hệ, vậy cái này trận pháp, hơn phân nửa liền cùng thần văn có liên quan rồi. Tiêu Phàm trong lòng nghĩ thầm. Chỉ có lời giải thích này, mới phù hợp linh phong tuyển bạt tư cách, dù sao, thần văn chỗ huyền diệu, có thể chưa chắc là thánh đế cảnh đỉnh phong liền có thể hiểu. Trong lúc nhất thời, Tiêu Phàm hướng về phía Chư Thiên Tinh đấu trận cũng hứng thú, một cái có thể khảo nghiệm tu sĩ trận pháp, cũng không đơn giản. Mặt khác, Tiêu Phàm cũng là nóng lòng không đợi được, hắn cũng muốn biết, cửu u địa ngục thần văn chi thuật người thứ nhất, ở trận pháp áo nghĩa phương diện thực lực lại như thế nào. Mọi người có hứng thú hay không đi xông vào một lần Chư Thiên Tinh đấu trận? Tiêu Phàm cười nhìn lấy chúng nhân nói, muốn đi theo ta đi. Không đợi đám người phản ứng, Tiêu Phàm liền dẫn đầu đạp không mà lên. Bắc Linh Thành, một mảnh rộng rãi quảng trường phía trên. Làm Tiêu Phàm bọn họ đến thời điểm. Sớm đã kín người hết chỗ, người ta tấp nập. Ở trong sân rộng van xin, có một cái phương viên mười mấy trượng ngọc đài phía trên, lấp lóe lấy bạch sắc quang mang ngưng tụ thành một vòng xoáy khổng lồ. Giờ phút này, đang có không ít tu sĩ đạp không mà lên, nhanh chóng hướng về quang chi vòng xoáy bay đi, hiển nhiên, đây chính là Chư Thiên Tinh đấu trận vào trận quang môn. Đồng thời, quang môn một bên khác, cũng có rất nhiều tu sĩ thỉnh thoảng bay ngược mà ra, sắc mặt tái nhợt hết sức. Ha ha, ta
ta giữ vững được 10 hơi thời gian, chiếm được linh hội xem lễ tư cách. Kém một chút, chỉ có 9 cái hô hấp, ta muốn một lần nữa. Lại đến cũng vô dụng, ngươi lại không hiểu thần văn, căn bản không có khả năng kiên trì 10 cái hô hấp, coi như ngươi thực lực có mạnh hơn nữa đều vô dụng. Đám người thần sắc khác nhau, có người kích động, có người thất lạc, cũng có người cười trên nỗi đau của người khác. Tiêu Phàm bọn họ vẻ mặt kinh dị nhìn xem một màn này, có một ít thánh đế cảnh trung kỳ người, ngược lại giữ vững được thời gian 10 hơi thở, ngược lại có một ít thánh đế cảnh đỉnh phong tu sĩ, lại vẻn vẹn giữ vững được 2 thời gian 3 hơi thở. Khó trách đầu trâu mặt ngựa bọn họ kích động như thế, có thể kiên trì hơn 20 cái thời gian hô hấp, bọn họ xác thực tính lợi hại. Cái này chư thiên tinh đấu trận, cũng không phải là thực lực quyết định tất cả, còn cần một chút đối thần văn tạo nghệ, đương nhiên cũng chưa chắc không bao hàm vận khí thành phần ở bên trong. Các ngươi nhìn, đây không phải là Nguyệt Nhai công tử sao? Ta nhớ được hắn là một canh giờ tiến lên đi a, vậy mà hiện tại mới ra ngoài. Vậy ngươi cũng không nhìn một chút Nguyệt Nhai công tử thân phận bực nào, đây chính là thiên thượng linh phong tiếp cận nhất phong chủ cấp bậc nhân vật, đừng nói một canh giờ, chính là kiên trì một ngày, ta đều tin tưởng. Nguyệt Nhai công tử thực lực quả thật không tệ, bất quá hắn ở thần văn phía trên tạo nghệ càng sâu, dù sao, hắn nhưng là Vân Linh lão nhân thân truyền đệ tử. Ánh mắt của mọi người đột nhiên toàn bộ đều không hẹn mà cùng hội tụ ở một cái người khoác xanh nhạt bào trung niên nam tử trên người, đôi mắt đều là vẻ kính sợ. Trung niên nam tử khí độ phi phàm, một bộ xanh nhạt bào thánh khiết hoàn mỹ, trán phong óng ánh quang huy, làm nổi bật lên kỳ suất bụi khí chất. Kỳ danh là Nguyệt Nhai, chính là thiên thượng linh phong phong chủ Vân Linh lão nhân thân truyền đệ tử, lai lịch không nhỏ. Hắn phi ra trận pháp quang môn, ổn định thân hình sau vừa quay đầu nhìn trận pháp quang môn một cái, đôi mắt có một tia không cam lòng. Tại người khác xem ra, hắn có thể đủ kiên trì một canh giờ, đã coi như là cực kỳ bất phàm. Nhưng Nguyệt Nhai bản thân, nhưng lại không hài lòng. Hắn không hề rời đi, mà là ngồi ở trên quảng trường, khôi phục bản thân trạng thái, chuẩn bị lần thứ 2 tiến vào quang môn. Chỉ chốc lát sau, đám người lại là rối loạn tưng bừng. Chỉ thấy một bóng người từ đằng xa bay vụt mà tới, đó là cả người khoác trường bào màu xanh nam tử. Nam tử nhìn qua bình thản không có gì lạ, có thể xuất hiện, liền trong nháy mắt hấp dẫn rất nhiều người lực chú ý. Là Quý Lương Xuyên, Lương Xuyên công tử vậy mà cũng tới, nghe thấy hắn trận pháp nhất đạo tạo nghệ cực kỳ bất phàm, liền Vân Linh lão nhân đều gọi khen qua, không biết hắn có thể đủ kiên trì bao lâu thời gian. Truyền văn, Vân Linh lão nhân muốn thu hắn làm đồ. Có thể Quý Lương Xuyên lại cự tuyệt, Vân Linh lão nhân đã từng cảm thán, Quý Lương Xuyên trận pháp tạo nghệ, còn ở Nguyệt Nhai công tử phía trên. Đám người vẻ mặt kính phục nhìn xem cái kia trường bào màu xanh nam tử, ánh mắt bên trong tràn đầy sùng bái. Phóng nhãn cửu u địa ngục, cũng không có mấy người sẽ cự tuyệt Vân Linh lão nhân thu đồ đệ, có thể Quý Lương Xuyên lại không chút do dự cự tuyệt, từ đó về sau, Quý Lương Xuyên cũng đã trở thành rất nhiều người idol. Một chút hoa si. Càng là bắt đầu hét dầm lên, hận không thể lập tức nhào về phía nam tử áo bào xanh Quý Lương Xuyên. Cái này Quý Lương Xuyên lai lịch thế nào? Tiêu Phàm đều đối cái kia Quý Lương Xuyên có chút hiếu kỳ. Phải biết, trở thành Vân Linh lão nhân đồ đệ, đây chính là vạn người chú mục tồn tại a, địa vị tất nhiên sẽ tăng vụt lên. Người bình thường, lại làm sao có thể chống đối loại cám dỗ này đây? Nghe nói hắn chỉ là nhất giới tán tu. Không thuộc về bất luận cái gì thực lực, bất quá hắn trận pháp tạo nghệ, xác thực bất phàm, từng bố trí không ít chuẩn tôn giai trận pháp. Kim Long Quỷ Vương nhìn không được cảm thán nói, đôi mắt cũng có được vẻ bội phục. Trước kia ta cũng cho rằng Quý Lương Xuyên trận pháp chi đạo cực kỳ bất phàm, nhưng bây giờ ta cảm thấy, ở trước mặt đại nhân, đều bất quá cũng chỉ như vậy. Hắc Hổ lại là lắc lắc đầu nói. Kim Long Quỷ Vương lúc này mới phục hồi tinh thần lại, đúng vậy a. Tiêu Phàm không phải cũng là trận pháp đại gia sao? Hơn nữa, hắn không chỉ có trong vòng một ngày liền bố trí 2 cái chuẩn tôn giai trận pháp, hơn nữa còn thành công bố trí 1 cái chân chính tôn giai trận pháp. Trận pháp này tạo nghệ, chẳng phải là còn ở trên Quý Lương Xuyên. Bất quá, đám người chung quanh nghe nói như thế, lại là không nhìn nổi, cả người khoác chiến bào màu vàng óng nam tử âm dương quái khí nói, liền bằng các ngươi, cũng muốn cùng Quý Lương Xuyên so. Không chỉ là vô tri, vẫn là không sợ. Ngươi, Hắc Hổ Quỷ Vương lạnh lùng chừng người kia một cái,
lại bị Tiêu Phàm một ánh mắt ngăn lại. Hắn có thể không muốn tiếp tục gây phiền toái gì, huống hồ, hắn cũng thật không có cùng Quý Lương Xuyên ganh đua so sánh ý tứ. Hừ, biết mình cuồng vọng a, tính ngươi còn có một chút tự mình hiểu lấy. Chiến bào màu vàng óng nam tử cười lạnh một tiếng, không tiếp tục để ý Tiêu Phàm bọn họ, tựa như nhìn nhiều bọn họ một cái, cũng là vũ nhục ánh mắt của hắn một dạng. Ngay sau đó, chiến bào màu vàng óng nam tử lại cảm thán một câu, không biết Điệp Vũ tiên tử sẽ tới hay không, phóng nhãn cửu u địa ngục, có thể cùng Nguyệt Nhai công tử cùng Lương Xuyên công tử ở trận pháp nhất đạo bên trên tranh phong, có vẻ như cũng chỉ có Điệp Vũ tiên tử. Nói đến Điệp Vũ tiên tử, chiến bào màu vàng óng nam tử trong mắt đều là nồng nặc hâm mộ. Công tử, người cứ yên tâm đi, thuộc hạ nhận được tin tức, Điệp Vũ tiên tử đã sớm đã tới Bắc Linh Thành, cũng nhanh đến. Chiến bào màu vàng óng nam tử một cái cấp dưới cười nịnh nói. Điệp Vũ tiên tử đến. Đột nhiên, có người lên tiếng kinh hô, toàn trường mấy hổ ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn tới. Chân trời, cả người khoác màu hồng quần dài nữ tử đạp không mà tới, hư không giải lụa màu bay múa, hắn giống như một cái xinh đẹp tinh linh. Ở bên cạnh nàng, càng là có thật nhiều con bướm múa nhẹ, vờn quanh bốn phía, lộng lẫy xa hoa, mười điểm đoạt người nhãn cầu. So với Quý Lương Xuyên ra sân, cái này Điệp Vũ tiên tử ra sân, lộ ra kinh diễm hơn rất nhiều, thậm chí hoàn toàn không ở cùng một cái cấp độ. Toàn trường nam tính tu sĩ ánh mắt, gần như đồng thời hội tụ ở Điệp Vũ tiên tử trên người. Trong lúc nhất thời, dường như thời không dừng lại đồng dạng, lại không người tự tiện bước vào quang môn sông trận. Điệp Vũ tiên tử lại là sớm thành thói quen loại tràng diện này đồng dạng, trong con ngươi của nàng, chỉ có hai người. Kia liền là Quý Lương Xuyên cùng Nguyệt Nhai. Nguyên bản đang khôi phục lực lượng linh hồn Nguyệt Nhai, cũng đứng dậy, hướng về phía Quý Lương Xuyên cùng Điệp Vũ tiên tử khẽ gật đầu. Cửu U địa ngục tam đại trận pháp thiên tài toàn bộ đều đến đông đủ, còn thật là khó khăn phải thịnh hội a. Có người nhìn không được cảm thán nói. Bốn phía tu sĩ cũng âm thầm gật đầu, bình thường muốn tề tựu ba người bọn họ, thế nhưng là hết sức khó khăn. Thần văn linh hóa. Tiêu Phàm lại là híp hai mắt, hướng về Điệp Vũ tiên tử quanh thân con bướm, hơi hơi kinh ngạc nói, đây không phải linh tộc thiên phú sao? Linh tộc, Tiêu Phàm mặc dù gặp rất ít, nhưng nghe qua kỳ thỉnh tên. Cũng không phải linh tộc cường đại cỡ nào, mà là linh tộc cực kỳ thần bí, dù cho ở chiến hồn đại lục, Tiêu Phàm cũng rất ít nhìn thấy linh tộc. Bất quá huynh đệ của hắn Quan Tiểu Thất, liền có được linh tộc thiên phú. Hắn trừ bỏ từ tu la truyền thừa ở bên trong lấy được một chút linh tộc tin tức bên ngoài, cũng từ Quan Tiểu Thất trong miệng giải một chút linh tộc tin tức. Linh hóa, chính là linh tộc thiên phú một trong, khả năng đủ bắt thiên địa linh vận, để cho hóa thành chân chính sinh linh. Đương nhiên, cũng không phải là bọn họ thật sự có sáng tạo sinh linh năng lực, mà là bọn họ có thể đem linh vận ngắn ngủi giao phó sinh mạng. Liền tựa như Điệp Vũ tiên tử quanh thân những cái kia con bướm. Bọn chúng cũng không phải thật sự là con bướm, mà là dùng thần văn sáng tạo ra, loại này thủ đoạn, thế nhưng là cực kỳ hiếm thấy. Khó trách cái này Điệp Vũ tiên tử là trận pháp đại sư, hắn quả thật có đặc biệt một mặt. Nguyệt Nhai huynh đã thử qua chư thiên tinh đấu trận, không biết uy lực làm sao. Lúc này, Quý Lương Xuyên trước tiên mở miệng, thần sắc bình tĩnh nhìn xem Nguyệt Nhai hỏi. Bốn phía tu sĩ nín thở ngưng thần, tất cả đều vểnh tai nghe. Sợ bỏ qua cái gì? Quý huynh sao không trở ngại tự mình đi cảm thụ một chút? Nguyệt Nhai khẽ mỉm cười nói, cũng không trả lời thẳng Quý Lương Xuyên lời nói. Người khác không biết, nhưng Nguyệt Nhai rất rõ ràng, Quý Lương Xuyên người này mười điểm ngạo khí, bằng không mà nói hắn liền sẽ không cự tuyệt Vân Linh lão nhân thu đồ đệ. Hơn nữa, hắn lòng háo thắng cực mạnh, vô luận là ngôn ngữ phương diện, hay là trận pháp tạo nghệ phương diện. Cũng tốt. Nguyệt Nhai huynh đã giữ vững được một canh giờ, Quý Mỗ tự nhiên không tốt rơi xuống hạ phong. Quý Lương Xuyên mặt nở nụ cười, hai mắt lại là lăng lệ hết sức, giống như liệp ưng một dạng. Ngay sau đó hắn vừa nhìn về phía Điệp Vũ tiên tử nói, nữ sĩ ưu tiên, Điệp Vũ tiên tử mời. Vẫn là quý công tử trước hết mời a. Điệp Vũ từ chối nói, tựa như mười điểm không nguyện ý cùng Quý Lương Xuyên đi cùng một chỗ. Quý Lương Xuyên đáy mắt chỗ sâu hiện lên một vòng ánh sáng âm lãnh, bất quá mặt ngoài lại bình tĩnh như trước như thường, chuẩn bị hướng trận pháp quang môn đi đến. Hồng hộc, nhưng mà, cũng đúng lúc này,
hai đạo bóng người đột nhiên vọt thẳng vào trận pháp quang môn bên trong, còn có hai đạo bóng người sắp tới gần quang môn, chuẩn bị tiến vào trận pháp bên trong. Quý Lương Xuyên thấy thế, lập tức ngừng bước chân, nụ cười trên mặt cũng trong nháy mắt ngưng kết tại chỗ, trở nên lạnh lùng lên. Hắn vừa mới chuẩn bị tiến vào trận pháp, lại có người dám đoạt ở hắn đằng trước, cái này không phải cố ý đoạt danh tiếng của hắn sao? Vừa mới Điệp Vũ tiên tử đến, đã đoạt hắn một lần danh tiếng, hiện tại lại tới một lần. Các ngươi là người nào? Quý Lương Xuyên thân hình lóe lên, trong nháy mắt ngăn cản cái kia đường đi của hai người, nhìn kỹ, hắn mới phát hiện hai người này dĩ nhiên là nữ tử. Hai nàng không phải người khác, chính là Băng Thiền cung chủ cùng Như Hi, bọn họ cũng không giống như tu sĩ khác một dạng sùng bái Quý Lương Xuyên cùng Điệp Vũ tiên tử những trận pháp này thiên tài. Tự nhiên cũng liền không quan tâm để ý Quý Lương Xuyên cùng Nguyệt Nhai cùng Điệp Vũ tiên tử đối thoại, bởi vậy liền chuẩn bị xông vào một lần chư thiên tinh đấu trận, khảo nghiệm mình một chút có thể kiên trì bao lâu. Kim Long Quỷ Vương cùng Hắc Hổ Quỷ Vương tốc độ phải nhanh rất nhiều, cơ hồ lách mình liền xông vào trận pháp quang môn. Băng Thiền cung chủ cùng Như Hi cùng một chỗ, tốc độ cũng liền chậm rất nhiều, thật không nghĩ đến lúc này, Quý Lương Xuyên vậy mà cũng chuẩn bị tiến vào trận pháp. Nhưng ở trong mắt Quý Lương Xuyên, Như Hi cùng Băng Thiền cung chủ cho nên bây giờ tiến vào, là muốn đoạt danh tiếng của hắn. Nếu như Như Hi cùng Băng Thiền cung chủ biết rõ Quý Lương Xuyên tâm tư, đoán chừng sẽ buồn bực thổ huyết. Chúng ta là ai, cùng tiến vào trận pháp bên trong có quan hệ sao? Như Hi nhìn thấy bản thân đột nhiên bị người ngăn lại, lập tức nhếch lên bờ môi nhỏ, vẻ mặt khó chịu nói. Quý Lương Xuyên híp híp hai mắt, hắn bình thường đi tới chỗ nào, cũng sẽ là như chúng tinh phùng nguyệt đãi ngộ, nữ tử cũng là hoa si một dạng ánh mắt. Nhưng hai nữ tử này, thậm chí ngay cả con mắt đều không nhìn bản thân một cái. Nhưng hắn trong lòng không khỏi có chút nội ý. Phía dưới trong đám người Tiêu Phàm thấy thế, không khỏi nhíu mày, làm sao đi tới chỗ nào đều có người gây chuyện đây. Cái này trận pháp quang môn bày ở chỗ này, ai cũng có thể đi vào, liền thiên thượng linh phong người đều không ngăn cản, người một cái tán tu dựa vào cái gì ngăn cản người khác. Thế giới này, cũng không phải là ai cũng muốn xoay quanh ngươi, cũng không phải mỗi người đều nể mặt ngươi. Không phải liền là trước ngươi một bước tiến vào trận pháp quang cửa sao, cái này lại có cái gì? Huống hồ, trận pháp quang môn lớn như vậy, đừng nói ba người đồng thời tiến nhập, chính là 300 người đều có thể đồng thời tiến vào. Tiêu Phàm trước đó đối Quý Lương Xuyên một điểm hảo cảm, lập tức không còn sót lại chút gì. Tại hạ Quý Lương Xuyên, Quý Lương Xuyên trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười, trong lòng của hắn thầm nghĩ, có lẽ các ngươi không biết ta. Đợi bản công tử tự báo tính danh, dọa các ngươi nhảy một cái. Không thể không nói, Quý Lương Xuyên bản thân không phải bình thường tự tin, hắn dường như đã thấy Như Hi cùng Băng Thiền cung chủ trong mắt lấp lóe lấy tiểu tinh tinh hình ảnh. Nhưng mà, không đợi hắn nói hết lời, Băng Thiền cung chủ liền ngắt lời hắn, ngươi là ai, cùng chúng ta tiến vào chư thiên tinh đấu trận có quan hệ gì sao? Dứt lời, Băng Thiền cung chủ dắt Như Hi tay vòng qua Quý Lương Xuyên. Trực tiếp bay về phía trận pháp quang môn, chớp mắt liền không thấy bóng dáng. Quý Lương Xuyên khuôn mặt vô cùng băng lãnh, từ khi nổi danh đến nay, hắn còn là lần đầu tiên bị người không nhìn. Loại cảm giác này, nhưng hắn vô cùng khó chịu. Hừ, dám trước mặt mọi người quét ta Quý Lương Xuyên mặt mũi. Quý Lương Xuyên đáy mắt chỗ sâu hiện lên một vòng nét nham hiểm, hắn đã ghi hận Như Hi cùng Băng Thiền cung chủ. Hai người kia phiền toái. Xa xa Nguyệt Nhai thấy thế, trong lòng âm thầm nói thầm. Trong đầu hắn còn rõ ràng nhớ kỹ, bản thân sư tôn Vân Linh lão nhân đã từng đánh giá Quý Lương Xuyên lời nói, kẻ này nếu như lòng dạ rộng lớn một điểm, trận pháp thiên phú, còn ở vi sư phía trên. Quý Lương Xuyên trận pháp thiên phú xuất chúng như thế, vẫn như trước còn dậm chân tại chỗ, cái này cùng hắn nhỏ hẹp lòng dạ có quan hệ rất lớn. Ý nghĩ vừa dứt, Quý Lương Xuyên lần nữa hướng về trận pháp quang môn bay đi. Nhưng mà cũng đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Hô, trong đám người, lại một bóng người cấp tốc bắn ra, trong nháy mắt xuất hiện ở Quý Lương Xuyên cách đó không xa, lăng không dạo bước hướng trận pháp quang môn đi đến. Quý Lương Xuyên thấy thế, sắc mặt âm trầm tựa như muốn nhỏ ra huyết. Nếu như nói Như Hi cùng Băng Thiền cung chủ các nàng chỉ là quét hắn Quý Lương Xuyên mặt mũi, cái kia người trước mắt này, chính là trước mặt mọi người đánh hắn mặt.
Giờ phút này đạp không mà lên chuẩn bị tiến vào trận pháp quang màn lại là Tiêu Phàm, hắn rất khó chịu Quý Lương Xuyên nhìn về phía Như Hy cùng băng thiền cung chủ bọn họ âm lãnh kia ánh mắt, cho nên cố ý khiêu khích Quý Lương Xuyên. Đương nhiên, khiêu khích này cũng chỉ là Quý Lương Xuyên ý nghĩ mà thôi. Chư thiên tinh đấu trận vào trận quang môn thiết trí ở chỗ này, cũng không phải chỉ cấp một người nào đó tiến vào, chỉ cần là cái tu sĩ, đều có tư cách tiến vào. Chỉ là ở trong mắt Quý Lương Xuyên, hắn tiến vào thời điểm, người khác đều phải thay hắn nhường đường mà thôi. Ngươi rất tốt, Quý Lương Xuyên hướng về cách đó không xa Tiêu Phàm, nghiến răng nghiến lợi nói, một cổ khí tức cường đại càng là bay thẳng Tiêu Phàm đi. Tiêu Phàm cảm nhận được cỗ khí thế kia, đột nhiên ngừng thân hình, vẻ mặt nghi hoặc nhìn Quý Lương Xuyên, ngắm nhìn bốn phía về sau, lại chỉ mình nói, ngươi đang nói chuyện với ta phải không? Quý Lương Xuyên nhìn thấy Tiêu Phàm cái kia vẻ mặt vô tội sắc mặt, con người càng ngày càng băng hàn lên. Gia hỏa này tuyệt đối là cố ý, nơi này lại không có người khác, ta không phải bảo ngươi, lại là gọi ai đó. Đám người biết Quý Lương Xuyên tính nết người, tất cả đều âm thầm cho Tiêu Phàm bóp một cái mồ hôi lạnh, trong đó có một người, càng là nắm chặt nắm đấm, nguyền rủa nói Quý Lương Xuyên, giết hắn cho ta. Người này không phải người khác. Chính là trước đây không lâu bị Tiêu Phàm dọa chạy Minh Vô Tình, hắn nhưng là đối Tiêu Phàm hận thấu xương, hận không thể đem Tiêu Phàm phanh thây xé xác. Mặt khác, cũng có một chút Quý Lương Xuyên trung thực người sùng bái, vẻ mặt bất thiện nhìn xem Tiêu Phàm. Tiểu tử kia có bệnh sao? Nhà ta Lương Xuyên công tử muốn đi vào trận pháp quang môn, hắn không thấy được sao, vậy mà cố ý cản Lương Xuyên công tử đường đi. Theo ta thấy, người kia là muốn cố ý đoạt Lương Xuyên công tử danh tiếng. Tự cho là như vậy thì khả năng hấp dẫn lực chú ý của chúng ta sao? Đắc tội Lương Xuyên công tử, có là hắn chịu tội. Rất nhiều người ác độc nguyền rủa Tiêu Phàm, theo bọn hắn nghĩ, Tiêu Phàm cùng Quý Lương Xuyên tiến vào trận pháp quang cửa, chính là đoạt Quý Lương Xuyên danh tiếng, để Quý Lương Xuyên trên mặt tối tăm, đây cũng là tội chết. Không thể không nói, Quý Lương Xuyên cũng là người như vậy, cho nên sùng bái hắn người, tư tưởng cũng kém không nhiều. Bằng không, làm sao ứng vật họp theo loài nhân dĩ quần phân câu này ngạn ngữ đây? Nếu như không có chuyện gì mà nói, vậy ta đi vào trước. Nhìn thấy Quý Lương Xuyên trầm mặc, Tiêu Phàm để lại một câu nói, liền chuẩn bị tiến vào trận pháp quang trong môn phái. Hồng hộc, đột nhiên, Quý Lương Xuyên thân hình lóe lên, trong nháy mắt ngăn cản Tiêu Phàm đường đi, mặt âm trầm nhìn xem Tiêu Phàm, ta nhường ngươi tiến vào sao? Tiêu Phàm thấy thế, trong lòng lại là cười lạnh không thôi. Thần sắc cũng chậm chậm lạnh xuống, làm sao, ta tiến vào trận pháp, còn cần ngươi cho phép hay sao? Trong lúc nói chuyện, Tiêu Phàm trên mặt lộ ra một vòng vẻ đăm chiêu, tựa như ở hí ngược Quý Lương Xuyên một dạng. Đám người nghe vậy, lập tức kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm. Người kia là ai, thật đúng là thật to gan, lại dám cùng Quý Lương Xuyên tranh phong. Có người kinh hô không thôi. Nhưng mà lúc này, lại có người nhận ra Tiêu Phàm thân phận, hét lớn. Hắn không phải giết Minh Vô Tình mấy chục cái cấp dưới người sao, chẳng lẽ hiện tại lại đến phiên Quý Lương Xuyên xui xẻo. Lời này vừa nói ra, đám người nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt cũng biến thành bất đồng. Liên Minh Vô Tình người đều dám giết, khó trách hắn dám cùng Quý Lương Xuyên giao phong. Quý Lương Xuyên tự nhiên nghe được đám người nói, lông mày hơi nhíu, đáy mắt chỗ sâu còn có chút kiêng dè. Hắn thực lực xác thực so Minh Vô Tình hiếu thắng, có thể địa vị. Hắn cùng với Minh Vô Tình thế nhưng là ngày đêm khác biệt a. Minh Vô Tình dù sao cũng là Minh Tuyệt Cốc cốc chủ nhi tử, cho dù là thế lực khác chi chủ cũng phải cho mấy phần mặt mũi, nhưng hắn Quý Lương Xuyên vẻn vẹn chỉ là nhất giới tán tu mà thôi. Bất quá, hiện ở nhiều người nhìn như vậy đây, nếu là cứ như vậy nhận túng, vậy hắn về sau, còn thế nào trước mặt người khác ngẩng đầu làm người? Người cản ta đường, Quý Lương Xuyên mặt ngoài vẫn như cũ 10 điểm cường thế. Căn bản không có nửa điểm e ngại Tiêu Phàm ý tứ. Hắn xác thực không cần e ngại, nếu như Tiêu Phàm thật có lai lịch lớn như vậy, hắn cũng không phải là hoàn toàn không có đường lui. Vân Linh lão nhân không phải muốn thu hắn làm đệ tử sao? Nếu thật là cùng đường mạt lộ, hoàn toàn có thể bái Vân Linh lão nhân vi sư, đến lúc đó hắn địa vị cũng không yếu hơn Minh Vô Tình bao nhiêu. Là ngươi cản ta đường, Tiêu Phàm từng bước một tiến lên. Trên người khí thế mạnh mẽ bộc phát ra. Cùng Quý Lương Xuyên dạng người này, hắn căn bản không có gì hảo sắc mặt,
vừa bắt đầu hắn còn tưởng rằng Quý Lương Xuyên cỡ nào ngạo khí, nội tâm cao hơn nữa nhìn hắn một cái. Thật không nghĩ đến, hắn vậy mà như thế bản thân. Đại đạo Triều Thiên, các tổ bán biên, có thể Quý Lương Xuyên, nhưng phải một mình chiếm lấy toàn bộ đường, Tiêu Phàm làm sao thống khoái. Muốn chết, Quý Lương Xuyên không nghĩ tới Tiêu Phàm vậy mà một chút cũng không cho hắn mặt mũi, lại còn chủ động xuất thủ. Chỉ một thoáng, trên người hắn chán phóng khí thế mạnh mẽ, lấy tay vung lên ở giữa, từng đạo thần văn bắn ra, hóa thành vô số thần liên bay thẳng Tiêu Phàm mà đến. Không gian bốn phía bắt đầu chấn động, Tiêu Phàm quanh thân hư không đều trở nên ngột ngạt lên. Hư không chi thuật, xa xa Điệp Vũ tiên tử chẳng biết lúc nào đã rơi trên mặt đất, đôi mắt đẹp lấp lóe, âm thầm trầm ngâm nói, tên kia sợ là phải phiền phức. Muốn nói hư không chi thuật, Quý Lương Xuyên xác thực 10 điểm am hiểu, ta cũng mặc cảm. Nguyệt Nhai chẳng biết lúc nào đi tới Điệp Vũ tiên tử một bên. Mặc dù Quý Lương Xuyên người không được tốt lắm, nhưng bàn về hư không thần văn, hắn vẫn là hết sức bội phục Quý Lương Xuyên. Nguyệt Nhai công tử khiêm tốn. Điệp Vũ tiên tử mỉm cười, ngay sau đó khẽ hô nói, a. Ánh mắt của nàng bỗng nhiên rơi vào Tiêu Phàm trên người, trong mắt thần quang lấp lóe. Không chỉ nàng, ở đây những người khác cũng nhao nhao lộ ra kinh ngạc. Không chung, Tiêu Phàm quanh thân không gian triệt để bạo loạn, vô số loạn lưu kích xạ, điên cuồng công kích hắn. Nhưng mà, Tiêu Phàm lại như dẫm trên đất bằng đồng dạng, dường như không thuộc về không gian này. Hoàn toàn không nhìn chung quanh hư vô loạn lưu, vẫn như cũ từng bước một đi lên phía trước lấy. Làm sao sẽ, chẳng lẽ hắn cũng sẽ thần văn? Nguyệt Nhai công tử lộ ra kinh ngạc, chỉ ít, ở Quý Lương Xuyên công kích đến, hắn làm không được như thế phong khinh vân đạm. Hẳn không phải là, nếu như hắn biết thần văn chi thuật, cái kia hẳn là sẽ có thần văn chấn động. Điệp Vũ tiên tử lắc đầu, trong mắt dị sắc liên tục. Quý Lương Xuyên lại là kinh hãi không thôi. Đây chính là hắn 10 điểm am hiểu hư không thần văn a, vậy mà không làm gì được đối phương. Băng phong, ngay sau đó, Quý Lương Xuyên một tiếng quát nhẹ, cái kia cuồng bạo không gian đột nhiên băng tuyết bay tán loạn, hơi lạnh tỏa ra, trong chốc lát, hư không liền bị đông kết thành hàn băng. Chỉ đến như thế, nhìn thấy Tiêu Phàm ở hàn băng bên trong không nhúc nhích, Quý Lương Xuyên trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Chỉ là sau một khắc, nụ cười trên mặt hắn trong nháy mắt ngưng kết tại chỗ. Ken két, từng tiếng giòn vang truyền ra, lại là cái kia băng tinh đột nhiên vỡ ra, rậm rạp chằng chịt khe hở xuất hiện ở trên đó, hô hấp về sau, tất cả băng tinh tất cả đều nổ tung. Tiêu Phàm vẫn như cũ cái kia tập áo bào đen, sợi tóc vẫn như cũ chỉnh tề hết sức, tựa như vừa mới cái kia hàn băng căn bản không có tác dụng ở trên người hắn một dạng. Đây chính là trong truyền thuyết trận pháp thiên tài. Tiêu Phàm đột nhiên mở miệng, ánh mắt bên trong tràn đầy hờ hững, giọng nói kia càng là tràn đầy khinh thường cùng khinh miệt. Cũng khó trách Tiêu Phàm như thế khinh thường, cái này thần văn trình độ, cũng đã đạt tới chính mình lúc trước đại đế cảnh trình độ A, cũng liền có thể hù dọa một lần cửu u địa ngục người mà thôi. Nhìn thấy Tiêu Phàm lời nói bên trong khinh thường, Nguyệt Nhai công tử cùng Điệp Vũ tiên tử cũng nhíu mày. Bọn họ thế nhưng là cùng Quý Lương Xuyên nổi danh. Tiêu Phàm như thế khinh thường Quý Lương Xuyên, đây chẳng phải là liền bọn họ đều bị hủy bỏ. Nguyệt Nhai công tử cùng Điệp Vũ tiên tử dĩ nhiên không thích Quý Lương Xuyên làm người, nhưng hắn trận pháp tạo nghệ, bọn họ vẫn là hết sức thưởng thức. Đây chỉ là thần văn mà thôi, người biết cái gì là trận pháp sao? Quý Lương Xuyên cười lạnh nhìn xem Tiêu Phàm. Ta không hiểu trận pháp, Tiêu Phàm thiếu chút nữa thì bật cười, một cái liền thần văn chi thuật dùng như thế xù xì người. Cũng xứng cùng bản thân nghiên cứu thảo luận trận pháp. Dừng một chút, Tiêu Phàm lại bổ sung một câu, bất quá, ngươi vừa rồi những cái kia thần văn chi thuật, cũng là chút chơi đồ còn dư lại. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 174.